Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 51. Ba ngày sau, Khương Phàm lặng lẽ rời khỏi vực sâu. Hứa Đức Diệu trải qua 3 ngày đi săn, cũng rốt cuộc tìm được nơi này. Liên tục 3 ngày đều không có tìm tới được mộ táng, để hắn có chút nóng nảy. Biển người theo sát phía sau càng là đạt đến số lượng hơn vạn người. Diêm Bá lặng lẽ chìm vào vực sâu, do Kiều Vô Hối đề phòng. Hứa Đức Diệu tự tin bên trong Thượng Thương cổ thành không có cái gì có thể ngăn cản hắn, thế nhưng bạo khởi trọng quyền, lại giống như châu đất xuống biển biến mất trong vực sâu. Khi hắn thử nghiệm đi đến, một loại uy thế mênh mông mãnh liệt bộc phát, bức hắn lui đi ra. Hứa Đức Diệu vô cùng cảnh giác, vậy mà lại có thể chống cự thánh uy của hắn. Thái Võ Nhân Hoàng Điện đều bị đám oát con kia phá vỡ, vậy mà hắn lại không phá nổi nơi này. Chẳng lẽ, phía dưới này là mộ đế quân? Tựa như là, Linh Lung Tâm, xuất hiện vạn năm trước. Hứa Đức Diệu kích động, nếu như phía dưới thật sự là đế quân mộ, không thể nghi ngờ là có thể thay đổi vận mệnh của hắn, tăng thân phận Chí Tôn Kim Thành lên. Chí Tôn Kim Thành có khả năng bắt đầu từ hắn bước về phía hoàng đạo. Trong núi rừng, bầu không khí cũng oanh động. Trong vực sâu lại có lực lượng chống cự được thánh linh. Người đi đến trước đó chết quá oan. Thánh nhân cũng không phá nổi vực sâu. Phía dưới rốt cuộc đã chôn giấu cái gì? Các ngươi biết Linh Lung Tâm vạn năm trước không? Thượng Thương cổ thành chưa tỉnh lại, không phải đã xuất hiện qua dị tượng thần bí quét sạch 8 vạn dặm sao? Chẳng lẽ đầu nguồn chính là chỗ này? Nơi này chính là căn nguyên Thượng Thương cổ thành thức tỉnh. Nơi này khẳng định là mộ táng thần linh mạnh hơn. Chẳng lẽ bên trong Thượng Thương cổ thành còn có mộ địa đế quân? Đầu tiên là mộ nhân hoàng, sau đó lại là mộ đế quân, Thượng Thương cổ thành là muốn rung động thời đại này sao? Không phải muốn rung động, mà muốn thăng hoa thực lực Thương Huyền Đại Lục. Đám người càng ngày càng sao động, nhao nhao chen đến đỉnh núi trước mặt, đưa cổ nhìn ra xa. Hứa Đức Diệu lập tức triển khai trùng kích mãnh liệt đối với vực sâu. Kiều Vô Hối không tiện trực tiếp xuất hiện, chỉ có thể mượn nhờ quốc vận giúp đỡ, cưỡng ép vững chắc lực lượng phong ấn, chống cự tập kích. Dãy núi chấn động, năng lượng như biển, dãy núi rừng rậm trong phạm vi trăm dặm đều bị liên lụy, biến thành phế tích. Số lượng lớn cường giả hốt hoảng lui lại, ngoại trừ cường giả niết bàn cảnh còn có thể dừng ở bầu trời nhìn ra xa, thì niết bàn cảnh trở xuống chỉ có thể lui được bao xa thì lui. Một cái đều không có. Khương Phàm lặng lẽ quan sát ở phía xa, vậy mà lại không có phát hiện bất cứ thế lực cấp hoàng đạo nào. Xem ra đều đã tránh khỏi Hứa Đức Diệu, không có người nào dám cược Hứa Đức Diệu sẽ không đụng đến bọn hắn. Khương Phàm nhanh chóng rời khỏi, chạy tới địa khu khác, chờ đợi mộ táng mới xuất hiện. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã phát hiện hiện tượng kỳ quái. Phía ngoài tấn công mạnh không còn tiếp tục tập trung tại Tây Bộ như trước đó, mà là lơ lửng không cố định. Khi thì tấn công mạnh một trận tại hướng chính nam, đột nhiên lại trở lại Tây Bộ, yên lặng một thời gian lại xuất hiện ở Bắc Bộ, ngay sau đó lại chuyển rời đến Đông Nam. Cái này nhất định là các phương muốn bừng tỉnh toàn diện Thượng Thương cổ thành, lại không muốn để Hứa Đức Diệu phát hiện quy luật, kiếm tiện nghi, càng là đang nhắc nhở Hứa Đức Diệu tự mình đi tìm, đừng ỷ lại bọn hắn. Ngươi là Khương Phàm sao? Khương Phàm gặp một đám tán tu, vậy mà không có chạy đi, mà là đang kêu hắn lại. Khương Phàm dừng ở trên tán cây. Có tin tức gì muốn giao dịch, là Vạn Đạo Thần Giáo, hay là Chu Thiên Thần Điện? Cho ta manh mối, ta mở giá cao. Ngươi không nghe thấy tin tức. Bọn hắn rất cảnh giác, dù sao thanh danh của tên điên này cũng quá hung. Tin tức gì? Thái tuế gì đó của Thái Cổ Thần Miếu đang tìm ngươi. Làm sao các ngươi biết? Hôm qua hắn bắt đầu phát ra tin tức, muốn cùng ngươi gặp mặt. Nói là may mắn tìm được một mỹ vị, muốn cùng ngươi chia sẻ. Mỹ vị gì? Hồ ly. Đám tán tu nói xong, vội vàng hỏi. Lời nói này tựa như có thâm ý gì đó, chỉ có ngươi mới có thể hiểu. Thuận tiện tiết lộ một chút không? Khương Phàm khẽ nhíu mày, chia sẻ mỹ vị. Hồ ly, đây là ám ngữ gì? Lại nói hắn và hình phù đồ chỉ là gặp qua một lần tại xí thiên giới. Chờ chút. Hồ ly. Hướng vãn tình. Không thể nào, hướng vãn tình được giấu trong xí thiên giới. Lối vào đề phòng nghiêm ngặt, không ai có thể tùy tiện đi đến, càng đừng nghĩ đến bên trong tìm tới nàng, lại không một tiếng động nào mà mang ra. Hắn còn nói cái gì rồi?
chúng ta vừa nhận được tin tức, nghe người ta nói như thế, những cái khác thì cũng không có gì. À, đúng rồi, hắn từ Xí Thiên giới tới. Khương Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn chờ ta ở nơi nào? Nơi Thái Võ Nhân Hoàng Điện xuất thế. Đám tán tu kích động. Ngươi thật sự muốn đi sao? Khương Phàm ngưng tụ hỏa dực, bay thẳng lên trời, thẳng đến Thái Võ Nhân Hoàng Điện. Oa oa oa, đi mau, có trò hay để nhìn. Đám tán tu đuổi sát theo. Bọn họ cũng đều biết Khương Phàm giết Diệp Trục Thiên, Thái Cổ Thần Miếu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù không biết Thái Tuế này là có lai lịch gì, nhưng rất có thể là người mà Thái Cổ Thần Miếu phái tới báo thù. Chia sẻ mỹ vị cái gì chứ, tuy nhiên cũng chỉ là mồi câu hấp dẫn Khương Phàm mắc câu mà thôi. Xem ra, mồi câu này thật sự đã bị Khương Phàm ôm lấy. Trên phế tích sụp đổ của Thái Võ Nhân Hoàng Điện, một chiếc chiến xa màu vàng óng dừng ở giữa không trung, kim quang sáng chói, giống như là sóng cả nặng nề đang khuếch tán, bên trong ẩn hiện hư ảnh mãnh thú, binh tướng thành đàn, tản ra uy thế cường đại giống như kim qua thiết mã. Tạ Ninh đứng ở phía trước chiến xa, nhìn xung quanh dãy núi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, không cao ngạo giống như bình thường nữa. Một thân ảnh uy mãnh hùng tráng ngồi trên chiến xa, tay trái khoác lên vành, tay phải nắm lấy cổ của một nữ tử kiều diễm, thô lỗ đè xuống. Chính là Thái Tuế, hình phù đồ. Nữ tử trong tay hắn dĩ nhiên chính là Hướng Vãn Tình. Thời điểm vừa mới tiến tới, hắn còn cảm giác tên điên Khương Phàm kia hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Không nghĩ tới lại mai danh ẩn tích. Chỉ có thể nghĩ cách, kích thích Khương Phàm chủ động lộ diện. Khương Phàm có thể tới hay không liền nhìn ngươi có đáng giá hay không. Hình phù đồ bóp lấy cổ Hướng Vãn Tình, dùng sức đè xuống, để nàng giống như là nữ nô thần phục ở trước mặt. Hướng Vãn Tình bị khống chế ý thức, hỗn loạn, mệt mỏi bất cứ lúc nào cũng muốn nằm xuống. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khóe miệng hình phù đồ ôm lấy một đường cong, năm ngón tay dùng sức xoa qua cái cổ, muốn kéo dài trên phần gáy trơn bóng. Nữ tử này thật sự là quá mỹ diệu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, bản thân lại còn sẽ có hứng thú mãnh liệt như vậy đối với nữ tử sao? Nếu như không phải gấp gáp đi đường, thật muốn hưởng dụng thật tốt. Tạ Ninh len lén lườm vài lần, trong lòng vô cùng tò mò. Thái Tuế lại còn có hứng thú đối với nữ tử. Không phải nói Thái Tuế không được, mà là trước đó đã sống mấy ngàn năm, đủ loại nữ tử hẳn là đều đã chơi chán. Lần này sau khi Thái Tuế thức tỉnh, đối với những nữ tử trong thần miếu kia cũng không có biểu hiện qua hứng thú gì. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Có mị lực gì? Tóc tai bù xù cũng không nhìn thấy diện mạo, tuy nhiên nhìn bóng lưng ngược lại rất câu hồn. Nhất là cái mông kia, chà chà, nhìn phía trước, Thái Tuế ngẩng đầu liếc mắt qua. Tạ Ninh không dám mạo phạm, tiếp tục cảnh giác xung quanh. Hoàng trưởng lão, Khổng Sướng, còn có 5 vị trưởng lão thần miếu khác cũng đều nghiêm mật bảo vệ ở xung quanh, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện. Nhưng nhìn bóng người trong rừng rậm, bọn hắn rất hoài nghi Khương Phàm thực sẽ không để ý an nguy mà chủ động xuất hiện. Trong rừng rậm, Vạn Đạo Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện, thậm chí là Đại Quang Mang Thần Điện đều tiềm phục tại nơi đó. Ngay cả Cửu Lê Thần Cung, Xích Thiên Thần Triều và các hoàng đạo từ đầu đến cuối điệu thấp tìm kiếm bảo tàng cũng đều đến. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức đều vừa mới chạy đến. Nguyên nhân tới đây càng nhiều hơn chính là vì hình phù đồ. Người khác không biết hai chữ Thái Tuế đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn lại đều rất rõ ràng. Thái Tuế hình phù đồ, ma thai, nhân thần, minh hồn. U minh mặc kệ, luân hồi không độ. 900 năm vừa chết 900 năm. 9 độ tuần hoàn, 9 độ siêu phàm. Cửu cửu đến cực điểm, viên mãn đại thiên hoàng. Hình phù đồ không thể nghi ngờ chính là bảo bối quý giá nhất của Thái Cổ Thần Miếu. Mỗi lần hắn thức tỉnh đều là thiên phẩm linh văn, bắt đầu từ đời thứ 5, đời đời đều là thánh vương. Bây giờ đã là đời thứ 7, cũng là một thế cực kỳ quan trọng. Nếu như một thế này hắn có thể trọn vẹn vượt qua, đời thứ 8 phía sau sẽ trực tiếp thức tỉnh thánh hoàng, đời thứ 9 càng sẽ trọn vẹn trở thành đại thiên hoàng. Bất luận là từ tư lịch hay là tiềm lực, hình phù đồ đều tương đương với miếu chủ của Thái Cổ Thần Miếu. Bọn hắn thật sự rất ngạc nhiên, Thái Cổ Thần Miếu lại an bài hắn tới, mà còn là sau sự kiện Ngọc Phù. Chẳng lẽ liền không sợ hình phù đồ chết ở chỗ này? Dù sao một thế này đối với Thái Tuế mà nói quá quan trọng,
đối với tất cả hoàng đạo khác mà nói là thì là uy hiếp nghiêm trọng. Ngay cả Điêu Lãnh Nguyệt của vạn đạo thần giáo đều có loại xúc động muốn giết Hình Phù Đồ. Bọn người Phương Tĩnh của Chu Thiên Thần Điện cũng đều đang tính toán. Giết Hình Phù Đồ liền diệt tuyệt cơ hội Thái Cổ Thần Miếu tương lai sinh ra Thánh Hoàng. Thánh Hoàng là tồn tại tiếp cận như thần linh. Nếu như có thể sớm diệt trừ, chẳng khác nào tuyệt trừ hậu hoạn. Khương Phàm sẽ đến không? Nơi này không thể nghi ngờ chính là một là điểm chết. Nữ tử trong tay Thái Tuế là ai? Chẳng lẽ chính là hồ ly mà hắn nói? Thái Tuế lại dùng nữ tử tới hấp dẫn Khương Phàm lộ diện. Ta có chút khó mà tiếp nhận, loại hành vi này, giống như không quá phù hợp với thân phận của hắn. Hoặc là nữ tử kia quá đặc biệt, hoặc chính là Thái Tuế muốn hiện quyết tâm ra không từ thủ đoạn tàn nhẫn để giết Khương Phàm. Đối đãi với tên điên Khương Phàm kia, ngươi không dùng chút thủ đoạn cực đoan, thật đúng là chưa hẳn có thể dẫn ra. Các phương trông mong, đã ngóng trông Khương Phàm lộ diện, như thế này thì Khương Phàm liền có thể chết rồi. Nhưng cũng lại không nguyện ý Khương Phàm lộ diện, bởi vì sau khi Khương Phàm chết, bảo bối cướp đoạt được liền muốn về Thái Cổ Thần Miếu. Bảo bối trong tay Khương Phàm, đủ để cho bất kỳ bên nào đỏ mắt. Trong rừng rậm, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Như Yên, còn có Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang nhìn chiến xa màu vàng óng trên hố sâu mặt. Tỷ tỷ, có thể nhìn thấy nữ tử kia là người nào không? Đông Hoàng Như Yên hiếu kỳ hỏi. Lão nhân phía sau chiến xa là võ giả không gian, còn là cao giai niết bàn cảnh, hắn cầm giữ vùng không gian kia. Thật đáng giận, còn Thái Tuế nữa, hắn vậy mà lại dùng nữ tử tới uy hiếp. Vậy hẳn là không phải nữ tử bình thường. Là Dạ An Nhiên sao? Thái Tuế dùng hồ ly để gọi, hẳn không phải là Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên ở tại xí thiên giới, hắn cũng không thể nào bắt được. Tỷ nói, Khương Phàm thật sự sẽ tới sao? Đông Hoàng Như Yên mặc dù thích xem náo nhiệt, nhưng cục diện trước mắt rõ ràng chính là một cái bẫy. Không chỉ có Thái Tuế Hình Phù Đồ đang chờ Khương Phàm, những thế lực như vạn đạo thần giáo kia cũng đang nhìn chằm chằm. Nếu như Khương Phàm tới, liền thật sự không đi được. Nếu quả như nữ tử kia thật sự rất quan trọng đối với Khương Phàm hẳn là sẽ đến đây. Hắn đối phó thế nào? Hình Phù Đồ là Thái Tuế, Thánh Vương Thiên Phẩm, chỗ tối còn có Niết Bàn Cảnh Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên. Phải nhìn Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thể hiện quái dị nhìn các nàng tỉ muội. Các ngươi rất quen Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nói. Tiếp xúc qua mấy lần? Chỉ là tiếp xúc qua. Trong ấn tượng của Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Như Ảnh quanh năm ẩn cư Thiên Cung thứ 9, nuôi trà tu đạo, mà dịu dàng lịch sự tao nhã, đối với chuyện gì cũng đều không để ý, tựa như là tiên tử trốn nhân gian, lẻ loi tự ngạo, không để ý tới thế sự. Thật không nghĩ tới nàng lại cảm thấy hứng thú đối với người nào đó, mà còn lại là một nam tử. Mà thái độ, không phải tiếp xúc qua, quả thực là đã chung đụng. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, đôi mắt chớp động, khiến cho người ta say mê. Khương Phàm hẳn là đã có được tin tức, nếu như muốn tới, ngay hôm nay, nếu như không đến, có thể sẽ không trở lại. Hắn đến chính là chịu chết. Khi Đông Hoàng Như Yên đang nói chuyện, các trưởng lão xung quanh đột nhiên cảnh giác. Đến rồi. Ở đâu? Bọn người Đông Hoàng Lăng Tuyệt lập tức trông mong nhìn ra chiến xa, nhưng rất nhanh đã giật mình, quay người nhìn qua rừng rậm thâm thúy. Một bóng người đang tới nơi này gần. Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên giật mình che môi đỏ. Toàn thân áo đen, mạnh mẽ như vượn, mang theo mặt nạ màu tím. Không phải Khương Phàm thì là ai? Sao hắn lại tới chỗ này? Đông Hoàng Lăng Tuyệt quái dị liếc mắt nhìn tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh. Lúc này chủ động tìm tới nơi này, không phải chung đụng. Trong lúc Khương Phàm ở tại Cổ Hoa Hoàng Thành, có phải đã phát sinh qua chuyện gì cùng với tỉ muội các nàng hay không? Khương Phàm, ngươi đi nhầm hướng rồi, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Các trưởng lão Cửu Thiên Thần Giáo bước về phía trước mấy bước, ngăn cản Khương Phàm, toàn bộ cũng kích hoạt võ pháp, âm thầm đề phòng. Khương Phàm đứng ở bên ngoài mấy chục mét. Các ngươi tin tức đưa đến. Đông Hoàng Như Yên nói. Ta đưa ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng không nói gì. Ai ở bên ngoài? Hai vị phó giáo chủ của chúng ta đều ở đó, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bọn hắn đều tới. Thật không có nói gì với ngươi.
hay là nói một ít lời, người không có lĩnh ngộ được. Liền nói để cho ta về trước. Đông Hoàng Như Yên nhún nhún vai. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhịn không được, đi đến phía trước đối mặt trực diện với Khương Phàm. Lần đầu gặp mặt, ta là Đông Hoàng Lăng Tuyệt, xin tha thứ ta nói thẳng trắng, có phải ngươi không rõ ràng địa vị của Cửu Thiên Thần Giáo hay không, có phải ngươi không biết trình độ tôn quý của Phó Giáo Chủ hay không? Há miệng liền muốn đàm phán, còn vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi coi ngươi là ai chứ? Còn nữa, ta thật sự là không hiểu phương thức hành động của ngươi tại Thượng Thương Cổ Thành. Trong đầu ngươi là thiếu thứ gì sao? Hay là rót nước, bị ẩm rồi? Rốt cuộc ngươi lấy ở đâu ra kiêu ngạo, có thể không để tất cả mọi người vào mắt? Có phải ngươi sống ở trong mộng, cảm giác mình là thiên thần chuyển thế, đi qua cửu thiên thập địa, tất cả mọi người không có cách nào bắt ngươi hay không? Ngươi giết nhiều người như vậy, thống khoái là thống khoái, sau khi rời khỏi thì sao? Bây giờ ngươi là tên điên hung tàn nhất Thượng Thương Cổ Thành, sau khi rời khỏi ngươi chính là trò cười lớn nhất Thương Huyền. Ngươi ở chỗ này huyên náo càng hung, lúc rời khỏi chết liền càng thảm. Thỉnh cầu để cho ta mở mang tầm mắt, cái đầu này của ngươi là vận chuyển như thế nào vậy? Tư duy là phát triển như thế nào vậy? Đông Hoàng Lăng Tuyệt thực sự nhìn không nổi. Một tiểu tử điên không có bối cảnh chỉ có bóng lưng, sống sờ sờ đánh ra tư thế thiên thần chuyển thế. Không chỉ có hắn có chút mộng, mà chỉ sợ tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều có chút mộng. Đã gặp qua kẻ bị điên, nhưng thật sự chưa thấy qua tên nào bị điên như thế, đầu ra hỏa này nhất định có chút vấn đề gì đó. Bầu không khí thoáng kiềm chế, các trưởng lão thần giáo đều sẵn sàng chiến đấu, sợ tên điên Khương Phàm này đột nhiên bão nổi. Chỗ này của ta, rất bình thường. Khương Phàm chỉ đầu, quay người muốn rời khỏi, không gian trước mặt đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một nam tử gầy gò mặc áo choàng màu đen từ trong hư không đi tới, giơ tay lên về phía Khương Phàm, thi lễ đơn giản. Thần Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là Phó Giáo Chủ Cửu Thiên Thần Giáo đương đại, Đông Hoàng Hoa Thanh. Phó Giáo Chủ, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh nhìn người vừa đến, sau đó vội vàng muốn hành lễ, nhưng thân thể không đợi cúi xuống đi liền bị một màn đột nhiên xuất hiện kinh hãi làm cho cơ thể thẳng tắp cứng đờ. Bọn hắn trừng to mắt. Khó có thể tin được mà nhìn Phó Giáo Chủ trước mặt. Đây là đang làm gì? Hành lễ sao? Chúng ta hoa mắt sao? Vị này chính là Phó Giáo Chủ cơ mà. Là giả sao? Đông Hoàng Như Yên còn khoa trương dụi mắt, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc đây không phải là Phó Giáo Chủ của bọn hắn. Thần Hoàng! Trong đầu Đông Hoàng Như Ảnh quanh quẩn cái cách mà Đông Hoàng Hoa Thanh xưng hô. Thần! Ai là thần? Thần Hoàng! Đây là tôn hiệu kinh thế hãi tục gì đây? Đông Hoàng Lăng Tuyệt càng không bị khống chế mà há miệng ra, nhìn bóng lưng Khương Phàm, lại nhìn Đông Hoàng Hoa Thanh trước mặt, xem đi xem lại, sửng sốt không thôi. Phó Giáo Chủ, đang hành lễ với Khương Phàm. Ta đang nằm mơ sao? Hỗn đản này đang thực hiện huyễn thuật cho ta sao? Thỉnh cầu của ngài, Đông Hoàng Như Yên đã nói cho ta biết. Đông Hoàng Hoa Thanh đứng thẳng tắp, mặt trắng gầy gò. Khí tức vô cùng nội liếm, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại hiện ra tinh mang bức người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sao các ngươi lại suy tính? Phó Giáo Chủ Lan Quỳ trở về xin chỉ thị, cụ thể là nhìn ý tứ thần tôn. Nếu như ngài không để ý, trước tiên có thể cùng ta nói chuyện. Áo choàng của Đông Hoàng Hoa Thanh im ắng phiêu đãng, giống như mê vụ giao hòa cùng không gian, xen vào giữa hiện thực cùng hư không. Nhưng một tiếng, ngài, rất tự nhiên từ trong miệng hắn lần nữa để cho bọn người Đông Hoàng Lăng Tuyệt chấn động đến đầu váng mắt hoa. Vị này chính là Phó Giáo Chủ, là người mà bọn hắn nhìn lên kính úy, bình thường gặp mặt cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà lại dùng thái độ tôn trọng đối đãi với Khương Phàm. Đông Hoàng Lăng Tuyệt xoa xoa trên trán, không được, huyễn cảnh này sức lực quá lớn, có chút sông. Khương Phàm nói thẳng, thời điểm Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh dị tượng, lão tổ tông các ngươi hẳn rất rõ ràng là cái gì. Vật kia ở chỗ này không an toàn, thân phận của ta lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Chúng ta không nguyện ý bị động chờ đợi, lần này lựa chọn chủ động xuất kích, cũng nhất định phải chuẩn bị tốt chiến thuật. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo muốn xếp hàng, bây giờ là lúc này rồi. Đạo lý đơn giản nhất, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tốt hơn, dệt hoa trên gấm, các ngươi muốn càng nhiều, càng hẳn nên, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dựa sát vào. Lời Nghị công tử nói, ta sẽ mau chóng sắp xếp người truyền trở về.
Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi gật đầu. Trước đó còn hơi nghi ngờ, bây giờ cơ bản đã có thể xác định, quốc vận vạn thế thần triều đã thức tỉnh. Lấy tình huống hỗn loạn của Thượng Thương Cổ Thành, phát hiện nơi đó chỉ là vấn đề thời gian, thân phận của Khương Phàm xác thực sẽ bị bại lộ. Nhưng, bây giờ thật sự đúng lúc sao? Quá sớm. Lấy năng lượng bọn người Khương Phàm có bây giờ, hoàn toàn không thể nào ứng phó oanh động sau khi thân phận bại lộ đưa tới. Khương Phàm nói, ta không cần các người bỏ ra quá nhiều, chỉ cần 5-3 người, âm thầm phối hợp, tranh thủ cho ta đầy đủ thời gian. Thời gian nào? Chúng ta có cách di chuyển lực chú ý, tranh thủ cho ta đầy đủ thời gian trưởng thành. Chúng ta? Chuyện do Thiên Hậu phụ trách. Thiên Hậu? Đôi mắt thâm thúy của Đông Hoàng Hoa Thanh có chút ngưng tụ, Thiên Hậu luân hồi rồi. Bọn hắn có thể xác định được thân phận Khương Phàm, nhưng Thủy Chung không có phát giác được tung tích Thiên Hậu. Thiên Hậu, Tu La, Khương Phàm, ba vị truyền kỳ vậy mà lại lần nữa đoàn tụ. Đưa ta qua, ta chờ câu trả lời chắc chắn của các ngươi. Khương Phàm biết Cửu Thiên Thần Giáo không thể nào minh xác hồi phục chân chính dưới loại tình huống này, nhưng chỉ cần có cái thái độ liền có thể cho hắn trợ giúp tương ứng, bảo đảm Kiều Vô Hối thuận lợi đến Mê Ly Hải, bảo đảm phân thân tặc điều kia có thể tiếp tục hấp dẫn lực chú ý. Trong vòng nửa tháng, chúng ta sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Nhưng trước đó, Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta sẽ giữ vững lý trí, cũng hy vọng ngài có thể giữ vững khắc chế. Chuyện Lan Đảo, ta giết mấy tên trưởng lão để các phương nhận định chúng ta là kẻ thù, chẳng phải là tốt hơn. Ngài cân nhắc chu đáo, nhưng Lan Đạo là tôn nhi phó giáo chủ Lan Quỳ coi trọng nhất, Lan Nặc đến từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lưng đeo sứ mệnh đặc thù. Lan Đạo còn sống, ta thay các ngươi giáo huấn một chút, sau đó sẽ trả trở về. Nhưng Lan Nặc là của ta chắc chắn phải có được. Ý của ngài là, N oán cá nhân, chính nàng tạo nghiệt, tự mình phụ trách. Đông Hoàng Hoa Thanh như có điều suy nghĩ, ân oán cá nhân. Chẳng lẽ là thời điểm tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Xem ra hẳn là có chút thù hận. Tuy nhiên, nữ hài nhi Lan Nặc kia có dáng dấp quốc sắc thiên hương, thiên phú khí chất đều tốt, Khương Phàm hẳn sẽ không giết nàng. Không giết, không trừng phạt, cũng có khả năng phong phú hậu cung tương lai. Nếu như thần tôn thật sự hợp tác cùng Khương Phàm. Như vậy, lão tặc Lan Quỳ này chắc chắn phải duy trì Lan Nặc quy thuận Khương Phàm. Đây chính là phương pháp tuyệt hảo để Lan gia thoát khỏi xu hướng suy tàn tại Cửu Thiên Thần Giáo. Đôi mắt của Đông Hoàng Hoa Thanh tung bay, nhìn Đông Hoàng Như Ảnh với mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ở trước mặt. Đông Hoàng Như Ảnh chú ý tới ánh mắt của phó giáo chủ, nàng vội vàng rủ lông mày xuống gật đầu, lấy đó làm tôn trọng. Nhưng vẫn đắm chìm trong chấn kinh, phó giáo chủ tôn quý vậy mà lại dùng loại ngữ khí, bình đẳng, này nói chuyện cùng Khương Phàm. Không chỉ là nàng, Đông Hoàng Như Yên vẫn dùng sức bưng bít lấy cái miệng nhỏ, Đông Hoàng Lăng Tuyệt thì trừng to mắt, những trưởng lão thần giáo khác thì kinh sợ. Bọn hắn gần như không dám tin tưởng vào mắt mình. Trong mắt Khương Phàm hoàn toàn không có kính sợ, phó giáo chủ lại còn không thèm để ý chút nào. Thân phận của hắn là gì? Thần tôn, hai người nói chuyện vậy mà lại trực chỉ giáo tổ của bọn hắn. Có ý gì, chẳng lẽ giáo tổ đã sớm có liên hệ cùng Khương Phàm? Bọn hắn chấn kinh, toàn thân đều cảm thấy lạnh. Bọn hắn sợ hãi, da đầu đều run lên từng trận. Bọn hắn bỗng nhiên đã hiểu, Khương Phàm khẳng định có bí mật động trời, phần bí mật này chính là vốn liếng để hắn bế nghễ quần hùng. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, trước khi giáo tổ truyền đến tin tức, ta không nên tỏ thái độ. Chuyện hôm nay, chỉ có thể do Nghị công tử tự xử trí. Không cần các ngươi, ta có thể ứng phó. Ngươi ở bên ngoài giúp ta một việc, tìm tới Hàn Ngạo của Vô Hồi Thánh Địa, giao cái này cho hắn. Khương Phàm đưa cho Đông Hoàng Hoa Thanh một phong thư, quay người xông vào trong rừng rậm ẩm ướt. Thần Hoàng, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Đông Hoàng Hoa Thanh bỗng nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì? Ngài, liên lạc qua Xích Thiên Thần Triều sao? Vẻ mặt Khương Phàm hiện lên vài tia phức tạp, lại không nói gì, rất nhanh đã biến mất trong rừng rậm. Phó giáo chủ, Khương Phàm hắn. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thực sự an không chịu nổi, lập tức liền muốn truy hỏi, nhưng không gian xung quanh Đông Hoàng Hoa Thanh lại ba động, giống như là hắc vụ che mất hắn, biến mất trong nháy mắt, không thấy đâu nữa. Cái này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác giống như nằm mơ.
Đông Hoàng Lăng Tuyệt lại phải hỏi Đông Hoàng Như Ảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy thể hiện của hai tỷ muội rõ ràng cũng là bị chấn kinh. Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh biết Khương Phàm thân phận có chút đặc biệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến có thể đặc biệt đến mức để Đông Hoàng Hoa Thanh tôn trọng. Hắn không phải Khương Phàm. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Thần Hoàng, Khương Phàm là Thần Hoàng. Khương Phàm lén lút xê dịch trong rừng rậm, lần theo cảm giác tìm được Khương Qua giấu ở trong núi rừng. Chúng ta làm tiếp một giao dịch, người thay ta ứng phó vạn đạo thần giáo, sau đó ta cho ngươi phương pháp biến đổi thiên phẩm linh văn. Khương Qua mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phàm. Ngươi lấy được những di cốt kia liền có thể giúp ta biến đổi linh văn. Ta nói phương pháp càng thích hợp cho linh văn của ngươi. Tỷ lệ thành công bao lớn? 100%. Ngươi có thể bảo đảm. Ngươi có thể tin tưởng Diêm Bá, liền có thể tin tưởng ta. Khương Qua trầm mặc một lát, tiếp nhận giao dịch. Ngươi cứu người, ta cứu ngươi. Lúc này, đám tán tu chạy theo Khương Phàm trước đó kích động phóng lên không, hướng về phía Thái Tuế cao giọng la lên. Khương Phàm đến rồi, Khương Phàm đã tới. Tới. Tạ Ninh khống chế chiến xa, lúc này bay lên không 800 mét, ánh mắt bén nhọn nhìn núi rừng chập trùng. Đến rồi, ngươi vui mừng không? Ta thật sự rất vui mừng. Hình Phù Đồ vỗ nhẹ mặt hướng Vãn Tình, lộ ra tiếng cười cởi mở. Dãy núi bạo động, số lượng lớn cường giả liên tiếp đi đến đỉnh núi, đứng ở tán cây, ngắm nhìn phương hướng phế tích. Đám tán tu đến thông báo mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chiến xa trên không trung, chờ đợi ban thưởng đến từ Hoàng Đạo, nhưng bây giờ ai còn để ý tới bọn hắn. Hoàng trưởng lão và các trưởng lão thần miếu đều sẵn sàng trận địa đón quân địch, ánh mắt nhìn chằm chằm núi cao. Ai cũng không được nhúng tay, tự ta tới. Hình Phù Đồ rời khỏi chiến xa, chân đạp hư không, tiếng cười cởi mở truyền đến núi rừng. Lúc gặp mặt lần đầu tiên, cũng cảm thấy ngươi quen thuộc, gần đây lúc trải qua đề điểm tiểu hồ ly mới hiểu được, thì ra chúng ta đã gặp qua trước kia. Lão bằng hữu, nếu đã tới, cũng đừng trốn nữa, chúng ta luận bàn một chút. Lão bằng hữu, bọn ngừa Tạ Ninh nhao nhao nhìn về phía Hình Phù Đồ. Khương Phàm đang muốn đi tới, nghe vậy lập tức ngừng. Hướng Vãn Tình để lộ linh văn của hắn bí mật. Hình Phù Đồ, biết thân phận của hắn. Ánh mắt Khương Phàm dần dần lăng lệ, dùng sức nắm chặt nắm đấm, một mực tập trung vào Hình Phù Đồ đang đứng trên bầu trời. Hình Phù Đồ rất nhanh đã chú ý tới ánh mắt kia, khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay mời. Lão bằng hữu, có dám đánh một trận? Dưới sự chú ý của trên vạn người, Khương Phàm đi ra khỏi cánh rừng, chân đạp liệt diễm, cất bước phóng lên trời. Tên điên này thật sự không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại thật tới. Phương Tĩnh đều có chút bội phục. Hạ Hầu Đạt, lợi dụng đúng cơ hội bắt Khương Phàm lại cho ta, hiểu chưa? Loan Hồng Hy dùng sức nắm chặt tay, sát ý tràn ngập chưa bao giờ yếu bớt. Nếu như vị trưởng lão vạn đạo thần giáo kia cũng ở đây. Mặc dù Hạ Hầu Đạt đã khôi phục cảnh giới, nhưng vạn đạo thần giáo nơi đó có một Lục Trọng Thiên. Hắn đương nhiên ở đây, nếu như rất dễ dàng có thể cướp được, còn có thể thể hiện giá trị của ngươi sao? Ngươi muốn đứng vững gót chân tại Chu Thiên Thần Điện, bắt lấy Khương Phàm chính là công tích lớn nhất của ngươi. Vạn đạo thần giáo kích động. Bọn hắn muốn báo thù việc Khương Phàm sát hại Điêu Lãnh Phong, càng phải lấy lại khoái kiệt. Lưu trưởng lão mang theo ánh mắt lăng liệt liếc nhìn dãy núi, tìm kiếm người trước đó giúp đỡ Khương Phàm kia. Hắn tin tưởng nếu Khương Phàm dám đến, khẳng định có chỗ ỷ vào. Trước mắt mà nói, người kia chính là chỗ dựa lớn nhất. Đội ngũ Cửu Lê Thần Cung trốn ở trong rừng rậm. Một nữ tử xinh đẹp thiên kiều bá mị tràn đầy phấn khởi nhìn qua. Chính là tên điên này đã đánh những thiên tài hoàng tộc hoàng đạo kia thành chó. Nam tử cường tráng bên cạnh bất đắc dĩ nói. Một đám ngu xuẩn. Tiến đến là tìm bảo vật, yên lặng không tốt sao, nhất định phải trêu chọc tên điên kia. Các trưởng lão thần cung đều cau mày. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất kỳ quái, Thái Tuế lại biết hắn. Xem ra hắn không chỉ là đến báo thù cho Diệp Trục Thiên, chính là tới vì Khương Phàm. Khương Phàm đứng giữa trời, đứng cách xa xa tương đối với Hình Phù Đồ. Người đâu? Gặp mặt lão bằng hữu, không nói chuyện cũ, chỉ muốn tiểu nương tử của ngươi. Hình Phù Đồ búng tay về phía sau. Tạ Ninh kéo lấy Hướng Vãn Tình đi đến chiến xa phía trước, thô lỗ ném ở nơi đó. Hướng Vãn Tình bị dụng tâm biết khống chế,
vừa đau đớn suy yếu, tóc tai bù xù gục ở chỗ này, hấp hối. Khương Phàm cau chặt lông mày. Ngươi đã làm gì nàng? Còn nhớ rõ Hoàng Tuyền U Hồn Thư không? Ha ha, đồ tốt, nàng muốn nói hay không muốn nói đều phải nói hết, nàng có thể làm hay không thể làm, cũng phải làm. Hình phù đồ cố ý kích thích Khương Phàm, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy kỹ xảo. Ta rất hiếu kỳ, da thịt trắng nõn mỹ diệu như vậy, vậy mà ngươi lại không có hưởng dụng. Không giống như ngươi mà ta biết đấy. Ngươi cuối cùng sẽ thay đổi, không phải ngươi cũng giống như ta sao? Lần này ngủ say trên sàng thấp, rơi trong hầm phân à, cách mấy trăm mét đều có thể ngửi được mùi buồn nôn trên người ngươi. Ô ô ô, tức giận. Ha ha, ha ha. Khí khái trầm ổn tỉnh táo đâu trước kia, chút chuyện nhỏ này đã chọc giận được ngươi rồi. Nếu như ta nói cho ngươi, trên đường ta tới đây đều đã hưởng dụng, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi không có đụng, ta uống chút canh, chậc chậc chậc, dễ chịu thật, dư vị vô tận. Hình phù đồ cố ý nhắm mắt lại, một bộ dáng mê say. Khương Phàm nhấp nhô yết hầu, trong lồng ngực cuồn cuộn lửa giận hừng hực. Đúng rồi. Hình phù đồ mở mắt ra, hiện ra đôi mắt u quang tiếp cận Khương Phàm. Biết ta làm thế nào bắt được nàng không? Biết thời điểm ta bắt được nàng còn thuận tiện cuốn đi người nào không? Ta không thể không thừa nhận, phẩm vị của ngươi coi như không tệ, vận khí càng tốt hơn. Vậy mà có thể gom góp một đôi chân phẩm tuyệt diễm như thế. Nàng ở đâu? Tim Khương Phàm đập loạn. Dạ An Nhiên sao? Hướng Vãn Tình hẳn là sẽ ở trong không gian ngũ hành. Nếu như nàng bị bắt, chẳng phải Dạ An Nhiên. Đám ngu xuẩn xí thiên giới kia rốt cuộc đang làm gì? Nàng nhìn rất dịu dàng, tính cách ngược lại cương liệt, vậy mà thừa dịp ta không chú ý. Tự sát, ai, tiếc nuối, chỉ dùng hai lần, còn không có ăn đủ. Hình phù đồ vừa dứt lời, toàn thân Khương Phàm đã bạo động liệt diễm trong nháy mắt, sôi trào mãnh liệt, cuồng kích khung trời, cuồn cuộn tám phương. Ầm ầm, hài cốt toàn thân Khương Phàm run rẩy, gân xanh nổi cao, hỏa dực hừng hực bỗng nhiên đánh một kích, thiên kinh động địa, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến hình phù đồ. Ha ha, đến đây, đến đây. Hình phù đồ gào thét, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, muốn chính là cảm giác này. Toàn thân hắn phồng lên, dâng lên ma khí thảm liệt, phảng phất đột nhiên biến thành đại ma cái thế tráng kiệt, đỉnh đầu chui ra hai cái sừng, vờn quanh tia sáng yêu dị. Răng rắc giòn vang, không gian sụp đổ, hắn giống như sấm sét xẹt qua bầu trời, đối diện lao thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm, trọng quyền bạo kích, khí lãng nặng nề, cuồn cuộn giữa trời cao, rung chuyển không gian. Hình phù đồ gắt gao bắt lấy Khương Phàm đấm tới, đầy người vằn đen, miệng rộng đầy răng nanh. Một cái lưỡi thật dài chảy xuống huyết thủy tinh hồng. Tiếng kêu tiểu nương tử kia của ngươi thật sự là như sóng vậy. A a a. Khương Phàm hét lớn, muốn rách cả mí mắt, nháy mắt bạo tạc, hai chân như thần chùy cuồng kích hình phù đồ. Ha ha, đến đây, lại đến, lại đến. Quá yếu, đây là lão bằng hữu mà ta biết sao. Đến đây, tới đây tới đây, đánh đi. Hình phù đồ hét lớn rung trời, mà khu hung hãn nhanh như cuồng phong. Bạo như lôi đình, điên cuồng cùng Khương Phàm giết tới một chỗ. Khai chiến lập tức sôi trào. Tiếng gầm thét, tiếng cười to, vang vọng bầu trời. Hai người giết tới điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, để lại tàn ảnh đầy trời, để vô số người trở nên hoa mắt hỗn loạn. Bọn người Phương Tĩnh thì hai mặt nhìn nhau, thể hiện lộ ra quái dị. Rốt cuộc là ai có thủ với ai? Tình huống này thấy thế nào cũng không hiểu thấu được. A. À. Khương Phàm mãnh liệt xoay chuyển, quét chân hoành kích, nhiệt huyết nóng hổi, da thịt phồng lên, mấy triệu cực cảnh tiếp tục bộc phát. Hình phù đồ giang rộng hai tay, ngạnh kháng bạo kích, thời khắc thân thể bỗng nhiên chìm xuống, chân phải căng cứng, thế như ma chảo, đánh thẳng đến bụng Khương Phàm. Đùng! Khương Phàm đưa tay ngạnh kháng, hắn hét lên một tiếng, liệt diễm dâng lên tại lồng ngực, cuồng kích từ trong miệng. Liệt diễm sền sệt, giống như dung nham, lại như chu tước thoát thai. Phóng thẳng đến đầu hình phù đồ. Cái sừng trên đầu hình phù đồ tăng vọt ánh sáng, giống như lôi quang thiên kiếp, bạo kích liệt diễm. Ầm ầm, bầu trời sao động, không gian giống như đại mạc chập trùng lên xuống, rung động lòng người. Khương Phàm mãnh liệt bay lên, không đợi hoàn toàn ổn định, lại lần nữa tấn công, một tiếng gáy to, âm thanh chấn đoạn hoàn vũ, liệt diễm sôi trào, giống như biển động che trời, hóa thành hỏa vũ vô tận.
Dưới sự điên cuồng, trong bạo tẩu, quy mô hỏa vũ đạt tới số lượng 5.000 sợi. Hỏa vũ tranh minh, liệt diễm vần quanh, hóa thành chu tước, bạo kích xuống. Bọn chúng nhanh chóng tiêu xạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực hoắc loạn xen lẫn trong mỗi một sợi, nhanh chóng hình thành chiều dâng hủy diệt. Cái này phải vận dụng truyền thừa, không thân mật mấy trăm lần. Bản thái tuế ta còn chưa có chơi chán đâu. Hình phù đồ dậm chân phóng lên trời, trực diện với hỏa vũ hoắc loạn. Thương thương thương, tiếng tranh minh kịch liệt dày đặc đến điếc tai, toàn thân hắn bao trùm ma lân, ngạnh kháng hỏa vũ, chống cự chiều dâng hoắc loạn, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Ngay sau đó, phần đen trên cơ thể trong chốc lát đã tạo thành một ma uy cuồn cuộn, mang theo khí tức cái thế, quét sạch hỏa vũ. Trận bạo tạc như thủy triều lập tức tràn ngập khung trời. Hình phù đồ giống như đại ma vô địch, cường thế giết ra. Nhưng, tốc độ Khương Phàm lại tăng vọt trong nháy mắt, lấy lăng thiên thuật, phá diệt hết thảy, gắt gao nắm chắc trọng quyền biến thành móng vuốt chu tước. Đường vân chu tước đang thiêu đốt, giống như một cái móng vuốt chu tước màu vàng đang bay lượn. Tinh huyết kim hoàng sôi trào, linh hồn chu tước gáy to. Chu tước, bác thiên thuật. Hình phù đồ giao hai tay lại, lân giáp phát sáng, đường vân bắn ra ma uy, ngạnh kháng móng vuốt đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, huyết nhục vẩy ra, hài cốt đứt gãy, hình phù đồ giống như một viên thiên thạch nhanh chóng rơi xuống, đánh về phía Thái Võ Nhân Hoàng Điện tạo thành một cái hố to. Hoa, toàn trường xôn xao, vô số người tranh nhau bay lên không, nhìn về vòng chiến ra. Ha ha, tốt, đánh thật hay, lúc này mới có chút bộ dáng. Hình phù đồ rơi xuống hố to 2.000 mét, cưỡng ép ổn định, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục thương thế, vậy mà một sợi lông tóc cũng không tổn hao gì. Mặt mũi hắn tràn đầy cuồng nhiệt, đạp tan không gian, phóng lên tận trời. Nhưng, Khương Phàm đuổi theo tiến đụng vào hố sâu, trong chốc lát, địa tầng cuồn cuộn đều nổi lên sóng cả, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, như bài sơn đảo hải ép tới phía hình phù đồ. Hình phù đồ phồng lên các bắp thịt. Không hề sợ hãi mà cuồng kích địa tầng, nhưng rất nhanh đã phát giác được năng lượng kỳ lạ bên trong địa tầng. Khương Phàm xuyên thủng hoắc loạn địa tầng, một tay dẫn dắt đại địa mẫu khí, cuồng kích hình phù đồ. Đại địa mẫu khí mông lung tinh khiết, lại khuấy động uy thế, nặng nề mà mênh mông giống như một đại lục mới tinh thai nghén ở bên trong, lại như hình ảnh sông núi vô tận thu nhỏ được ngưng tụ. A! À, hình phù đồ cảm nhận được nguy hiểm, trái tim đều cuồng loạn lên. Không chần chờ chút nào, mà thai yên lặng bên trong khí hải đã lập tức thức tỉnh, bộc phát ma uy vô tận, triệt để giao hòa với hắn. Ma thai, minh hồn, nhân thần, tam đại đặc chất bên trong ma thai tượng trưng cho hình phù đồ thứ hai, giao phó cho hắn ma đạo chiến khu không có gì sánh kịp. Trong lúc ngủ say 900 năm đó, đầu tiên là ngưng tụ ma thai, bây giờ hình phù đồ chính là ma thai lấy được tân sinh. Cho nên vừa kích hoạt ma thai trong chốc lát, chính là kích hoạt lên ma uy lắng đọng 900 năm. Ầm ầm. Khương Phàm, hình phù đồ, đối diện chạm vào nhau tại chỗ 2.000 mét dưới địa tầng, những tiếng vang trầm muộn truyền hơn 10 dặm khắp nơi dưới mặt đất, nương theo ma uy kinh khủng, khí tức đại địa mênh mông, lao nhanh tuôn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất mãnh liệt phồng lên, vết nứt lan tràn, bụi mù ngập trời, ngay sau đó đổ sụp với diện tích lớn. Uy thế rung động. Phảng phất vượt xa thế công của Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên. Không có để đám người vây xem phía ngoài đợi lâu, hình phù đồ đã dẫn đầu giết ra bầu trời. Thân thể của hắn giống như ma sơn hùng tráng, toàn thân vần quanh ô quang, nhưng máu thịt be bét, lộ ra cả xương cốt. Thái tuế! Bọn người Tạ Ninh quá sợ hãi, vậy mà bị thương, tên điên Khương Phàm kia vậy mà lại có thể đả thương Thánh Vương Thiên Phẩm, Thái tuế! Ha ha, dễ chịu, kích thích! Ha ha, không hổ là lão bằng hữu của ta. Ha ha, chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ, chỉ có ngươi mới có thế để cho ta thấy máu. Gương mặt hình phù đồ trở nên dữ tợn, lên tiếng cười to, ma khí cuồn cuộn, ma phong tức giận gào thét, mưa máu rơi ra tầm tã. Không phải hình ảnh, mà là ma huyết chân thực. Nhanh tránh khỏi, đây là huyết ma thai. Ma huyết tiến vào nhân thể, sẽ hấp thu huyết dịch toàn thân. Ngưng tụ huyết thai, tế hiến chủ thể. Dãy núi bạo động, tất cả các trưởng lão hoàng đạo hô to, quả quyết bảo các đệ tử rút lui. Nhưng vẫn có rất nhiều cường giả không rõ tình huống tán tu tắm rửa huyết vũ, rất nhanh đã liền cứng lại ở đó, hai mắt đỏ lên, toàn thân nhúc nhích quỷ dị.
Ngay sau đó, một đám huyết thủy trên người bọn hắn nổ tung, một cái huyết thai tiểu xảo lao ra khỏi cơ thể, xông về bầu trời. Tinh nguyên huyết dịch ngưng tụ từ những cường giả kia, toàn bộ xông đều về hình phù đồ. Hình phù đồ đau nhức ngâm máu tươi, thương thế nhanh chóng khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại, hùng tráng uy mãnh, bao trùm lấy ma lân cứng rắn, ma thai trong thân thể bắt đầu sao động, phát ra tiếng ma hống sắc nhọn, giao phó cho hình phù đồ uy thế càng mạnh. Khương Phàm phá tan địa tầng, kích phát bản thân, thực lực tăng lên gấp đôi, thẳng bước đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Keng. Hình phù đồ đưa một tay chỉ lên trời, một thanh ma thương màu đen tới tay, lóe ra huyết quang thảm liệt. Nhận ra nó không, ta không nghĩ tới lại gặp được lão bằng hữu ở chỗ này, chỉ mang theo một cái. Hình phù đồ cầm trong tay trường thương, đạp không lao xuống thẳng đến Khương Phàm. Trường thương trong tay hắn kỳ thật chính là thân thể đời đầu tiên. Thời điểm mỗi lần hắn ngủ say đều sẽ tháo rời thân thể lúc đầu ra, ngưng tụ ma thai, tái tạo cơ thể. Thân thể còn lại sẽ chờ sau khi hắn thức tỉnh, tự tay luyện thành trường thương. Mỗi một chuôi trường thương, đều là thân thể một thế. Không chỉ có lấy thực lực cường hãn đương thời, còn có để lại ý niệm, càng cùng bản thể của hắn hoàn mỹ cộng minh. Đến tận đây, hắn đã thoát thai 6 lần, có được chiến khu lục thế tạo nên 6 thanh trường thương. 5 chuôi khác đều ở lại thái cổ thần miếu dùng máu tươi nuôi nấng, lần này ra ngoài, chỉ là tùy thân mang theo một cái. Đó đã từng là cơ thể của hắn. Các trưởng lão hoàng đạo kinh sợ, mặc dù hiểu rõ một ít tình huống về hình phù đồ, nhưng chưa bao giờ có thực sự được gặp. Hình phù đồ đưa một tay cầm thương, sát phạt vô biên, trường thương như thiên ma cổ lão, đang phát ra tiếng gầm thét cuồng liệt, mang theo đất trời rung chuyển, uy thế cường hãn, rung chuyển cả cấm chế của thượng thương cổ thành. Đây chính là thân thể một thế, một thánh linh cổ lão. Dãy núi sợ hãi, cứ như đang nhìn thấy thiên ma giáng thế. Tạ Ninh cảm thấy kiêu ngạo, càng có loại kinh dị hơn, đây chính là thái tuế của bọn họ, thái tuế độc nhất vô nhị. Khương Phàm không sợ hãi, hắn điên cuồng kích ra bản thân, cùng thân thể toàn diện giao hòa, nhiệt huyết bị nhen lửa, chiến ý đang sôi trào, gương mặt hắn đầy cuồng nhiệt, hai tay mở rộng, dẫn dắt đại địa mẫu khí rộng lớn. Ầm ầm ầm, đại địa chập trùng, liên miên bất tuyệt. Giống như cuồng phong cuốn tới đại dương mênh mông, nổi lên gợn sóng. Núi cao đang oanh minh, sụp ra vết nứt thô to. Cây rừng đang heo chập trùng, bay lên vô số lá khô. Các cường giả sợ hãi khó có thể bình an, như là thật sự rõ ràng cảm nhận được đại địa mẫu khí đang tức giận. Hai tay Khương Phàm rạng rỡ ánh sáng, đại địa mẫu khí tiếp tục ngưng tụ, càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nặng hơn, ép tới huyết khí toàn thân hắn đều đang run rẩy. Còn có chiêu thức gì? Ngươi đạt được mấy cái truyền thừa? Chiến ý hình phù đồ như thủy triều, ngang nhiên giết tới gần, trường thương bạo kích, thân thể một thế chống cự lại trọng áp cấm chế đầy trời, lao thẳng đến mặt Khương Phàm. Khương Phàm đang mở rộng hai tay đột nhiên chợt vỗ về phía trước, giống như hai mảnh đại lục minh mông muốn va vào nhau. Giữa một cái chớp mắt này, thanh đồng tiểu tháp liền nở rộ ánh sáng, Thái Tổ Sơn đang vận sức chờ phát động đã xuất hiện trong nháy mắt. Vừa vặn ở vào giữa hai tay. Đùng. Hai tay khép kín, hai loại khí tức đại địa va chạm. Thái Tổ Sơn nhanh chóng thức tỉnh, hình thể tăng vọt gấp trăm lần, gợn sóng vô hình khuấy động đất trời, dãy núi cuồn cuộn, vết nứt trải rộng, núi cao lớn lập tức sụp đổ. Keng. Trường thương của hình phù đồ né tránh không kịp, hung hăng đánh vào bên trên Thái Tổ Sơn. Uy lực một thế cuồn cuộn, Thái Tổ Sơn nhận lấy va chạm lại lần nữa bộc phát ra uy thế mênh mông. Ầm ầm, một loại uy thế thần tổ vạn nhạc nặng nề ầm vang dẫn bạo, ánh sáng chiếu thấu trời cứ như một lần nữa tái hiện uy lực Thái Tổ, hiện ra cảnh tượng khai thiên tích địa thời khắc nguyên thủy. Trường thương rung động mãnh liệt, hai tay hình phù đồ cố gắng áp chế đều bị nứt, hắn gào thét lên bay ra ngoài. Hình phù đồ run rẩy, bị khí tức Thái Tổ trùng kích, cũng ngửa mặt bay ra ngoài. Khương Phàm sôi trào khí huyết, cũng bay ra hơn ngàn mét. Tuy nhiên trước đó đã xác nhận thần hồn liên hệ cùng Thái Tổ Sơn tại Chu Tước Thần Cung, đợt trùng kích này với hắn mà nói kém rất xa so với hình phù đồ nhiều. Đó là Thái Tổ Sơn sao? Khương Phàm vừa mới đạt được Thái Tổ Sơn đã có thể tỉnh lại năng lượng bên trong. Vô số cường giả kinh hồn khó định, lại đều nhao nhao nhìn đến ngọn núi cao nguy nga kia. Mênh mông uy thế như dơ thương thiên cao dơ, chấn áp đại địa, là trụ trời ở giữa càn khôn vô tận.
lại như một thái tổ thần linh thức tỉnh, quan sát dãy núi, bế nghệ dân chúng, chúng linh. Có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Hình phù đồ văng ra hơn 1000 mét, vừa mới ổn định, ý thức giao hòa với trường thương cùng bị đánh bay, cưỡng ép khống chế, vạch ra tàn ảnh đầy trời, lao thẳng đến Khương Phàm. Thái tuế, đó là thái tổ sơn trong thái võ nhân hoàng điện, trọng bảo hồng hoang, ngàn vạn lần phải coi chừng. Tạ Ninh cao giọng la lên, nhắc nhở hình phù đồ. Khương Phàm sớm đã ổn định, hắn đang tấn mãnh phóng thái tổ sơn tới bên ngoài hơn 1000 mét. Thái tổ sơn, ha ha, không tệ lắm. Hình phù đồ ở phía xa cực lực khống chế trường thương, muốn ngăn cản Khương Phàm tiếp xúc thái tổ sơn. Trường thương gào thét, xoay tròn ra khí lãng kịch liệt, mang theo uy lực một thế lao thẳng đến Khương Phàm. Nhưng, tốc độ Khương Phàm lại không giảm, hắn không lùi không tránh, vẫn đang nhanh chóng tới gần thái tổ sơn. Cả dãy núi yên tĩnh, vô số người cùng nhau quan sát, gắt gao tiếp cận cái thời khắc sống còn này. Chỉ cần Khương Phàm tiếp xúc thái tổ sơn liền có thể lại lần nữa chặn đường trường thương. Nếu như không thể, Khương Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một trận đánh cược sinh tử. Quá điên. A a a. Tóc dài hình phù đồ bay loạn, tiếng ma hống vang động đất trời, cường thế thôi động tốc độ trường thương tiếp tục tăng vọt. Nhanh, nhanh. Ngay lúc này, tại chỗ Khương Phàm cùng thái tổ sơn gặp nhau cách đó 100 mét, trường thương đã giết tới. Tất cả mọi người đều nín thở định thần, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhưng, Khương Phàm nháy mắt dừng lại, từ nhanh chóng đến đứng im, đột ngột đến mãnh liệt, để vô số người ánh mắt đều suýt chút nữa sai chỗ. Khương Phàm dừng lại trong chốc lát, quay người tương đối, thần nhãn vận sức chờ phát động ngay thời khắc này đã phá tan mặt nạ, chính diện nghênh kích trường thương. Người có chiến khu một thế, ta có thần nhãn kiếp trước. Huyết quang dâng lên, thế như lôi đình. Cách nửa mét cưỡng bức chống đỡ trường thương. Ầm ầm, giống như sóng trào vỗ bờ, ù ù vang động. Trường thương lắc lư kịch liệt, nhưng không có bị ngăn chặn hoàn toàn, tiếp tục đẩy về phía trước. Nó tựa như là một thiên ma khôi phục, đang cường thế bước lên trong mưa to gió lớn. Mặc dù nhận cấm chế của thượng thương cổ thành áp chế, nhưng vẫn thể hiện ra khí thế quần hùng cường đại kinh dị. Khương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm trường thương, huyết dịch toàn thân sôi trào. Thần uy chỗ xương lưng khuấy động toàn bộ sống lưng xương sống, phóng xuất ra uy thế cường đại, đánh thẳng vào thần nhãn. Huyết quang tăng vọt uy thế, cứ như chu tước khôi phục, cường thế chống cự lại trường thương. Một màn rung động, toàn trường sợ hãi. Trận đối kháng sinh tử cháy bỏng, làm cho tất cả mọi người khẩn trương đến ngạt thở. A! À, Khương Phàm điên cuồng phóng thích, đồng thời toàn thân dâng lên tinh quang, ngưng tụ thành 9 viên đại tinh. Không đợi những người khác thấy rõ ràng tình huống, 9 viên đại tinh đã gào thét lên va chạm trường thương. Bành! Một mảnh lỗ đen thành hình trong nháy mắt, cắt đứt không gian, trường thương trong chốc lát đã mất đi mục tiêu, vọt vào lỗ đen. Lỗ đen khép kín, bạo động chợt ngưng. Ma thương đâu? Vô số người sửng sốt lại. Hình phù đồ nhíu mày, hoàn toàn mất đi cảm nhận với trường thương. Thái tuế, hắn ném ma thương của ngài vào hư không? Hoàng trưởng lão đột nhiên biến sắc. Tên điên này lại còn có thể thao túng không gian. Ở dưới tình huống va chạm đến cực hạn này, không gian nhận lấy quấy nhiễu mãnh liệt, rất khó lấy lực lượng hư không tiến hành ngăn chặn, vậy mà hắn lại làm được. Hỗn đản, ngươi tính toán ta. Hoàng trưởng lão, tìm trở về cho ta. Hình phù đồ tức giận, đó là chiến khu đời đầu tiên của hắn, đi theo hắn chinh chiến năm thế, cũng đã được thai nghén trên vạn năm, là chiến binh hắn khống chế tốt nhất. Ngài ở chỗ này. Nhanh đi tìm trở về đi. Thế nhưng, hoàng trưởng lão do dự càng dãy giụa, tình huống nơi này đang rất nguy cơ, nếu như rời khỏi, thật sự không yên lòng, nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của chiến khu đời đầu tiên. Bây giờ vừa bị ném vào hư không, chính là thời gian tìm kiếm tốt nhất, nếu như để trường thương tùy ý ở trong hư không, không biết sẽ xông ra bao xa, lại phải vào năm nào tháng nào mới có thể tìm trở về. Nhanh đi. Hình phù đồ quát lớn. Bảo vệ tốt thái tuế. Hoàng trưởng lão nhắc nhở năm vị trưởng lão giữ vững tinh thần đến, nhanh chóng xé mở hư không, rời khỏi chiến trường. Sau khi Khương Phàm di chuyển trường thương, hắn lập tức vọt mạnh 100 mét, một lần nữa đạp vào thái tổ sơn. Ta lấy thiên uy, pháp lệnh sơn hà. Ta lấy tổ uy, cuồn cuộn càn khôn.
Hai mắt Khương Phàm bắn ra hai luồng ánh sáng màu đỏ, giống như chiến thần lâm thế, sát ý ngập trời. Một cỗ khí lãng màu tím sôi trào, tuôn ra giữa trời cao, cường thế ngưng tụ thành thiên đao tuyệt thế, dày nặng vô song, lại sắc bén thấu xương. Dãy núi rung chuyển, sóng chiều lao nhanh, khí tức tai nạn bay lên ngập trời. Bầu trời cuồn cuộn, sương lớn tràn ngập, uy lực thượng thương ẩm vang rơi xuống. Thái tổ oanh minh, khí lãng như biển, khuấy động dãy núi. Toàn thân Khương Phàm giòn vang răng rắc, chú tước yêu hỏa, sơn hà đại táng, nguyên lực tổ sơn, càng có thiên uy thượng thương, tại thời khắc này trùng kích đao cương màu tím, vần quanh ra hình ảnh tuyệt thế rung động càn khôn. Có tổ sơn kình thiên, có sơn hà băng diệt, có thượng thương hàng phạt, càng có chu tước dương cánh. Vô số tán tu, thiên kiêu các phe đều kinh hãi, ngạc nhiên, biến sắc tại thời khắc này. Bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được uy thế mà đao cương thả ra. Rung động, sợ hãi, càng khó có thể tin hơn. Bọn hắn giống như đã nhận thức lại Khương Phàm. Tên điên này vậy mà lại cường hãn đến trình độ này sao? Không tệ, nguồn năng lượng này rất mạnh, muốn mở chiêu thức lớn sao? Mới học, không hổ là lão bằng hữu của ta, ngươi quá làm cho ta vui mừng. Hình phù đồ không có e ngại, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Chiến đấu như vậy mới đáng để hắn toàn lực ứng phó. Chiến đấu như vậy mới không uổng công hắn chờ mong lâu như vậy. Những cơn gió lớn kêu gào, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một cánh cửa quỷ tà ác hiển hiện sau lưng hình phù đồ, khi thì rõ ràng, khi thì phiêu miểu, khi thì oanh minh, khi thì yên lặng. Đây là một cánh cửa địa ngục, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của không gian và thời gian, tái hiện nhân gian. Vì sao U Minh không dám độ ta? Bởi vì ta có thể mượn dẫn U Minh. Hình phù đồ hiện ra uy lực, minh hồn, hắn hét lên một tiếng, quỷ môn nháy mắt đã rõ ràng, cứ như vượt qua không gian và thời gian mà đến, nguy nga ngất trời, quỷ khí vô biên, toàn bộ thế giới đều giống như biển động sôi trào, mang đến trùng kích thị giác cùng linh hồn không có gì sánh kịp. Lão bằng hữu, còn nhớ rõ sao cái này không? Đây là, sinh tử môn, tưởng tượng năm đó, ta kéo ngươi vào tầng thứ hai của U Minh địa ngục. Ha ha, hôm nay để cho ngươi ôn lại chuyện đã đi qua. Cảm nhận cái chết cùng tuyệt vọng, nếu như dễ chịu, nhớ kêu hai tiếng, ha ha. Rầm rầm, quỷ môn rộng mở, U Minh xông ra xiềng xích, chuẩn bị dẫn dắt ánh sáng U Minh vô tận, xông về phía Khương Phàm. Khương Phàm dùng toàn lực khống chế, một tiếng bạo hống, chấn động càn khôn. Tế thiên thức, bộc phát. Ầm ầm, đao cương sôi trào, cuồng bạo cứng cỏi. Uy lực chu tước, uy lực sơn hà, khí tức đại táng, uy lực thượng thương vần quanh, trong nháy mắt đã rạch ra mảnh bầu trời hắc ám này. Thương thương thương, xiềng xích U Minh liên miên vỡ nát, đao cương đánh đầu thắng đó, thẳng đến hình phù đồ. A, à, hình phù đồ khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nhưng, chiến ý trong hắn vẫn như thủy triều, càng kích động càng phấn khởi, ngưng tụ càng nhiều xiềng xích U Minh tiếp tục xông ra khỏi U Minh vô tận. Xiềng xích gào thét, cuồng kích đầy trời, phảng phất mang theo uy lực trật tự quỷ dị, oanh minh bành bành, cuồng kích đao cương, đinh tai nhức óc, chặn đánh những đòn tấn công của đao cương, càng tước đoạt lấy hình ảnh quỷ dị xung quanh đao cương. Dù vậy, đao cương vẫn đánh đầu thắng đó, vẫn mang theo uy lực trảm thiên diệt địa, đánh về phía hình phù đồ. Núi rừng yên tĩnh, quần hùng ngạc nhiên, nhìn lên hình ảnh trên bầu trời tựa như là tuyệt thế chiến thần, giết vào u minh quỷ dị. Đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi. Cho dù cách mấy chục dặm, cũng có thể cảm nhận được cái khí thế bá liệt vô địch kia, cảm nhận được sự rung động trước trận chém giết nơi đó. Ánh mắt rất nhiều tán tu càng đờ đẫn, nhìn trận chiến đấu trên bầu trời, lại có loại cảm giác hoảng hốt như thiên thần đánh nhau. Đó là võ pháp sao? Bọn hắn đừng nói thấy qua, đơn giản là nghe cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc hình phù đồ cũng cảm nhận được áp bách, không thể không lui lại. Khống chế xiềng xích quấn quanh lấy hắn, đứng ở sau cánh cổng quỷ. Quỷ môn trong nháy mắt đã khép kín, hắc khí đầy trời cuồn cuộn mãnh liệt, quỷ môn ẩn nấp đến giữa chân thực cùng hư vô, bao phủ ở bên trong thời không. Ầm ầm, đao cương dung chuyển không gian, chấn động quỷ môn mãnh liệt, lại không thể phá hủy nó. Tốt, đỡ được rồi. Bọn người Tạ Ninh âm thầm thở phào, vừa rồi đao cương xác thực quá mạnh, bọn hắn đều cảm thấy được tuyệt vọng. Cũng may Thái Tuế trung quy vẫn là Thái Tuế, thực lực cường hãn danh xứng với thực. Ầm ầm, quỷ môn lại mở,
từ mê vụ hiển hiện ra, lại đến thế giới thật. Ha ha, ha ha, vô hiệu, thiên phẩm trung quy vẫn là thiên phẩm, ở trước mặt thánh vương chính là thần. Đây chính là chênh lệch. Hình phù đồ nhanh chân bước ra, phách lối cười to vang vọng bầu trời. Đến đây, tiếp tục phát cuồng đi, để cho ta nhìn ngươi còn có năng lực gì. Đến đây, ta giết nữ tử của ngươi, ngươi không tức giận sao? Đến đây, đến đây. Hình phù đồ cao giọng kích thích người đã từng là thần hoàng, cố ý dẫn dụ hắn phát cuồng, bạo tẩu. Loại cảm giác này quá làm cho người ta hưng phấn. Ầm ầm, quỷ môn dung chuyển, âm khí cuồn cuộn, ngàn vạn cánh hoa gào thét lao ra, mỗi một cánh hoa đều sáng long lanh như kim cương, tỏa ra mê quang mỹ lệ, để quang ảnh thấm vào bên trong đất trời mờ tối. Mọi người nhìn lên cánh hoa bay lả tả trên bầu trời, ý thức hoảng hốt, hỗn loạn muốn lạc mất bản thân. Đó là u minh độc hoa, có thể cướp đoạt sinh mệnh, ăn mòn linh hồn, dược liệu trong nhân thế cơ hồ không cách nào cứu chữa được. Sắc mặt Tạ Ninh hơi biến đổi, hắn thét lên ra lệnh các trưởng lão tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Năm vị trưởng lão thần miếu rất rõ ràng sự quỷ dị của độc hoa, cũng không dám khinh thường, vội vàng rút lui. Liệt diễm trước kia của ngươi có thể chống cự u minh độc hoa, bây giờ còn có thể sao? Ha ha, ta đoán là ngươi còn không thể. Hình phù đồ thấy được Khương Phàm suy yếu, hắn thét lên một tiếng ra lệnh, cánh hoa đầy trời nhanh chóng bay xuống, mỗi cánh đều tỏa ra hào quang quỷ dị, mị lực kinh người, lại âm độc đến cực điểm, có thể chống cự các loại năng lượng đả kích trong nhân thế, có được lực lượng diệt độ hết thảy sinh linh. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, thở hồng hộc hổn hển. Áp bách thật sự rõ ràng. Không chỉ là chênh lệch thật lớn giữa phẩm cấp, lão yêu quái hình phù đồ chuyển kiếp thứ bảy này xác thực cũng quá mạnh. Nhưng, ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, chẳng quan tâm ngươi là thiên phẩm gì, chẳng quan tâm ngươi là kẻ chuyển sinh bảy thế gì, hôm nay lão tử đều sẽ đánh nổ ngươi. Khi độc hoa đầy trời đột kích, khi hào quang vô tận bao phủ, Thái Tổ Sơn dưới chân Khương Phàm xuất động khí lãng nặng nề vô biên. Uy thế khai thiên tích địa đặc hữu bao quanh Thái Tổ Sơn, cuồng kích tám phương, cường thế chặn đánh. Các cánh hoa bị loại uy lực tổ nguyên cường đại đến từ hồng hoang này chống đỡ. Cho ta xem ngươi có thể kích phát ra bao nhiêu uy thế. Quỷ môn cuồn cuộn phía sau hình phù đồ, càng dùng nhiều cánh hoa xông ra hơn, phất phới đầy trời, nở rộ mê quang yêu dị, tiến lên đánh về phía Thái Tổ Sơn. Thái Tổ Sơn nở rộ khí thế nặng nề, chồng chất, cuồng kích bầu trời. Nhấc lên gợn sóng trên đại địa, dãy núi. Sát na phương hoa, giết. Hình phù đồ giống như là chúa tể u minh, pháp lệnh độc hoa khô héo hết sạch, nở rộ minh quang kinh khủng, chiếu thấu không gian, muốn chôn vùi khí lãng Tổ Sơn. Nhưng, Thái Tổ Sơn đã cùng Khương Phàm dung hợp, uy thế không dứt, minh quang đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Khương Phàm kích phát uy thế Thái Tổ Sơn, đồng thời triệu ra thương sinh cung, chỉ đến hình phù đồ ở phía xa. Thương sinh tạo hóa, quốc vận cuồn cuộn, tạo hóa vô biên. Thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng vạn trượng, từng gợn sóng mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên thương sinh cung. Đó lại là võ pháp gì? Vô số cường giả đều có cảm giác kỳ diệu, ngắm nhìn ngọn núi nguy nga kia. Ở bên trong thủy triều nặng nề, khí chất Khương Phàm nhanh chóng thay đổi, trở nên thần thánh, trở nên cường đại, cứ như một thần tử đang thức tỉnh. Càng giống như là mê ảnh thương thiên đang bỏ ra lúc này. Loại cảm giác này mãnh liệt lại rõ ràng, thẩm thấu vào linh hồn của bọn hắn. Khương Phàm cầm trường cung, như cầm vận mệnh dân chúng, tạo hóa đất trời. Hình phù đồ khẽ nhíu mày, đây lại là chiêu thức gì? Kiếp này phần thiên thần hoàng chuyển hướng tu luyện sao, không nghiên cứu chu tước truyền thừa của hắn sao? Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động hơn 10 dặm dãy núi. Sát sinh tiễn thoát cung nổ. Giữa một hơi thả ra, uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Sát sinh tiễn xuyên thủng mười mấy dặm, thẳng đến hình phù đồ. Hình phù đồ mẫn cảm phát giác ra nguy cơ, hắn quả quyết lui lại, ẩn vào quỷ môn. Ầm ầm, cửa địa ngục khép kín, âm khí ngập trời, ngăn cách không gian và thời gian. Nhưng ầm ầm, thương sinh tạo hóa ngưng tụ ra uy thế quá mạnh, trong chốc lát đã xuyên thủng mảnh âm khí như thủy triều kia, rắn chắc đánh vào bên trên cánh cửa địa ngục. Cửa địa ngục rung động kịch liệt,
nháy mắt đã tán loạn. Phá! Vô số người bỗng nhiên biến sắc, đồng loạt bước về phía trước mấy bước, muốn xác định xem mình là bị ảo giác hay là chuyện thực sự đã xảy ra. Thái tuế! Đám người Tạ Ninh đều đổ mồ hôi lạnh khắp người, lo lắng nhìn lên chiến trường trên bầu trời. Hình phù đồ cũng thay đổi sắc mặt, lập tức kích phát tử khí cuồn cuộn, nổ bắn về phía trước. Lấy năng lực của hắn bây giờ chỉ có thể tiếp dẫn cửa địa ngục, vẫn còn không thể tự do xuyên thẳng qua tại ranh giới sinh tử, một khi bị vây ở U Minh địa ngục, muốn trở về liền rất khó khăn. Mê vụ cuồn cuộn, tử khí ngập trời, hình phù đồ vùng vẫy dẫy chết tại thời khắc sống còn, hắn vung ra sợi xiềng xích, kết nối với thế giới bên ngoài. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, rốt cuộc hình phù đồ cũng chật vật không chịu nổi giết đi ra trước khi sinh tử lưỡng giới khép kín. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở nơi đó, ai cũng không có chú ý tới Khương Phàm. Sau khi Khương Phàm phóng thích thương sinh tạo hóa, hắn nhanh chóng nuốt hạt giống vĩnh hằng, nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, lửa giận như biển, nhiệt huyết thiêu đốt ý chí, lấy lăng thiên thuật xẹt qua trời cao, thẳng đến chỗ tử khí nóng nảy kia. Chu tước phục thiên thuật. Liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn không dứt, hình thành kinh thế bức tranh. Có phượng hoàng lăng tiêu, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có chim loan vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loại hiển hiện, cùng thi triển hung uy. Đó là võ pháp gì? Vô số cường giả lập tức có phản ứng, ánh mắt một lần nữa lại chuyển hướng đến hư ảnh chu tước che trời kia. Hình phù đồ chật vật tránh thoát khỏi sinh tử lưỡng giới, trong chớp mắt, Khương Phàm đã giết tới gần. Đây là phục thiên thuật, người còn cảm thấy quen thuộc không? Khương Phàm dữ tợn, bộc phát toàn diện, huyết mạch thiêu đốt, linh hồn gáy to, thế công cuồng bạo va chạm hình phù đồ. Hình phù đồ vừa mới thoát khốn, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đối diện đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe, chật vật tung bay ra ngoài. Tốt, đánh tốt, chính là như vậy. Hình phù đồ cường thế ổn định, đau đớn lại cuồng nhiệt, toàn thân cuồn cuộn ma khí, cưỡng ép ổn định thân thể. Nhưng, Khương Phàm lại tới gần trong chớp mắt, giết tới trước mặt hình phù đồ. Linh hồn chu tước, tinh huyết kim hoàng, hoàn toàn hiện ra uy lực chu tước. Tốc độ này còn quen thuộc không? Cái này gọi là lăng thiên thuật. Cánh tay phải của Khương Phàm nổi cao gân xanh, gắt gao nắm chặt nắm đấm khuấy động lực bộc phát mấy triệu cực cảnh. Cuồng lực cuồn cuộn, thẳng đến mặt hình phù đồ. Bành! Răng rắc! Mặt hình phù đồ lõm vào, máu tươi bão táp, đầu bỗng nhiên ngửa ra sau, xương cổ bị bẻ gãy tại chỗ, thân thể vừa mới ổn định đã lần nữa tung bay ra ngoài. Vui sướng hay không, kích thích hay không? Khương Phàm tiếp tục kích phát huyết mạch, sôi trào truyền thừa, chu tước lăng thiên, tốc độ tuyệt luân, đuổi sát hình phù đồ vào tới đại địa. Kích thích, ha ha, kích thích! Hài cốt toàn thân hình phù đồ run rẩy, cưỡng ép khép lại, một tiếng ma hống, chấn thiên động địa, uy thế cuồng bạo cuồn cuộn tại toàn thân, như một đại ma cái thế thức tỉnh, bỗng nhiên ổn định, vung mạnh quyền bạo kích. Trong chớp mắt, đất trời trở nên lờ mờ, ma phong gào thét, một tôn ma ảnh kinh khủng hiển hiện, bế nghễ dân chúng, uy lẫm thiên hạ. Hình phù đồ vung lên trọng quyền trong chốc lát đã huy động ra ma khí, giống như thiên quân vạn mã, lại như ma binh xuất huyên vô tận. Cười cái dám, lão tặc, ngươi quá gấp gáp, đây là chiêu thức nhanh nhất của ngươi, nhưng không phải mạnh nhất. Khương Phàm lao tới, nhưng không đợi va chạm, toàn thân đã nở rộ tinh quang, từng điểm tinh thần kịch liệt xen lẫn, xô ra một cái lỗ đen, một giây sau, vượt qua hơn 180 mét, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ. Không gian vặn vẹo, liệt diễm dâng lên. Khương Phàm gắt gao chụp tay phải kéo ra uy thế thảm liệt. Đây là Bác Thiên Thuật. Săn giết dân chúng, vật lộn chư thiên, lão tặc, còn nhớ rõ loại cảm giác này không? A, à, mặt hình phù đồ đầy dữ tợn, ma văn toàn thân giống như lôi chiều cuồng kích Khương Phàm. Bành bành bành, ma văn có được ma uy cực đạo, trong chớp mắt đã đánh đến trên người Khương Phàm, mỗi một đạo đều phảng phất lôi uy vạn cổ, đánh đến sôi trào khí huyết. Nhưng, chính như Khương Phàm nói, đây là một trong những võ pháp mạnh nhất, nhanh nhất mà hắn có thể thi triển dưới sự vội vàng. Lại không phải trong mạnh nhất toàn bộ võ pháp. Khương Phàm đối mặt với thời khắc này, một kích này mặc dù rất mạnh, nhưng rõ ràng là đã yếu đi mấy phần. Khương Phàm không sợ hãi, hắn vẫn trực tiếp lao đến. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi,
một khi nắm lấy cơ hội thì sẽ không cho ngươi bất cứ thời gian nào để thở dốc phản kích. Đùng, mặt hình phù đồ vừa mới khép lại lại vỡ nát lần nữa, mũi, mắt, răng, toàn bộ đều rơi ra ngoài. Toàn trường xôn xao, quần hùng xô trào. Hình phù đồ lại lần nữa nhấc bay lên. Khương Phàm chém giết đến bây giờ rốt cuộc cũng chiếm được ưu thế, thế công càng tấn mãnh càng lăng lệ. Chu Tước Lăng Thiên Thuật, phối hợp với uy lực lỗ đen tinh thần, nhanh chóng tung bay ở trên trời dưới mặt đất, tốc độ cực hạn vượt qua không gian. Bành bành bành. Trận va chạm cuồng bạo vang vọng không trung, giống như sấm rền oanh minh, lại như thiên thần rèn sắt, đánh đến trên người hình phù đồ. Máu tươi tung bay, hài cốt vỡ vụn. Vô cùng thê thảm. Bọn người Tạ Ninh ớn lạnh toàn thân, khó có thể tin được mà nhìn không trung, ánh mắt lại là rõ ràng theo không kịp trận chém giết của hai người, không, không phải chém giết, là hoàn ngược. Ngươi muốn cảm giác, lão tử cho ngươi, gọi đi, gọi, quát lên, mẹ kiếp, ngươi quát lên cho ta. Khương Phàm cuồng lực vô biên, như muốn lật tung đất trời, hắn xoay chuyển người bay lên, một chân đánh vào bụng hình phù đồ. Bụng hình phù đồ nổ nát vụn, máu tươi bay lả tả, trực tiếp đổ xuống đất. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, quá hung tàn, quá cuồng bạo. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều hoảng hốt, nhìn kỹ trận chiến đấu trên không trung, giống như cảm giác sự kiêu ngạo tự phụ của mình đã vỡ nát một chút xíu, cơ thể của hắn đều giống như đang chậm rãi thấp xuống. Thần Hoàng, hắn lão bằng hữu của Thái Tuế là, chẳng lẽ hắn là người trùng sinh, Thái Tuế ngủ say hơn 900 năm trước, chẳng lẽ Khương Phàm là nhân vật ngay lúc đó? Đông Hoàng như ảnh tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là thần hoàng của Xích Thiên Thần Triều? Nếu không, tại sao phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh muốn hỏi Khương Phàm phải chăng đã liên lạc qua Xích Thiên Thần Triều? Nhưng thần hoàng của Xích Thiên Thần Triều đều đã sống 2000 tuổi, cũng chưa có chết cơ mà. Hình phù đồ chịu ngược đãi sau hơn 20 hiệp, đột nhiên thể hiện ra tuyệt kỹ, chuyển sinh thuật. Gợn sóng mạnh mẽ khuếch tán trên cơ thể. Sinh cơ mênh mông chảy xuôi bên trong huyết cốt. Đây là minh hồn trong ma thai, nhân thần, minh hồn. Hắn không có hồn phách con người, mà là quỷ hồn minh tộc. Đây cũng là nguyên nhân u minh không thể nào độ dẫn hắn. Không gian bạo động, nhấc lên chiều cường màu đen cuồng liệt, tràn ngập đất trời che mất hắn. Toàn thân hắn tăng vọt ánh sáng, huyết nhục đang tái tạo, hài cốt đang khép lại. Đánh dễ chịu không, tới phiên ta. Hình phù đồ dẫn bạo không gian xung quanh mình, bước lui Khương Phàm. Toàn trường ngạ nhiên, còn chưa có chết, khỏi hẳn rồi. Không hổ là Thái Tuế, không hổ là Thánh Vương, quá kinh khủng. Tốt tốt tốt, các trưởng lão thần miếu thì thở phào thật dài, nói đúng hơn là, làm sao Thái Tuế có thể chịu ngược đãi được, vừa rồi khẳng định là đang chơi đùa một chút thôi, đúng, khẳng định đúng như thế. Lục Thế Thần Nguyên, đời đầu tiên. Hình phù đồ cho thấy võ đạo mạnh nhất của hắn. Trước đó luôn cảm thấy có thể bằng vào ưu thế linh văn nghiền ép Khương Phàm, nhưng thực lực mà Khương Phàm hiện ra lại vượt xa mong muốn, thậm chí để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vào thời kỳ này ở kiếp trước, Khương Phàm tuyệt đối không có cường đại đến tình trạng này. Mà võ pháp được bày ra vậy mà lại để hắn cảm thấy kinh dị. Không thể nào giữ lại được. Hôm nay nhất định phải bắt lấy. Ầm ầm. Hình phù đồ dâng lên ma khí cuồn cuộn, bên trong ma khí tràn ngập quỷ khí âm trầm, mà trong thân thể còn có thần nguyên cường hãn hơn đang thức tỉnh. Mỗi một thế trước khi chết, cũng sẽ lắng đọng tinh nguyên một thế này ở trong cơ thể, bên trong có ký ức, có võ pháp, có năng lượng có nguyên lực, những thứ này chính là thần nguyên, trong lúc duy trì ngủ say thì lại biến đổi, để đời thứ hai mạnh hơn, tiếp tục kích phát thiên phẩm linh văn, bước đến thánh vương, tiến lên thánh hoàng. Lục thế lắng đọng. Sáu thần nguyên. Lão bằng hữu, chơi chán rồi, nên kết thúc thôi. Thần nguyên đời đầu tiên. Hình phù đồ cường thế tỉnh lại thần nguyên đời đầu tiên, toàn thân là ma khí, là âm khí, trong nháy mắt đã bạo động, cuồn cuộn ngập trời, ngưng tụ ra hư ảnh khổng lồ. Giống như là hình phù đồ đời đầu tiên đang thức tỉnh tại lúc này, thân cao trăm trượng, uy áp đất trời, phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, phóng thích thánh uy minh mông. Nguồn năng lượng này quá mạnh. Tiếp tục tăng vọt, ngay cả thân thể hình phù đồ cũng bắt đầu nhúc nhích phồng lên, giống như là muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành nhận lấy xúc động, cường thế rơi xuống uy lực chấn áp. Thần nguyên đời thứ hai. Hình phù đồ dữ tợn cuồng bạo,
không để ý đến sức thừa nhận của cơ thể, nhất định phải diệt sát Khương Phàm. Ầm ầm, thần nguyên phóng thích trong cơ thể, cảnh giới dung chuyển, hóa thành ma khí âm khí vô cương minh mông, ngưng tụ cơ thể đời thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn trường oanh động, tất cả mọi người đều hoảng hốt, rung động, càng cảm nhận được mình nhỏ bé, cảm nhận được áp bách khiến mình hít thở không thông. Đây là võ pháp sao? Đây chính là thực lực Thánh Vương Thiên Phẩm. Đây chính là sự khủng bố của Thái Tuế Hình Phù Đồ. Nhưng, thời điểm Hình Phù Đồ đang muốn tận tình thả ra, đột nhiên đã nhận ra nguy cơ. Khương Phàm đâu? Hắn bị đánh tới trên mặt đất, thời điểm vận dụng chuyển sinh thuật, giống như liền biến mất. Theo lý thuyết, Khương Phàm đang giết đỏ cả mắt, khẳng định liều chết dây dưa, không chỉ có sẽ kéo dài tấn công mạnh, càng sẽ điên cuồng ngăn cản hắn phóng thích thần nguyên. Tại sao lại không có giết tới, làm sao lại không thấy đâu nữa? Hình Phù Đồ lập tức cảnh giác. Vào thời khắc này, địa tầng cuồn cuộn nổi lên ba động mãnh liệt, một cơn chiều dâng để núi rừng rung chuyển, đột nhiên bộc phát từ sâu trong địa tầng. Khương Phàm hiểu rất rõ Hình Phù Đồ. Tại thời điểm đánh lui hắn cuối cùng, liền không có lại tiếp tục truy kích nữa, mà là lao thẳng đến địa tầng, cảm ngộ đại địa mẫu khí. Lần này, hắn hoành hành bốn chỗ trong đất tầng, huy động lấy máu tươi, khắc họa pháp trận trong phạm vi lớn. Lần này, hắn thiêu đốt huyết mạch, bức ra tinh huyết kim hoàng, cũng chính là thần huyết chiếm cứ tại xương sống. Người có thần nguyên chuyển thế, có thể lay động đại đạo. Ta có thần huyết trùng sinh, dẫn bạo sơn hà. Ầm ầm. Đại địa mẫu khí nhận huyết tế kích thích, ầm vang dẫn bạo. Bởi vì là do thần huyết tế điện, phạm vi lần này đã mãnh liệt hơn, phạm vi to lớn hơn. 50 dặm đại địa, bỗng nhiên chìm xuống, sông lớn bị lún xuống, cây rừng bị chôn vùi, dung nham ở sâu trong địa tầng, cùng cung điện hài cốt được mai táng, đều triệt để kích phát ra. Một loại uy lực táng diệt khủng bố tuyệt luân toàn diện dẫn bạo. Đám người đứng ở phía trước nhất tại vòng chiến kia vội vàng không kịp chuẩn bị uy lực táng diệt bay thẳng lên trời bao phủ, bị cơn bạo động trùng kích, ngay cả Khương Qua, Lưu trưởng lão và những kẻ kiêu ngạo đứng ở phía trước nhất đều bị vô tình nuốt vào. Hình Phù Đồ cũng không ngoại lệ, dưới loại hủy diệt gần như thiên uy này, hắn đáp lên bao nhiêu thực lực áp chế cũng không chống đỡ được. Khương Phàm liên tiếp cuồng chiến, đã vô cùng suy yếu, giờ phút này huyết tế sơn hà, suýt chút nữa đã hôn mê, nhưng hắn còn có uy lực chu tước truyền thừa chân chính nghịch thiên. Niết bàn thuật. Trước khi hôn mê, Khương Phàm nhanh chóng thức tỉnh, uy thế mênh mông khuấy động toàn thân. Tinh khí thần, toàn diện khôi phục đến đỉnh phong. Điên cuồng nửa ngày, bị người ta giày vò gần chết, nhưng hắn lại đã đủ tức giận dồi dào để giết ra ngoài. Đây chính là chỗ khủng bố của chu tước. Khương Phàm lao thẳng đến Thái Tổ Sơn, cường thế khống chế, hoành hành bên trong địa tầng bạo động. Thần nguyên Hình Phù Đồ thả ra đang nhanh chóng uể oải, thân thể nhận lấy trùng kích liên miên bất tuyệt táng diệt, cũng là chật vật không chịu nổi. Đúng vào lúc này Khương Phàm lại giết tới. Súc sinh, đi chết đi. Một tiếng giống to, như địa hoàng gào thét, đại địa vì đó mà sôi trào, chỉ trong chớp mắt, tất cả khí tức tai nạn đều ép tới phía Thái Tuế Hình Phù Đồ này. Hình Phù Đồ giống như là một thuyền nhỏ dưới mưa to gió lớn, kịch liệt nhấc lên, tuyệt vọng bất lực. Lúc nào cũng có thể lật úp. Ầm ầm, Thái Tổ Sơn hoành hành địa tầng, cuồng bạo đánh tới Hình Phù Đồ. Rốt cuộc Hình Phù Đồ cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng nguy cơ trước nay chưa có, không có chút do dự gì, hắn điên cuồng thôi động thần nguyên đời thứ hai xung kích về đằng trước. Đời đầu tiên giết tới phía trước, đời thứ hai theo sát ở phía sau. Nhưng, đầu tiên là thượng thương áp chế, sau đó lại là địa tầng mai táng, uy thế thần nguyên dần dần yếu bớt. Ầm ầm, Thái Tổ Sơn hoành hành không trở ngại, đối diện chấn vỡ nát thần nguyên đời đầu tiên, ngay sau đó lại đánh tới đời thứ hai, hoắc loạn mãnh liệt, lại lần nữa dẫn bạo địa tầng. Nhìn Thái Tổ Sơn gào thét lao đến, Hình Phù Đồ không còn bận tâm cái gọi là kiêu ngạo gì nữa, hắn chịu ra một miếng ngọc bài, cưỡng ép đánh nát, không gian xung quanh vặn vẹo, bao phủ hắn. Đây là một loại vũ khí không gian cường đại, không chỉ là đảo loạn không gian, mà còn là tạo dựng con đường không gian càng ổn định, cưỡng ép di chuyển. Thái cổ thần miếu bảo hộ Hình Phù Đồ vô cùng toàn diện, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, thời điểm ra ngoài cũng sẽ cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn số lượng lớn bảo khí hộ thân. Hình Phù Đồ luôn luôn khinh thường, nhưng giờ phút này nhưng vẫn dùng tới.
Khương Phàm không thể đánh chết hình phù đồ, thầm nghĩ tiếc nuối, quả quyết quay người, lao thẳng đến bầu trời, nghĩ cách cứu Hướng Vãn Tình. Lúc trước, thời điểm khi cuồng ngược hình phù đồ, hắn đã có ý muốn di chuyển từ chiến trường đến chỗ Tạ Ninh. Khi Sơn Hà Đại Táng bộc phát, mấy người Tạ Ninh cũng bị xung kích, ngay cả người hay xe đều bị nuốt hết. Khổng Dung và các trưởng lão vùng vẫy giấy chết trong tầng đất, rốt cũng cuộc tìm được chiến xa, kéo lấy thoát khỏi đại địa, phóng lên không. Ầm ầm, đại địa nhấc lên, khí lãng dâng trào, Khương Phàm theo sát giết ra tới. Khương Phàm, bọn hắn cúi đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một người trong đó quả quyết quay người liền muốn chặn đánh. Nhưng, Khương Phàm vừa lao ra trong chốc lát, trong tay đã lập tức kéo lấy xiềng xích tráng kiện, hai tay phồng lên, mãnh liệt một kích. Thái Tổ Sơn ầm ầm dâng lên, đối diện đập nát trưởng lão mệt mỏi, cũng hung hăng đánh tới chiếc chiến xa màu vàng óng kia. Chiến xa run rẩy, cường quang ngập trời, Tạ Ninh cùng Hướng Vãn Tình ở phía trên toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Công tử! Các trưởng lão gào thét, không quan tâm gì mà liên tục đạp không phóng tới, toàn bộ nhào về phía Tạ Ninh. Diệp Trục Thiên đã chết, nếu như Tạ Ninh lại chết, bọn hắn trăm lần chết cũng không đền được tội. Tuy nhiên, Khương Phàm không có giết Tạ Ninh, mà là theo sát bay lên không, ôm lấy Hướng Vãn Tình mệt mỏi. Mặc dù ý thức Hướng Vãn Tình bị khống chế, nhưng không có mất đi bản thân, rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra. Tại một khắc bị cánh tay của Khương Phàm cường lực ôm lấy này, cảm giác an toàn trước nay chưa có đã để nàng nhìn không được mà ôm chặt hắn, nước mắt tràn mi mà ra. Cô đã an toàn, đi vào đây trước, ta phải giết tên súc sinh kia. Khương Phàm khống chế xiềng xích của Thanh Đồng Tiểu Tháp muốn nàng đưa vào. Hướng Vãn Tình tranh thủ thời gian ngăn hắn lại. Mệt mỏi nói. An Nhiên còn sống. Còn sống. Khương Phàm ánh mắt bắn ra tinh mang, gắt gao tiếp cận nàng. Sau khi chúng ta bị bắt, Tặc Điểu đã cứu nàng đi trước tiên. Vậy cô, hắn không có đụng ta, nhưng ta bị khống chế, ta đã nói ra linh văn của ngươi, ta có lỗi với ngươi. Hắn sớm muộn cũng sẽ biết, không trách cô. Khương Phàm trấn an Hướng Vãn Tình, lập tức muốn nàng thu vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Nhưng, hình phù đồ đã đi xa đột nhiên vượt qua không gian lại trở về, nhìn thấy Hướng Vãn Tình được cứu, thể hiện dần trở nên hung ác, lập tức triệu ra Hoàng Tuyển U Hồn Thư, cưỡng ép khống chế. Hướng Vãn Tình lập tức hoảng hốt, lúc bị Khương Phàm kéo vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, trong chốc lát, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi lợi kiếm, đánh thẳng đến cổ Khương Phàm. Hướng Vãn Tình cũng đang bị cuốn vào Thanh Đồng Tiểu Tháp đang treo trên cổ Khương Phàm, mà phát giác được hình phù đồ trở về. Nàng liền nhìn sang nơi đó. Lợi kiếm của Hướng Vãn Tình cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ cổ Khương Phàm, muốn vô tình chém đầu. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, con người của Hướng Vãn Tình có chút ngưng tụ, mãnh liệt đánh vào thị giác lập tức kích thích toàn thân chống lại, dù nàng vẫn bị thao túng, nhưng lợi kiếm vẫn thoáng chệch góc độ. Phốc phốc, lợi kiếm đâm vào cổ Khương Phàm, nhô thẳng ra phía sau. Nhưng chính là bởi vì sự trách đi yếu ớt, để lợi kiếm vốn nên chặt đứt cổ, mà đã chuyển sang sát đâm ra phía sau. Ánh mắt Khương Phàm ngưng tụ, vô ý thức vung ra móng vuốt, nhưng tại thời điểm bóp lấy Hướng Vãn Tình, vẫn cưỡng bức ngăn chặn lại. Không có chém đứt. Hình phù đồ ở phía xa nhíu mày, lập tức xem xét Hoàng Tuyển U Hồn Thư. Máu tươi vẫn còn, nhưng đã nhanh sắp khô cạn, dù sao cũng là đã viết lên từ hôm qua, bây giờ cũng sắp đến cực hạn. Ánh mắt Khương Phàm và Hướng Vãn Tình chạm nhau. Giờ khắc này trong ánh mắt Khương Phàm có chấn kinh, sát ý. Hướng Vãn Tình ngưng tụ con ngươi, nước mắt trượt xuống gương mặt. Kéo dài kiềm chế, phẫn uất lửa giận, khuất nhục vô tận, cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát. A! À, Hướng Vãn Tình thét dài, khí tức thái M bộc phát, nhiệt độ chợt hạ xuống, dưới ánh mắt kinh diễm của vô số người, nàng hóa thân thành một con cửu vĩ thiên hồ. Lông tóc trắng như ngọc, dáng người thon dài mỹ lệ, chín cái đuôi phóng lên tận trời, mãnh liệt đong đưa. Nó ngẩng đầu thét dài, hai mắt giá lạnh treo theo nước mắt, cửu vĩ vần quanh, một ánh trăng hiện lên. Thái M Thiên Hồ, cửu vĩ bão nguyệt. Vừa phóng thích trong chớp mắt, năng lượng đã dâng lên như cuồng triều, ngay cả Khương Phàm cũng đều bị đánh lui. Khí tức Thái M cuồn cuộn, ánh sáng màu bạc chiếu thấu đất trời. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Những chỗ ánh sáng đi đến, tất cả đều bị đóng băng. Không gian, năng lượng,
hoàn toàn bị ngưng kết. Hình phù đồ đều bị thiên hồ đột nhiên bộc phát cưỡng bức giam cầm ở nơi đó. Hướng vãn tình cửu vĩ cuồng kích, thái mờ đồ đằng dung chuyển càn khôn, thượng thương cấm chế run run, như ánh trăng hồng hoang hàng lâm, khí tức thái mờ chân chính khuấy động không gian. Chín cái đuôi to lớn dâng lên, người khoác ánh trăng, không nhìn đến giam cầm, phảng phất đang trườn trong không gian, đảo mắt liền xuất hiện tại trước mặt hình phù đồ ở bên ngoài vạn mét. Ầm ầm, khí tức thái mờ bộc phát, uy lực âm hàn cực hạn băng diệt vạn vật. Toàn thân hình phù đồ rạn nứt, máu thịt be bét, bị vô tình tung bay ra ngoài. A a a, hướng vãn tình bão nổi, khí tức thái mờ cuồn cuộn, giống như biển động sôi trào, che mất khung trời, bạo kích liên miên bất tuyệt lấy hình phù đồ. Hình phù đồ cuồng ngạo không ai bì nổi tựa như một con thuyền luân phiên tháo chạy giữa biển cả đang nổi giận, chật vật không chịu nổi, ngay cả minh hồn đều bị thương nặng, giống như muốn bị sống sờ sờ bóc đi ra. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Cửu vĩ lay động, ánh trăng ầm ầm, hướng vãn tình tức giận lao thẳng đến hình phù đồ. Nhưng, nàng quá mệt mỏi, đột nhiên bộc phát lại hao hết tiềm lực, còn không có chạy ra bao lâu, liền biến trở về thân người trong ánh trăng màu bạc, nằm bại xuống dưới. Cửu vĩ thiên hồ, hướng vãn tình. Lưu trưởng lão của vạn đạo thần giáo đột nhiên bay lên không, khó có thể tin được mà nhìn thiên hồ màu trắng mỹ lệ kia. Dưới ánh trăng chiếu sáng, nó đẹp đến mức làm cho người ta nín thở, cứ như không phải đồ ở nhân thế, nhưng lưu trưởng lão vẫn nhận ra nó. Muội muội của thiên hồ thánh vương, hướng vãn tình. Nàng rõ ràng đã tự sát, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hình phù đồ dùng, hồ ly, để uy hiếp Khương Phàm, lại là nàng. Lưu trưởng lão đột nhiên đã hiểu, hướng vãn tình không có chết. Người chết bên trong vạn đạo thần giáo kia là giả. Hướng vãn tình thật đã cùng tên hỗn đản Khương Phàm kia, bỏ trốn, rồi. Nữ tử của đế quân, bỏ trốn cùng người khác. Đầu của lưu trưởng lão ông ông. Cái này nếu bị truyền đến đế quân nơi đó, khẳng định sẽ tức giận, ngay cả vạn đạo thần giáo cũng đều sẽ nhận trách phạt. Giờ khắc này, lưu trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lập tức bị Khương Qua khóa chặt. Khương Qua không biết hắn chấn kinh cái gì, chỉ thấy là muốn ra tay, cho nên không chút nào hàm hồ mà xuất hiện. Thiên cương lôi hỏa bộc phát, lao nhanh như biển, trùng điệp, tràn ngập uy lực lôi cương chí liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía lưu trưởng lão. Chu Thiên Thần Điện nơi đó, Hạ Hầu Đạt nhìn thấy lưu trưởng lão xuất hiện, cũng phóng tới không trung trước tiên, dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Khương Phàm. Chúng ta cần phải đi. Khương Phàm tiếp nhận hướng vãn tình rơi xuống, thu vào thanh đồng tiểu tháp, ánh mắt hung ác tập trung vào hình phù đồ. Hình phù đồ tóc tai bù xù, máu thịt be bét, minh hồn đâm nhói để nét mặt của hắn dữ tợn như quỷ. Nàng, là của ta. Ta thật sự cảm thấy tiếc nuối, đời này vậy mà ngươi lại sống thành súc sinh. Hình phù đồ, có chút cốt khí, đừng có lại chạy. Tại thượng thương cổ thành này, ngươi không chết, chính là ta vong. Chúng ta, không chết không thôi. Khương Phàm vung ra miếng gia thú cướp được từ chỗ Thiệu gia trước đó, bỗng nhiên cuốn một cái, mình kéo vào hư không, lần sau xuất hiện đã là ở dưới đất. Khi bầu trời lâm vào hỗn chiến thảm liệt, Khương Phàm đã rời khỏi nơi này. Đuổi, cho ta nhanh lên. Loan Hồng Hy lo lắng thúc giục, cái tên cuồng đồ có được thiên cương lôi hỏa kia để lại cho vạn đạo thần giáo giáo huấn đi, bọn hắn vừa vặn truy kích Khương Phàm. Hạ Hầu Đạt nhấc lên liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, giống như đầu liệt diễm trường hà lao nhanh, xông về mặt đất. Nhưng, sâu dài nhỏ, người muốn đi đâu? Không trung Khương Qua đang chặn đánh lưu trưởng lão đột nhiên quay người, vung mạnh quyền một kích, thiên cương lôi hỏa bạo động kịch liệt, cuồng liệt lao nhanh về phía trước. Thương thương thương, ngàn vạn đại đao ngưng tụ, cứng rắn khổng lồ, tràn ngập hỏa lực nổ tung, lôi uy bá liệt, cương khí cương liệt, tràn ngập đất trời đánh xuống. Hạ Hầu Đạt quay đầu nhìn lại, đầy trời đều là thiên hỏa, khắp nơi đều là đại đao. Uy thế kinh khủng chấn nhích khắp đất trời, càng thấm vào linh hồn của hắn. Toàn thân hắn ớn lạnh, nhấc lên liệt diễm đều dập tắt mấy phần. Loại uy thế này, có thể hắn sẽ gánh vác không được. Bọn người Loan Hồng Hy hãi nhiên biến sắc, lo lắng hô to. Di cốt nhân hoàng của ngươi đâu? Nhanh dùng đi. Hạ Hầu Đạt bừng tỉnh, lập tức kích hoạt lên ba khối di cốt nhân hoàng hòa tan vào thân thể. Trong khoảng thời gian này, hắn một bên truy tung Khương Phàm,
một bên dung hợp di cốt nhân hoàng, muốn tăng lên cảnh giới. Chỉ là thời gian vội vàng, vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn thiêu đốt huyết khí toàn thân, đánh thẳng vào di cốt nhân hoàng trong thân thể. Một loại hoàng uy cường thịnh trong nháy mắt đã cuồn cuộn, như dầu nóng tưới lửa, hỏa thế đầy trời tăng vọt thêm mấy lần, hắn như một cự mãng tuyệt thế trùng sinh, chiếm cứ bầu trời, nghênh đón đại đao. Ầm ầm, đại đao cuồng kích, chém chết hết thảy. Hạ Hầu Đạt dưới sự phản kích vội vàng vẫn kém một chút, liệt diễm bị vô tình chém ra. Tám chuôi chiến đao bổ vào trên thân. Máu tươi phun ra. Một thể chín đoạn. Hạ Hầu Đạt kêu thảm đánh tới đại địa, huyết thủy nhuộm đỏ phế tích. Sắc mặt bọn người Loan Hồng Hy trắng bệch, kinh hồn khó định, suýt chút nữa liền bị đánh chết. Hạ Hầu Đạt cố nén đau đớn, muốn dâng lên liệt diễm, chắp phá thân thể. Nhưng hắn đột nhiên giật mình khi nhận ra liệt diễm nhận áp chế. Không, xác thực mà nói là chính hắn đã nhận áp chế. Giống như lại về tới tình huống niết bàn cảnh nhất trọng thiên trước đó. Đi mau, thất thần làm gì? Chờ chết sao? Loan Hồng Hy lo lắng thúc giục. Ngọc phù của ta đâu? Hạ Hầu Đạt bừng tỉnh. Cái gì? Ngọc phù của ta? Hạ Hầu Đạt không lo được chắp phá thân thể, sợ hãi tìm kiếm ngọc phù. Ngọc phù trước đó còn ở trong thân thể, đột nhiên không thấy đâu nữa. Nhất định là tại thời điểm bị đại đao chặt đứt, ngọc phù bên trong đã cùng vọt vào dưới mặt đất. Không phải ngươi dung hợp ngọc phù sao? Toàn thân bọn người Phương Tĩnh chợt lạnh lên, gia hỏa này trở lại nhất trọng thiên rồi. Ngọc phù không có dung hợp, chỉ là đang phát huy công dụng trong thân thể ta. Hạ Hầu Đạt nhấc lên liệt diễm, hòa tan mặt đất, muốn xuống phía dưới điều tra. Ngọc phù còn có thể thu về, lặp lại lợi dụng. Đám người Phương Tĩnh đột nhiên đã hiểu. Mau tìm. Các trưởng lão vạn đạo thần giáo liên tiếp chui vào dưới mặt đất, sớm biết như thế, bọn hắn đã trực tiếp bổ Hạ Hầu Đạt, móc ngọc phù ra tự mình dùng. Ở đâu, đi ra cho ta. Hạ Hầu Đạt kéo lấy nửa thân thể, lo lắng tìm kiếm bên trong tầng đất. Hắn cũng luống cuống, nhất định phải tìm được ngọc phù trước. Nếu không đám người Chu Thiên Thần Điện này khẳng định sẽ trực tiếp chiếm lấy, không để ý vứt bỏ hắn. Hạ Hầu Đạt, ta lấy danh nghĩa thần điện trưởng lão, mệnh ngươi cách xa ngọc phù một chút. Các trưởng lão vội vàng tìm kiếm, cao giọng quát tháo. Trong bọn họ cũng có lục trọng thiên, hiệu quả sau khi dung hợp sẽ càng tốt hơn. Chỉ sau chốc lát, hai mắt Hạ Hầu Đạt tỏa sáng, bỗng nhiên bắn vọt hơn 100 mét, thấy được ngọc phù quen thuộc. Ngọc phù hoàn hảo không chút tổn hại, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó tỏa ra hào quang sáng tỏ. Hạ Hầu Đạt ngạc nhiên nắm tới. Ngươi vẫn là của ta. Nhưng, địa tầng chấn động, dung nham dâng lên, tại trước một khắc khi hắn bắt đến ngọc phù, xung quanh ngọc phù đã cuồn cuộn ra dung nham, nuốt hết ngọc phù, cũng đánh tới hắn. Sắc mặt Hạ Hầu Đạt hơi biến đổi, chật vật né tránh. Nhiệt độ dung nham cực kỳ cao, mang theo uy lực phần diệt bá đạo. Nuốt sống Hạ Hầu Đạt mệt mỏi. A a a! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng địa tầng, thân thể từ chỗ nứt bắt đầu nóng chảy, xâm nhập nội tạng, hài cốt, rất mau đã đưa hắn hóa thành cho tàn. Các trưởng lão của Chu Thiên Thần Điện phát giác được vấn đề, lập tức đánh vỡ nát nham thạch vọt tới nơi này, nhưng một màn trước mắt đã để bọn hắn vội vàng phanh lại. Mảng lớn nham thạch đều đã nóng chảy, hình thành hồ dung nham cuồn cuộn, ục ục nổi lên, sóng nhiệt mãnh liệt. Một nam tử oai hùng đứng ở bên trong hồ dung nham, khuôn mặt lãnh tuấn, không giận tự uy, hắn đang cầm ngọc phù, khống chế dung nham thanh lý vết máu ở phía trên. Ngươi là ai? Giao ngọc phù cho chúng ta, điều kiện tùy ngươi mở. Các trưởng lão thần điện khẩn trương đề phòng, người này là ai? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Phương Tĩnh cùng Loan Hồng Hy vọt tới phía trước. Chúng ta nói lời giữ lời, chỉ cần điều kiện hợp lý đều có thể thương lượng. Các ngươi có cái gì? Khương Bá đứng phía trước dung nham cuồn cuộn, nổi lên ba khối xương cốt, chính là ba khối nhân hoàng cốt mà Hạ Hầu Đạt còn chưa có dung hợp. Hạ Hầu Đạt tan chảy, nhân hoàng cốt vẫn còn ở đó. Đó là đồ của chúng ta, xin trả cho chúng ta. Các trưởng lão thần điện nhíu mày, lại tới thêm một kẻ hung hãn, lại giết Hạ Hầu Đạt. Bây giờ người nào tại Thượng Thương Cổ Thành không biết Hạ Hầu Đạt đã là trưởng lão của Chu Thiên Thần Điện? Vậy mà hắn lại giết không lưu tình chút nào. Thế giới này rốt cuộc bị gì rồi? Bọn hắn là Chu Thiên Thần Điện,
là chí tôn hoàng đạo trung vực cơ mà. Tùy tiện một vị trưởng lão đi ra, tộc trưởng cường tộc, tông chủ đại tông phía ngoài đều phải cung cung kính kính, tán tu nhìn thấy càng cần phải quỳ xuống. Làm sao đến nơi này, cả đám đều không để bọn hắn ở trong mắt. Chẳng lẽ đều sống ở trong mộng rồi? Hay là bị Khương Phàm ảnh hưởng, bỗng nhiên cảm giác hoàng tộc hoàng đạo đều khi dễ được? Chẳng lẽ không suy nghĩ chuyện sau khi rời khỏi? Khương Bá thu hồi ba miếng nhân hoàng cốt, lại dọn dẹp sạch sẽ nuốt ngọc phù vào, một cơn sóng nhiệt minh mông nhanh chóng quét sạch toàn thân, chiếu thấu hải cốt ra thịt, trùng kích tại khí hải, giải trừ phong ấn. Niết bàn cảnh thất trọng thiên cảnh giới nhanh chóng khôi phục, dung nham xung quanh đều chịu ảnh hưởng, mãnh liệt nhấc lên, quanh quẩn âm thanh ù ù trầm muộn, giống như là mãnh thú thức tỉnh, mang đến cho mọi người xung quanh áp bách mãnh liệt. Ba khối nhân hoàng cốt, chúng ta từ bỏ, coi như là thành ý. Người đưa ngọc phù cho chúng ta còn có thể cho ngươi thêm hai khối nhân hoàng cốt nữa. Loan Hồng Hy cũng cảm giác uất ức, lúc nào thần điện lại hạ thấp giọng qua như vậy. Phương Tĩnh càng cảm giác đã chịu đủ thượng thương cổ thành này, cảnh giới áp chế giống như để rất nhiều người ngu xuẩn tinh thần không bình thường cảm giác mình thật ngang hàng với người người. Khương Bá lạnh nhạt uy nghiêm, thản nhiên lườm bọn hắn một chút, sau đó chìm vào dung nham sôi trào, biến mất không thấy. Đáng chết! Loan Hồng Hy tức giận gầm nhẹ, thật vất vả mới lấy được ưu thế, cứ không có như vậy, còn dựng vào ba khối nhân hoàng cốt. Bên ngoài bầu trời, tại thời điểm Khương qua phân thần chặn đánh Hạ Hầu Đạt, Lưu trưởng lão đã nắm lấy cơ hội nhanh chóng đi xa, đuổi bắt Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình. Giờ khắc này, so với Khương Phàm, hắn càng coi trọng Hướng Vãn Tình hơn. Nếu như biết Hướng Vãn Tình là giả chết, Bắc Thái Đế Quân nơi đó khẳng định sẽ trực tiếp hỏi trách Vạn Đạo Thần Giáo. Nếu như giáo chủ tức giận, không biết phải có bao nhiêu ít người đầu rơi xuống đất. Nếu hắn đã gặp, nhất định phải bắt Hướng Vãn Tình về, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Ta để cho ngươi rời khỏi rồi. Khương qua sôi trào liệt diễm, giống như lôi chiều phóng tới, tốc độ nhanh kinh người, cường thế chặn lại được ở phía trước, liệt diễm bạo động, cương mãnh bá đạo, ngưng tụ chín cơ thể, vung lên cự đao trăm mét, nộ phách khung trời, chém về phía Lưu trưởng lão. Thứ không biết sống chết, ngươi chỉ có thể phách lối ở nơi này, rời khỏi thời điểm thượng thương cổ thành là ngày chết của ngươi. Lưu trưởng lão tức giận, ngưng tụ tường thành kim loại, cường thế chặn đường. Ngày chết của ta, ngươi không nhìn thấy, nhưng ngày chết mà ngươi nói, do ta quyết định. Khương qua vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không biểu tình, lại lộ ra uy lực sát phạt, nhấc lên liệt diễm, cường thế chặn đánh. Lần này không còn là dây dưa, mà lại có tư thế muốn giết hắn. Hỗn đản, tránh ra. Lưu trưởng lão điều động kim loại nhấc lên thế công mãnh liệt. Nhưng, hắn nóng lòng rời khỏi, thế công thoáng hỗn loạn, kết quả bị Khương qua thân kinh bách chiến dễ dàng bắt lấy cơ hội. Lưu trưởng lão bị cuồng đánh một trận, thân chịu trọng thương, không thể không cuốn lên. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt nhanh chóng chạy trốn. Khương qua cũng không bỏ qua, đuổi theo giết tới. Chiến trường, cứ an tĩnh như vậy, để lại cường giả các phương đứng trong rừng rậm thất thần. Bọn hắn không để ý đến va chạm ngắn ngủi sau cùng, trong đầu tất cả đều là trận quyết đấu rung động giữa Khương Phàm và Hình Phù Đồ. Tỷ tỷ, Khương Phàm hắn suýt chút nữa đã giết Hình Phù Đồ. Đây chính là thực lực thật sự của Khương Phàm sao? Sao hắn mạnh đến trình độ này? Hắn biến mất những năm này, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đông Hoàng Như Yên thì thào hỏi nhỏ. Thật lâu vẫn không có khôi phục lại từ trong trận chiến trước đó. Đó là Hình Phù Đồ, là cường giả trong hoàng đạo thương huyền mà mọi người đều biết, vừa rồi bày ra thực lực xác thực đã làm cho bọn hắn chấn kinh, không phụ cái tên Thái Tuế. Nhưng Khương Phàm vậy mà lại cùng Hình Phù Đồ giết khó bỏ khó phân, cuối cùng còn suýt chút nữa đã hiện ra thực lực càng siêu phàm nhập thần hơn. Trước đó Khương Phàm săn giết cường giả hoàng tộc hoàng đạo, đều khiến người cảm giác hắn tùy tiện không ai bì nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ sợ không ai lại không phục. Thái Tuế là chưa chuẩn bị xong, hắn hẳn là còn có thực lực mạnh hơn. Đông Hoàng Lăng Tuyệt rất khó tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận chính là sự cường hãn của Khương Phàm đã vượt qua hắn nhận biết. Hắn thậm chí còn là lần đầu tiên trong đời từ một người còn không có giao thủ cảm nhận được áp bách, nhận định mình không phải là đối thủ. Vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh rất phức tạp. Trong ý thức lặp đi lặp lại cảm giác kỳ diệu quanh quẩn trước đó. Ngoại trừ dị tượng chúng sinh, lại còn cảm nhận được sơn hà dung chuyển, tinh hà trầm luân.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là cộng minh ở giữa truyền thừa ngang nhau? Khương Phàm, có được ba cái. Hắn, rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Như Ảnh chưa từng có khát vọng bức thiết như thế đối với bất kỳ nam tử nào cả, khát vọng xâm nhập hiểu rõ, khát vọng muốn biết tất cả về hắn. Trách không được, trách không được. Các cường giả Cửu Lê Thần Cung đều yên lặng đứng ở sâu trong núi xa, bỗng nhiên đã hiểu vì sao Khương Phàm có thể cuồng như thế. Lấy thực lực mà hắn bày ra, quả thật có thể khinh thường quần hùng. Bọn hắn đều thay những người như Diệp Trục Thiên kia tiếc hận, đối kháng cùng Khương Phàm, không phải Khương Phàm đang tìm đường chết, mà là bọn hắn đang tìm đường chết. Tuy nhiên, làm thế nào Khương Phàm lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này? Đơn giản là không thể tưởng tượng được. Càng quái dị hơn là, giống như hình phù đồ rất quen với Khương Phàm, khả năng còn có thù hận. Đội ngũ Xích Thiên Thần Triều rất khổng lồ, từ Hoàng Thất đến Vạn Phúc Hầu Phủ cường giả, hơn 20 người. Bọn hắn đều là thiên tài kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ phút này lại đều trầm mặc tập thể. Khương Phàm, Khương Phàm. Công chúa Hoàng Triều thì thào khẽ nói, rốt cuộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Khương Phàm. Đây không phải là tên điên, mà là một nhân vật. Nếu như không phải đã trêu chọc quá nhiều kẻ địch, nàng thật sự có tâm tư mời chào tới. Các ngươi có ai nhận ra linh văn của Khương Phàm không? Hoàng tử Hoàng Triều hồi tưởng đến hình dáng mãnh cầm mà Khương Phàm cho thấy, không biết vì sao, vậy mà lại cảm giác có chút quen thuộc. Giống như là một loại linh tước nào đó. Tất cả các tử đệ vương phủ hầu phủ trao đổi ánh mắt, đều lắc đầu. Trong ý thức hiện lên rất nhiều loại linh tước, nhưng đều liên tiếp bác bỏ, không có loại linh tước nào có thể hung mãnh đến mức chém giết thái tuế được. Mà, Khương Phàm giống như có ý thức áp chế linh văn của hắn, cũng không có hiện ra quá nhiều. Thậm chí đều không có hóa thân yêu thể. Hoàng tử nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại tràng cảnh sau khi Khương Phàm phá hủy sinh tử môn, chém giết hình phù đồ. Một khắc này, trong liệt diễm Khương Phàm thả ra hiện ra một hình ảnh rung động, có phượng hoàng, thiên bằng, chim loan các loại, mà ở trên cùng kia là. Hoàng tử nhíu mày, chậm rãi mở ra ánh mắt lăng liệt. Chu Tước, đó là thần tổ Vạn Cầm, Chu Tước. Khương Phàm có thể thi triển Chu Tước bí thuật. Hay là nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Công chúa chú ý tới hoàng tử có chút là lạ. Tìm tới Khương Phàm, hình như ta biết hắn là ai. Toàn thân hoàng tử chợt khô nóng đến kỳ lạ, bên trong khô nóng giống như hòa với mấy phần ớn lạnh. Có thể làm cho tên gia hỏa hình phù đồ cao ngạo đến xem thường thiên hạ kia trở thành bằng hữu, khẳng định có thân phận phi phàm. Cái gọi là lão bằng hữu. Rõ ràng là người quen biết cũ. Quen biết cũ rất có thể ý chỉ đến kiếp trước. Khương Phàm, kiếp trước, Chu Tước. Không phải chính là, hắn trở về rồi. Hắn thật sự, trở về. Trong rừng rậm, Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, từ đầu đến cuối đều ở đó, chỉ là đứng rất xa, không có tới gần giống như Khương Bá. Bọn rốt cuộc hắn cũng đã thấy tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính của Khương Phàm. Rung động. Thật sự là rung động. Khương Quỳ không biết thái tuế gì cả, nhưng với thực lực mà Khương Phàm bày ra, đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Mà lấy thiên phẩm linh văn đối kháng thánh vương thiên phẩm, không thể nghi ngờ là sáng tạo ra kỳ tích. Hắn, rốt cuộc là ai? Khương Quỳ càng hiếu kỳ đối với thân phận thật sự của Khương Phàm. Mà, Khương Qua lại còn liên tục xuất hiện chặn đánh, chẳng lẽ đã đến tìm nơi nương tựa rồi? Hai mắt Triệu Thời Việt đỏ hồng. Đôi tay vác tại sau lưng chậm rãi nắm chặt. Hắn đã biết thân phận Khương Phàm, cũng rốt cuộc cũng thấy được thực lực thật sự của Khương Phàm. Theo lý thuyết, hắn hẳn là cùng Khương Phàm gặp mặt. Nói chuyện hợp tác, nói chuyện biến đổi linh văn. Nhưng, hắn không biết vì sao, trong lòng còn đang do dự. Rốt cuộc đang do dự cái gì, hắn cũng không thể nói rõ ràng. Thái tuế, ngài vẫn tốt chứ? Hoàng trưởng lão một lần nữa về tới đây. Giao ma thương đời đầu tiên cho hình phù đồ. Thượng thương cổ thành đáng chết. Hình phù đồ tức giận càng uất ức, cấm chế nơi này hạn chế để hắn phát huy, nếu không thì hắn tuyệt đối có thể bắt được Khương Phàm. Khương Phàm đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, đó là cực hạn của hắn, nhưng ngài còn không có hiện ra 1/3. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, chúng ta liền có thể. Tạ Ninh còn chưa nói xong đã bị hình phù đồ giận dữ mắng mỏ. Im miệng. Ta còn cần ngươi tới dỗ dành. Tạ Ninh cúi đầu rủ lông mày xuống, đáy mắt nổi lên sự oán độc.
Hình phù đồ hít vào mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Khương Phàm xác thực mạnh hơn so với kiếp trước, cũng biểu thị tiềm lực tương lai càng lớn, hắn nhất định phải bắt lấy trước khi rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành. Chúng ta có thể phối hợp với ngài. Hoàng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn biết Thái Tuế vô cùng cao ngạo, từ trước tới giờ không liên thủ cùng người khác. Hình phù đồ liếc nhìn Khổng Sướng ở bên cạnh. Diệp Trục Thiên chết rồi, người biết kết quả của mình không? Khổng Sướng nghiêm túc nói. Hoặc là chết, hoặc là trục xuất khỏi Thái Cổ Thần Miếu. Sắc mặt hình phù đồ âm trầm. Người muốn cái nào? Chết. Khổng Sướng rất quả quyết, thà chết, cũng muốn chết tại Thần Miếu, đây là tôn nghiêm sau cùng của hắn. Người muốn bị kéo vào tử lao chém đầu, hay là muốn chiến tử báo thù? Nếu có cơ hội, ta nguyện ý chiến tử. Cơ hội đang ở Thái Cổ Thần Miếu này, chính ngươi nắm chắc. Nhưng ta không phải đối thủ của Khương Phàm. Khổng Sướng ngược lại muốn đuổi theo chém giết Khương Phàm, thế nhưng sau khi chứng kiến Khương Phàm cùng hình phù đồ chiến đấu, hắn biết rõ mình hoàn toàn không uy hiếp được Khương Phàm. Ta không có để cho ngươi đánh, ta để cho ngươi trực tiếp chết. Hình phù đồ lại liếc mắt nhìn Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão lĩnh hội, đây là muốn coi Khổng Sướng như vũ khí, lấy không gian bí thuật trực tiếp ném tới trước mặt Khương Phàm, sau đó. Tự bảo. Khổng Sướng cũng đã hiểu, sắc mặt hơi tái nhợt. Tự bảo sao? Đây chính là thần hồn câu diệt, ngay cả luân hồi cũng bị mất. Khổng Sướng muốn nói điều gì đó, nhưng vừa há to miệng, lại nhịn được. Nếu Thái Tuế đã tỏ thái độ, hắn chỉ có thể làm theo. Các trưởng lão khác âm thầm lắc đầu, đều có thể cảm nhận được sự tức giận của Thái Tuế, ai cũng không dám nói đỡ cho hắn. Khương Phàm, ta xem ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Ánh mắt hình phù đồ lạnh lùng quét về phía dãy núi. Ngươi mạnh lên, cũng càng đáng để ta thôn phệ. Đây là linh phù không gian, có thể tại thời khắc nguy hiểm di chuyển vài trăm mét. Số lượng không nhiều, trước tiên mỗi người một cái. Hoàng trưởng lão phân phát linh phù hắn rèn luyện ra ngoài, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau khi Khương Phàm chạy ra hơn 200 dặm, hắn chìm ở bên trong địa tầng nghỉ ngơi điều dưỡng. Hướng Vãn Tình mệt mỏi giải thích xong tình huống với Khương Phàm, sau đó nhìn qua hư ảnh Kỳ Lân oanh động trong tòa tháp, mặt mũi tràn đầy rung động. Chia tay 2-3 tháng mà thôi, vậy mà Khương Phàm lại cướp được nhiều bảo vật như vậy. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Tiên Tổ Nhân Hoàng, Thái Tổ Sơn, thật không dám tin được. Dạ An Nhiên còn ở trong Xí Thiên Giới lo lắng cho an toàn của Khương Phàm, kết quả Khương Phàm lại ở bên ngoài bội thu. Đây là một viên vĩnh sinh trùng tử, hẳn là có thể chữa trị khỏi thương thế của cô. Khương Phàm xuất ra một viên từ trong 9 viên vĩnh sinh trùng tử còn sót lại, giao cho Hướng Vãn Tình. Ngươi còn muốn đuổi bắt hình phù đồ sao? Hướng Vãn Tình nhớ tới chuyện gặp phải trong khoảng thời gian này liền cảm thấy khuất nhục cùng tức giận. Đương nhiên phải đuổi, nhưng phải có sách lược. Khương Phàm càng cảnh giác chính là võ giả không gian kia, may mắn lúc ấy hình phù đồ đã mời hắn rời khỏi, nếu không trận chém giết hôm nay có khả năng xuất hiện cục diện khác. Muốn lần nữa nghênh chiến hình phù đồ, đầu tiên phải giải quyết võ giả không gian kia. Nhưng, có thể gánh vác lên trách nhiệm bảo vệ hình phù đồ, cảnh giới khẳng định rất cao, nói không chừng còn có thể tại thời khắc mấu chốt, gánh vác được cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành, thể hiện ra thực lực niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Xử lý không tốt rồi. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Thời Việt, nếu như hắn nhúng tay, hẳn là có thể kiềm chế võ giả không gian lại. Nhưng Triệu Thời Việt cho tới bây giờ còn giữ vững khắc chế, không thể không khiến Khương Phàm hoài nghi có phải hắn đang sinh ra ý nghĩ khác hay không. Hướng Vãn Tình nói, hình phù đồ mạo phạm Xí Thiên Giới, ta nghĩ hẳn là Xí Thiên Giới sẽ đuổi tới. Khương Phàm lắc đầu, bọn hắn không biết hình phù đồ đưa cô đến chỗ nào, có khả năng sẽ đuổi tới Thái Cổ Thần Miếu đòi người. Chỉ dựa vào chúng ta, rất khó giết hình phù đồ. Hướng Vãn Tình rất bất ngờ về thực lực của Khương Phàm, nhưng có thể cùng hình phù đồ chém giết đã là cực hạn, muốn giết hắn hiển nhiên là không thể nào. Săn giết trong rừng cây, thực lực mưu kế đều chiếm 5 phần. Khương Phàm vừa điều trị, vừa tự hỏi đối sách. Vừa rồi ta hơi xúc động. Hướng Vãn Tình trần trừ một lúc, nói. Có khả năng vạn đạo thần giáo đoán được ta là ai, ta muốn. Cái gì cũng đừng nghĩ, an tâm điều dưỡng. Chuyện vạn đạo thần giáo cứ giao cho ta. Khi Khương Phàm đang nói chuyện,
địa tầng đột nhiên cuồn cuộn, sóng nhiệt cách nham thạch thật dày truyền tới. Khương Phàm biết là Khương Bá tới. Nhưng, theo sát uy thế mãnh liệt này để sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng lên. Khí tức này so với trước đó mạnh không phải là một chút. Khương Bá lần theo loại cảm giác lẫn nhau kia tìm được Khương Phàm. Dung nham nuốt hết nham thạch, nóng chảy ra ra một con sông dung nham, vờn ở xung quanh Khương Phàm. Khương Phàm nhìn nam tử oai hùng trong dung nham đi tới, chau mày. Ngươi khôi phục cảnh giới. Khương qua chém con tiểu xà kia, ngọc phù rơi xuống, bị ta nhặt được. Khương Bá nhìn Khương Phàm, bên trong ánh mắt thâm thúy cũng có mấy phần phức tạp. Hắn không có coi Khương Phàm là kẻ yếu, nhất là sau khi săn giết nhiều cường giả hoàng tộc hoàng đạo như vậy. Thân là chủ nhân hoàng triều, hắn quá rõ ràng sự cường đại của những hoàng tộc hoàng đạo cao cao tại thượng kia, vậy mà Khương Phàm lại không sợ hãi, còn giết đến cao trào, quả thật là đã làm cho hắn hơi xúc động. Nhưng, hắn không nghĩ tới Khương Phàm lại còn có thể cuồng chiến với Thánh Vương Thiên Phẩm mà không rơi vào thế hạ phong, bày ra thực lực, càng chấn kinh tất cả mọi người, bao gồm cả hắn. Ngươi quan sát thế nào? Khương Phàm không nắm chắc được Khương Bá này. Trước đó dám hợp tác cùng Khương Qua, một là tình thế cần, hai là Khương Qua là, độc hành hiệp, không có ràng buộc, chỉ vì muốn theo đuổi thực lực. Nhưng Khương Bá lại khác, hắn đã trở thành nhân hoàng hoàng triều, chấp trưởng cương vực vạn dặm, khống chế sống chết của thần tử, mà đến nay đã là 30 năm, loại tôn quý cao ngạo kia đã thẩm thấu đến trong lòng. Không chỉ có rất khó tiếp nhận thần phục, càng có rất nhiều lo lắng. Giao dịch giữa ngươi và Khương Qua là do hắn lựa chọn. Giao dịch, điều kiện giao dịch, thiên phẩm linh văn, ta thấy hắn còn giống như là thánh phẩm. Ta chỉ hứa hẹn phương pháp, kết quả phải chờ sau khi rời khỏi. Tha thứ ta nói thẳng, ta không thấy ngươi có hy vọng rời khỏi. Không phải chết tại thượng thương cổ thành, chính là chết ở bên ngoài tường thành, ngươi đi không ra nổi 100 dặm. Càn khôn chưa định, ai có thể đoán trước được kết quả. Lấy tài nguyên ngươi cướp được trong tay, đủ để trợ giúp Khương Qua biến đổi linh văn, vì sao ngươi còn muốn để cho hắn chờ, mà vì sao hắn lại đồng ý với ngươi? Biện pháp của ta là biện pháp thích hợp nhất cho hắn, không chỉ là hắn, còn có toàn bộ các ngươi. Chỉ có biện pháp của ta, mới có thể bảo đảm 100% thành công, có thể bảo đảm linh văn của các ngươi thăng hoa tới trình độ lớn nhất. Về phần tại sao tin tưởng ta, liền xem các ngươi tin Diêm Bá hay không. Chờ sau khi Khương Qua thăng hoa linh văn, giữa các ngươi còn có giao dịch gì? Không có giao dịch, ngươi sẽ thả hắn rời khỏi. Ta muốn hắn sẽ không rời khỏi. Ngươi xác định như vậy. Ngươi phải hiểu rõ một chút, giữa ta và các ngươi ở không chỉ là các ngươi đang lựa chọn ta, cũng là ta đang lựa chọn các ngươi. Khương Qua không ràng buộc, đợi đến lúc hắn hiểu thân phận của ta, một khắc này, hẳn là sẽ có lựa chọn, đó chính là làm bạn. Mà ngươi thì không được. Ngươi nguyện ý từ bỏ hết thảy mọi thứ ở Hỏa Dương Hoàng Triều, là kẻ địch cùng thiên hạ sao? Ngươi nguyện ý khiêu chiến thiên hạ, không quan tâm Hỏa Dương Hoàng Triều bị hủy diệt sao? Khương Phàm nói xong, Khương Bá trầm mặc. Không nói trước thân phận thật sự của Khương Phàm như thế nào, chỉ với những kẻ địch hắn trêu chọc bây giờ đã đủ để bản thân mình chết một vạn lần. Một khi rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, những hoàng tộc hoàng đạo kia đều sẽ bổ nhào tới, bất kỳ thế lực gì có liên quan cùng hắn đều sẽ lọt vào tác động. Nếu như hắn cùng Khương Phàm hợp tác, chắc chắn sẽ liên lụy Hỏa Dương. Hỏa Dương Hoàng Triều ở trong mắt những hoàng tộc kia, hoàn toàn không chịu nổi một kích, 5-3 ngày liền có thể đạp diệt. Cho nên, hắn không nguyện ý liên lụy đến Khương Phàm quá nhiều. Có những chuyện, khả năng ngươi xác thực rất khó tiếp nhận, nhưng ngươi bởi vì ta mà có được sinh mệnh, ngươi bởi vì ta mà tồn tại, đây chính là sự thật. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, một thanh âm trầm muộn từ bên trên mặt đất cách đó ngàn mét truyền đến. Khương Phàm, Khương Bá đều có cảm ứng, biết là Khương Qua đã tới. Cơ thể Khương Qua quấn lấy liệt diễm, hòa tan nham thạch, nhanh chóng tìm được Khương Phàm. Ngươi khôi phục rồi. Khương Qua cảnh giác cái tên nam tử có ngoại hình tương tự hắn. Giữa cao giai niết bàn cảnh thất trọng thiên cùng lục trọng thiên có ưu thế nghiền ép. Ngươi làm giao dịch của ngươi, ta chỉ đến nhìn. Khương Bá muốn nhìn xem món đồ mà Khương Phàm giao dịch, rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã cam đoan qua, có thể 100% biến đổi linh văn. Khương Qua đúng là đến làm tròn lời hứa. Đồ không ở nơi này, ta không nghĩ tới lại gặp được các ngươi ở chỗ này,
cũng không mang ở trên người. Là cái gì? Di cốt kiếp trước của ta, cũng tương đương với di cốt kiếp trước của các ngươi. Kiếp trước là cảnh giới gì? Nhiều nhất một tháng, các ngươi sẽ biết. Nó ở đâu? Thời điểm rời khỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng, di cốt của ta không dễ dàng cầm tới như vậy. Trước khi rời khỏi thượng thương cổ thành, ngươi nhất định phải giết tên trưởng lão vạn đạo thần giáo kia cho ta. Ta sẽ dùng đầu của hắn cùng ngươi trao đổi. Khương qua lại nhìn mắt Khương bá. Các ngươi cũng đang làm giao dịch. Giữa chúng ta không có giao dịch. Khương phàm không sợ Khương bá, bởi vì Khương bá bị Hỏa Dương Hoàng Triều kềm chế. Nếu như dám làm tổn thương hắn, Diêm bá không chỉ có thể hủy Hỏa Dương, sẽ còn truy sát đến chết. Khương bá, ta thiện ý nhắc nhở ngươi, đừng lại đụng đến bảo vật bên trong thượng thương cổ thành, sớm rời khỏi nơi này. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đang tăng cao cảm xúc cướp đoạt bảo bối, nhưng bất kể là ai muốn rời khỏi, đều sẽ bị hoàng tộc hoàng đạo bên ngoài kiểm tra, tất cả bảo bối, cuối cùng vẫn trở thành của bọn hắn. Coi như có thể thành công mang đi, sau đó hoàng tộc hoàng đạo vẫn sẽ càn quét thiên hạ, tìm kiếm tất cả bảo bối mang ra từ trong bên thượng thương cổ thành. Liền xem như đã dung hợp vào thân thể, bọn hắn cũng đều sẽ cưỡng ép bắt đi, cưỡng ép tháo rời ra. Muốn bảo trụ bảo vật, ngoại trừ thần phục bọn hắn, thì chính là vứt bỏ hết thảy, đi xa tha hương. Ngươi có thể vứt bỏ Hỏa Dương Hoàng Triều sao? Ngươi không thể. Khương Phàm nói ra sự thật tàn khốc, bất luận là Khương Bá, hay là những cường tộc đại phái, tán tu dũng phu kia, bây giờ đều điên cuồng, nhưng đến cuối cùng rất có thể sẽ như công dã tràng. Khương Qua đồng ý với thuyết pháp của Khương Phàm, thế giới này chính là thế giới của cường giả, sau đó hoàng tộc hoàng đạo khẳng định sẽ giám thị thiên hạ, tìm kiếm những linh bảo của nhân hoàng mộ táng kia. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể viễn độ đại dương mênh mông, tới đó trưởng thành, nhưng Khương Bá đã bị một Hỏa Dương Hoàng Triều buộc hắn lại. Sau khi hoàng tộc phát hiện hắn trưởng thành có vấn đề, sẽ trực tiếp giết tới hoàng cung của bọn hắn. Khương Bá trầm mặc, ở sâu trong nội tâm giống như có thứ gì bị xúc động. Quên hết thảy mọi thứ ở nơi này, về Hỏa Dương Hoàng Triều làm nhân hoàng của ngươi đi. Khương Phàm không để ý đến hắn nữa, ngồi xếp bằng điều dưỡng, bắt đầu nghiên cứu tinh thần lĩnh vực bên trong, nhật nguyệt tinh thần, đại táng, chuẩn bị săn giết hình phù đồ. Sau khi Khương Bá, Khương Qua đụng đụng ánh mắt, lần lượt rút đi. Sau 5 ngày, thế lực bên ngoài trùng kích mãnh liệt, vậy mà đã thật sự đánh thức mộ táng mới. Khương Phàm chìm ở bên trong địa tầng cảm ngộ đại địa mẫu khí, đã nhận ra cỗ ba động kia trước hết nhất. Ở trong ý thức vô cùng mênh mông, giống như có phiến thần quang thần bí đang tỏa ra, phiêu miểu yên tĩnh, còn có những tiếng chuông đang vang vọng. Có mộ mới xuất hiện, hẳn là hình phù đồ sẽ đi qua, hướng vãn tình, thời khắc săn giết đã đến. Khương Phàm quả quyết rời khỏi địa tầng, mang theo hướng vãn tình lao thẳng đến đông bộ thượng thương. Địa tầng sụp đổ, thổ triều hòa với cường quang phóng lên tận trời, đánh tới cấm chế của thượng thương cổ thành, kích thích từng gợn sóng. Xa xa nhìn lại giống như một cái vòng xoáy khí tượng, ù ù xoay tròn, phạm vi càng lúc càng lớn, quy mô vượt qua trăm dặm, mênh mông bao la hùng vĩ. Trong phạm vi ngàn dặm, có thể thấy rõ ràng. Ngay cả cường tộc các phương đang cố gắng tại bên ngoài tường thành đông bộ đều liên tiếp dừng lại, bọn hắn cách tường thành cùng bình chướng đều mơ hồ cảm giác giống như đã đánh thức cái gì đó rồi. Nhưng tường thành nguy nga, bên trên lại tiếp lấy với khung trời, bọn hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể ở bên trong. Chúng ta đánh thức cái gì rồi sao? Các đại lão của tất cả hoàng đạo đều đi đến phía trước, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trước sau một tháng, bọn hắn giống như chưa từng có trực tiếp cảm nhận qua như vậy có cái gì đó đang thức tỉnh ở phía trong tường thành. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Thái Võ Nhân Hoàng các loại trước đó, đều không có cảm giác chút nào. Lần này, bọn hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Không phải bên trong thức tỉnh cái gì, mà là quy mô thức tỉnh. Nếu như quy mô quá lớn, khẳng định sẽ dẫn Hứa Đức Diệu đi qua. Giờ khắc này, ở trung đông bộ thượng thương cổ thành, mặt đất liên miên sụp đổ, ngay cả vài ngọn núi đều bị nuốt hết, phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Bụi mù cuồn cuộn hòa với cường quang liên tiếp va chạm bình chướng trên bầu trời, hình thành thủy triều khổng lồ giống như biển động, ngưng tụ vòng xoáy khủng bố xoay tròn ù ù, năng lượng đất trời vặn vẹo trên phạm vi lớn. Khi Khương Phàm mang theo hướng vãn tình chạy tới nơi này, đã có hơn nghìn người tụ tập đến, còn có càng nhiều cường giả đang từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Lần này thanh thế quá lớn,
phạm vi kinh động càng lớn, hơn phân nửa người bên trong thượng thương cổ thành đều sao động. Một tôn Phật. Khương Phàm ngước nhìn bụi mù như cơn lốc, bên trong xen lẫn cường quang, bày biện ra hình dáng một đại Phật. Ngoại trừ thanh chiều ù ù, còn có thiện sướng càng ngày càng vang dội, giống như hiện lên từ bên trong địa tầng, lại như từ thiên ngoại truyền đến. Phật âm dần dần to lớn, như tiếng chuông vàng cao lớn, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, đang chấn động. Lục tự chân ngôn của đạo Phật vang vọng đất trời, đánh thẳng vào thần hồn của tất cả mọi người, để người cao ngạo trầm mặc, để người điên cuồng an tĩnh, khiến người giết chóc sợ hãi, để người rất lo xa, nghi ngờ thiện niệm triều bái. Là mộ của một cổ Phật. Uy thế cổ Phật giống như còn mạnh hơn so với Thái Võ Nhân Hoàng. Cổ Phật còn mạnh hơn so với Thái Võ Nhân Hoàng, sẽ không phải là Phật Đà đấy chứ. Phật Đà, thật là có khả năng. Tương truyền bên trong 9 đại tiên tổ nhân tộc sáng tạo thượng thương cổ thành, liền có Phật đạo Thủy Tổ Phật Đà. Thật sự là Thủy Tổ Phật Đà sao? Đây chính là người sáng lập Phật đạo, còn đã từng dẫn dắt qua nhân tộc, vượt qua thời kỳ đại hắc ám của Hồng Hoang. Thương Huyền đã từng là nơi thịnh hành Phật đạo, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ Phật đồ đã chuyển rời đến đại lục khác. Mọi người náo nhiệt nghị luận, bầu không khí dần dần sao động, vô số ánh mắt đung đưa nóng bỏng. Phật Đà Thủy Tổ, lão tổ tông chân chính của nhân tộc. Nhân vật như vậy sau khi mất đi cũng có khả năng rất lớn được mai táng tại thượng thương cổ thành. Mà, thời gian mai táng vô tận còn có thể có uy thế như vậy, ngoại trừ Thủy Tổ Phật Đạo, bọn hắn không tưởng tượng ra được còn có thể là ai. Phật Đà. Đan Hoàng đều thức tỉnh, xuyên qua ý thức Khương Phàm ngước nhìn thân ảnh nghiêm túc kia. Nếu vị lão tổ tông kia thật sự là người sáng tạo Phật Đạo, ngôi mộ này quá ghê gớm. Phật Đà Thủy Tổ có địa vị cực cao trong các đời nhân tộc, là một nhân vật Hồng Hoang hậu kỳ duy nhất sinh ra lại có thể đặt song song cùng những tiên tổ Hồng Hoang sơ kỳ, là một trong 9 đại chí tôn nhân tộc. Sau khi hắn chết, sẽ còn lấy linh văn xuất hiện ở trên thân một ít Phật tử hậu thế, tương đương với hóa thân của hắn, dẫn dắt Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Khương Phàm đương nhiên hiểu Phật Đà, bởi vì trong Thiên Khải Bách tộc có thế lực Phật đạo. Đối với tất cả linh văn của thế lực Phật đạo mà nói, linh văn cao quý nhất chính là Phật Đà Linh Văn, được tôn là Thánh Phật Tử. Hứa Như Lai của Chí Tôn Kim Thành, chính là đã thức tỉnh Phật Đà Linh Văn. Hướng Vãn Tình nhìn qua cổ Phật giữa không trung, cũng cảm nhận được chấn kinh trước nay chưa từng có, nơi này thật sự là một chỗ thần kỳ, nàng vậy mà lại có cơ hội thấy được lão tổ tông nhân tộc. Phật Đà Linh Văn, chí cao vô thượng tại Phật Đạo, được tôn là hóa thân Thủy Tổ. Nếu như Hứa Như Lai dấn thân vào thế lực Phật Đạo, khẳng định sẽ được chú trọng vun trồng. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, hắn lại hỏi Đan Hoàng ở trong ý thức. Ngài cảm thấy khả năng của Phật này là Phật Đạo Thủy Tổ lớn bao nhiêu? Phật Đạo Thủy Tổ liên hợp những tộc khác sáng tạo nên thượng thương cổ thành, đã trút xuống vô số tâm huyết đối với nơi này, sau khi chết mai táng ở chỗ này cũng nói qua được. Nhưng cái gì? Phật Đạo coi trọng đại ái vô cương, nếu như vị lão tổ tông kia chết rồi, thật sự sẽ mai táng mình sao? Ta không hiểu nhiều đối với Phật Đạo, nhưng ít ra cũng nghe nói qua Phật Đà cửu thân. Tục truyền sau khi Thủy Tổ Phật Đà chết, đã tự mình hóa thân thành 9 viên xá lợi tử, được tôn là Thủy Tổ cửu thân. Hậu thế đến nay, Phật Đà Linh Văn đối ứng không phải Thủy Tổ chân chính, mà là xá lợi tử, cho nên số lượng Phật Đà Linh Văn sinh ra cùng thời đại cao nhất không có vượt qua 9 người. Một người thức tỉnh Linh Văn, ứng với một xá lợi tử, một phân thân Thủy Tổ. Cho nên ta suy đoán trong này hẳn không phải là thi cốt Phật Đà Thủy Tổ thật sự, nhưng khẳng định có liên quan lớn, ví dụ như xá lợi tử. Tựa như ta trước đó nói, so với thi cốt, thời gian bảo tồn vũ khí sẽ càng lâu hơn, uy thế càng mạnh hơn. Có thể gây nên thanh thế như vậy, ta có khuynh hướng nghĩ rằng phía dưới chôn giấu lấy xá lợi Phật Đà. Chí tôn xá lợi của nhân tộc, xá lợi của Thủy Tổ Phật Đà. Ít hầu Khương Phàm nhấp nhô, toàn thân khô nóng. Đế binh. Hô hấp Hướng Vãn Tình dồn dập, bộ ngực chập trùng. Thực lực Phật Đà Thủy Tổ chỉ sợ không chỉ là thần linh, mà là cấp bậc đế quân. Động tĩnh nơi này quá lớn, hình phù đồ khẳng định sẽ tới. Trước tiên phải xử lý chính sự. Khương Phàm sâu hít một hơi, nghĩ đến một phương thức săn giết tuyệt hảo. Vạn đạo thần giáo, Cửu Lê thần cung, Chu Thiên thần điện các loại. Tất cả cường giả hoàng đạo đều nhìn lên bầu trời,
miệng đắng lưỡi khô một trận. Di cốt Phật Đà Thủy Tổ, nếu quả như thật sự là nó, cái giá trị kia không khác gì cấp bậc đế binh, tương đương với Linh Lung Tâm xuất hiện vạn năm trước. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi. Điêu Lãnh Nguyệt thúc giục Lưu trưởng lão, nơi này chính hắn là người có thực lực mạnh nhất, tranh thủ thời gian bắt lấy, thừa dịp rời khỏi trước khi Hứa Đức Diệu tới. Ta bị người khác tập trung vào. Ánh mắt Lưu trưởng lão lạnh lùng ngắm nhìn vách núi ở bên ngoài 20 dặm, có một nam tử thiên cương lôi hỏa đang đứng ở nơi đó. Đừng để ý tới hắn, trước phá vỡ mộ táng, cướp bảo vật. Điêu Lãnh Nguyệt không lo được hắn. Năng lượng bên dưới quá mạnh, nếu như ta xông vào, rất có thể sẽ bị trọng thương, nếu như hắn thừa cơ ra tay, ta chắc chắn phải. Lưu trưởng lão không phải là không muốn, mà là kiêng kỵ. Nếu thật sự là di cốt thủy tổ, năng lượng khẳng định khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn xông vào, rất có thể chết ở chỗ này. Vậy liền hợp tác, Điêu Lãnh Nguyệt đều không lo được ân oán, nếu thật sự là đế binh, bất luận như thế nào bọn hắn cũng đều muốn bắt lấy. Hắn luân phiên ngăn cản chúng ta, rất có thể có liên quan cùng Khương Phàm. Hợp tác cùng hắn, chính là hợp tác cùng Khương Phàm. Không nói trước Khương Phàm là kẻ thù của chúng ta, hợp tác cùng loại người như Khương Phàm, ngươi yên tâm. Lưu trưởng lão có 100 cái cảnh giác đối với Khương Phàm, kẻ đó không chỉ là người điên, mà còn là một nhân vật nguy hiểm tinh danh cực độ. Hắn sợ hai bên bàn bạc xong, nhưng sau khi nhìn thấy bảo bối, Khương Phàm đột nhiên quay đâm một kích. Tìm hắn nói chuyện, nhất định phải phá vỡ mộ táng trước khi Hứa Đức Diệu đuổi tới. Điêu Lãnh Nguyệt đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh kịch liệt. Đại địa nhấc lên, núi cao di chuyển, rừng rậm nơi đó tựa như một bức tranh nổi sóng chập trùng, tràng diện có bao nhiêu rung động. Số lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, đều chật vật tung bay. Bọn người hình phù đồ đang nấp ở trong rừng rậm, ngờ vực vô căn cứ về thân phận cổ Phật. Bất ngờ không đề phòng bị thủy triều nuốt hết. Là Khương Phàm, nhanh dùng linh phù. Rời khỏi nơi này, không được bị vây khốn. Hình phù đồ, Tạ Ninh, Khổng Sướng và đám người toàn bộ đều kích phát linh phù trong tay, rời khỏi thổ triều, xuất hiện ở trên bầu trời vài trăm mét. Cảm giác ký ức của bọn hắn đối với mai táng trước đó vẫn còn mới mẻ. Ầm ầm, mặt đất nhấc lên, đá vụn bắn tung trời, Khương Phàm kéo lấy xiềng xích, nổ bắn ra trời cao. Thái Tổ Sơn xông ra mặt đất, quấn quanh xiềng xích, sôi trào lên màn sáng cuồn cuộn, mặc dù nhìn chỉ có trăm mét, nhưng lại tràn ngập khí tức hồng hoang giống như thiên nhạc vạn trượng. Những nơi đi qua, không gian đều mở ra gợn sóng giống như mặt hồ. Khương Phàm, người tới vừa đúng lúc, nhận lấy cái chết. Hình phù đồ triệu ra ma thương, đạp tan trời cao, đối diện lao thẳng đến Khương Phàm. Toàn thân cuồn cuộn ma khí, cuồn cuộn uy lực cái thế. Huyết nhục thần hồn của hình phù đồ đều cùng ma thương cộng minh, phảng phất muốn hòa làm một thể, hiện ra uy lực thánh linh. Khương Phàm nổ bắn ra khung trời, gắt gao xé kéo lấy xích mãnh liệt giơ lên, Thái Tổ Sơn gào thét bay lên không, cường thế chặn đánh ma thương. Keng, ầm ầm. Ma thương cuồng kích Tổ Sơn, bộc phát ra thanh triều đinh tai nhức óc, ngay sau đó ma khí cuồn cuộn, khí tức núi lớn lao nhanh, giống như là dòng lũ từ không gian dị độ giáng lâm. Bao phủ trời cao, thậm chí là đánh tới bụi mù xa xa. Các trưởng lão thần miếu từ bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị đánh lui, giống như là lá khô bay đầy trời, tản mát đến mười mấy 20 dặm bên ngoài. Lần trước chỉ là làm nóng người, lần này để cho ngươi cảm nhận thực lực chân chính của ta. Hình phù đồ nhanh chóng lui lại hơn ngàn mét, toàn thân dung chuyển ma khí, cường thế ổn định cơ thể. Lần này, ma thương không tiếp tục rời tay. Hắn mang theo lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm gắt gao nắm kéo xiềng xích, không tiếp tục rời khỏi Thái Tổ Sơn, chỉ là tình thế tháo chạy của Thái Tổ Sơn quá mãnh liệt, đã dắt lấy Khương Phàm vào tới đại địa. Bộ dáng có chút chật vật. Khương Phàm và hình phù đồ sao? Lại đánh nhau. Dãy núi bạo động, tất cả các cường giả đều tranh nhau bay lên không, ngắm nhìn chiến trường đột nhiên bộc phát ở nơi xa. Thật sự là nóng nảy. Vậy mà lại còn kéo tới nơi này đánh nhau. Rất nhiều các lão nhân lắc đầu rung động, nhìn người ta kích tình này. Ầm ầm, Tổ Sơn va chạm mặt đất bừa bộn, bộc phát ra tiếng nổ vang ngột ngạt đến cực điểm, thổ triều cuồn cuộn giống như sóng lớn vén lên trời, lao nhanh không dứt về bốn phương tám hướng, phá hủy cánh rừng, va chạm núi cao. Hình phù đồ nâng thương lao xuống, đuổi giết Khương Phàm, chiến ý sôi trào.
Giống. Ma thai thức tỉnh, ma uy 900 năm được phóng thích, trùng kích huyết nhục thần hồn, kích phát ra chiến uy minh mông, ma khí cuồn cuộn được phóng thích từ toàn thân hình phù đồ, phảng phất muốn ngưng tụ ra hư ảnh tuyệt thế thiên ma. Có năng lực gì, lấy ra toàn bộ cho ta, đây là trận chiến cuối cùng của ngươi. Hình phù đồ tăng vọt cảnh giới, mãnh liệt xung chuyển nhị hàng rào trọng thiên, ma thương nhận ma thai kích phát, toàn diện thức tỉnh. Ma thai, ma thương, cường cường liên hợp, phóng xuất ra ma uy để vô số người tuyệt vọng. Đều lui tất cả bọn hắn, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Hắn không có phóng thích liệt diễm, không có kích phát khí tức táng diệt, càng không có phóng thích đao cương, cứ như vậy đối diện với hình phù đồ. Hình phù đồ cũng mặc kệ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, kéo lấy ma khí cuồn cuộn, nâng thương bạo kích. Nhưng, không gian xung quanh Khương Phàm đột nhiên lắc lư, hiện ra lít nha lít nhít tinh quang. Tinh thần lĩnh vực, bộc phát. Ông, không gian phiêu miểu, tinh quang sáng chói. Cảnh tượng núi sông xung quanh đột nhiên biến thành tinh không mênh mông. Sắc mặt hình phù đồ hơi biến đổi, cường thế phanh lại. Tinh không? Vũ khí lấy được từ Diệp Trục Thiên nơi đó sao? Bóng dáng Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ở phương xa, xa đến mức không thể chạm, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Hắn giống như là thần linh thức tỉnh bên trong thâm không, khống chế tinh hà mênh mông, quan sát hàng trăm triệu vạn tinh thần. Hình phù đồ nâng thương chỉ đến Khương Phàm. Ngươi muốn dùng nơi này vây khốn ta, lão bằng hữu, ngươi là đang nhục nhã ta sao? Mặt Khương Phàm không biểu tình, lạnh nhạt như thần tôn, hắn gảy mấy chục ngôi sao, đánh tới phía hình phù đồ. Tinh thần vượt qua thâm không, ù ù phóng đại, vô biên vô hạn, tùy tiện một viên liền có thể hủy diệt dân chúng. Đây là Khương Phàm chiến quả sau 5 ngày yên lặng, nghiên cứu ra tinh thần lĩnh vực, có thể giam cầm không gian đơn giản, điều khiển tinh thần. Chỉ có hình thái không có uy thế, ngươi hù dọa ai đây, coi ta là kẻ ngu sao? Hình phù đồ nâng thương bay lên không, nghênh kích tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được những thế công này mạnh hay yếu, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn bây giờ. Toàn thân hắn hiện ra mực lân cứng cỏi, sôi trào ra ma uy cường thế, hắn gầm lên giận dữ, nâng thương đánh xuyên một viên tinh cầu, đã dẫn phát uy lực và năng lượng cường thế như hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào thâm không mênh mông. Bành bành bành, hình phù đồ đánh xuyên mười mấy ngôi sao dễ như trở bàn tay, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, từng trận bạo tạc nhìn như mãnh liệt đến để cho người ta hít thở không thông, lại không thể thương tổn được hắn một chút nào. Nhưng, lúc hình phù đồ đang muốn lao thẳng đến Khương Phàm ở cuối tinh không, không gian tinh thần đột nhiên sụp đổ, trước mặt lại hiện ra bụi mù cuồn cuộn, còn có Phật quang thần thánh kia. Phật đạo lục tự chân ngôn trang nghiêm túc mục càng giống như thiên em mờ. Rung động thần hồn. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng. Hình phù đồ bị Phật quang xâm nhập, bị Phật âm chấn động, đầu hắn đau muốn nứt, ma khí tán loạn. Nhưng, hắn đột nhiên đã hiểu. Khương Phàm không phải phải dùng vũ khí tinh thần vây khốn hắn, càng không phải là dùng tinh thần oanh kích hắn, mà là lợi dụng tinh không bí hiểm, ném tới hắn trong hình ảnh Phật Đà Thủy Tổ. A! À, hình phù đồ đau đớn kêu rên. Ma khí tiêu tán, ma khu thiêu đốt, ngay cả minh hồn đều hét lên đầy thê lương dưới tiếng Phật âm oanh minh. Phật đạo chính là vì trấn áp yêu ma mà tồn tại. Phật quang, Phật âm, không thể nghi ngờ là khắc tinh của yêu ma, mà hắn không chỉ có ma thai, càng có minh hồn. Đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm, lập tức kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người. Trước một khắc, bọn hắn còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao hình phù đồ đang lao thẳng đến mặt đất lại làm sao biến mất. Giờ khắc này, hình phù đồ lại xuất hiện ở bên trong Phật quang ngập trời kia, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng đất trời, để cho người ta tê cả da đầu. Khương Phàm đứng ở bên ngoài Phật quang, trong tay cầm tàn đao, chỉ về bầu trời phía xa, tiếng gào thét cuồng liệt vang vọng đất trời. Ta bằng vào ta huyết tế thương thiên, cầu xin Phật Đà chém yêu ma. Mái tóc ngắn của Khương Phàm bay loạn, hai mắt bắn ra huyết quang, giống như là chiến thần lâm thế, sát ý ngập trời. Một mảnh khí lãng màu tím sôi trào, tuôn ra trời cao, cường thế ngưng tụ tuyệt thế thiên đao, nặng nề vô phong, lại sắc bén thấu xương. Đại địa chập trùng, sơn nhạc lay động, rừng rậm khô kiệt, đường sông sôi trào, cuồn cuộn khí tức tai nạn, cuốn ngược lên trời cao. Bầu trời cuồn cuộn, sương lớn tràn ngập, cấm chế của thượng thương cổ thành bừng tỉnh.
phong ấn uy lực ầm vang rơi xuống. Phật quang phổ chiếu, Phật âm rung trời, Phật đà bên trong bụi mù như thủy triều phảng phất thức tỉnh, rõ ràng, trang nghiêm, tổ uy hồng hoang tràn ngập, chậm rãi nhấc ngang tay phải. Hoa! Dãy núi tuôn rơi, vạn người sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn lên không trung, trong ánh mắt lắc lư ngoại trừ uy lực đất trời đang hội tụ đến đao cương màu tím, thì chính là hình ảnh Phật đà thủy tổ kia duỗi ra Phật trưởng màu vàng. Xung động! Giá lạnh! Vô số cường giả tê cả ra đầu, trong đầu trống rỗng. Công tử! Hoàng trưởng lão hoảng sợ thét lên, không gian vặn vẹo, lao thẳng đến Khương Phàm. Cứu người! Tạ Ninh điên cuồng thúc giục, lo lắng thét lên. Công tử! Các trưởng lão điên cuồng vọt mạnh, khổng sướng kích phát thần hồn chuẩn bị tự bạo. Toàn thân Khương Phàm răng rắc giòn vang, thừa nhận đau đớn giống như băng diệt, gương mặt lại dữ tợn, điên cuồng kích ra tế thiên thức. Nhiệt huyết thiêu đốt, huyết mạch xung chuyển. Linh hồn chu tước đang gáy to, thần nhãn phía bên phải đang thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Đao cương cường thế vững chắc, chu tước yêu hỏa bao quanh, sơn hà đại táng, thiên uy thượng thương, cùng Phật quang hừng hực, tạo thành hình ảnh tuyệt thế càn khôn rung động. Có sơn hà băng diệt, có thượng thương hàng phạt, có chu tước dương cánh, càng có chiếu ảnh Phật đà cường thịnh. Tế thiên thức, chém. Khương Phàm điên cuồng vung lên đao cương trăm trượng, hình ảnh rung động bao quanh, khuấy động uy lực và năng lượng hủy diệt. Hỗn đản, nhận lấy cái chết. Hoàng trưởng lão xé rách không gian, cường thế giết tới, lòng hắn đang như lửa cháy, muốn rách cả mí mắt, cảnh giới niết bàn cảnh cửu trọng thiên rốt cuộc cũng dung chuyển cấm chế của thượng thương cổ thành, cho thấy được uy thế nhị trọng thiên. Nhưng, ta chính là đang chờ ngươi. Khương Phàm vung đao cương lên bỗng nhiên xoay chuyển, chém đi qua phía sau lưng. Hoàng trưởng lão đang muốn giam cầm không gian, di chuyển Khương Phàm, kết quả đao cương lại chuyển tới, giống như là trường hà tai nạn, càng giống như là tuyệt thế đao cương hủy thiên diệt địa. Ngay cả bàn tay Phật Đà thông thiên trong bụi mù kia, đều bỗng nhiên đè ép xuống phía nơi này. Hoàng trưởng lão hãi nhiên biến sắc, không gian không đợi hoàn toàn ngưng cố đã liên miên sụp đổ, đao cương vô địch, Phật trưởng chấn áp. Không, các cường giả thần miếu đang phóng tới nơi xa lo lắng gào thét. Đao cương cuồng dã luân chuyển, thẳng tiến không lùi, vạch ra một vòng tròn, bổ về phía bụi mù bôn ba phía trước, bên trong còn có hình phù đồ đang giãy giụa. Về phần vị kia hoàng trưởng lão thì để lại máu tươi cùng thịt nát đầy trời, tràn ngập lực lượng không gian vừa mới thả ra trước đó đã phiêu đãng ở trong thiên địa. Bên trong Phật quang cuồn cuộn, hình phù đồ bị kịch liệt nhấc lên, toàn thân giống như bắt đầu cháy rừng rực, đau đớn không chịu nổi. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản không chống đỡ được Phật uy như thế này. Nhất là lục tự chân ngôn kia, mỗi một âm thanh đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh, muốn chôn vùi minh hồn. Phạm vi mấy trăm mét, cứ như vậy mà hắn vây ở bên trong, vùng vẫy giấy chết, lại không tìm thấy phương hướng. Ầm ầm, đao cương hoành kích, đánh vào trong bụi mù cuồn cuộn. Uy lực tế thiên phun trào đảo loạn Phật quang bên trong, nhấc lên chiều dâng cuồn cuộn. Vô tình chém về phía hình phù đồ. Hình phù đồ đau đớn, ý thức bỗng chốc giật mình phát hiện được nguy cơ, vội vàng dựng lên ma thương chặn đánh. Một tiếng bạo hưởng, chấn động bụi mù, Phật quang màu vàng theo đó bắn ra, khuấy động bốn phương tám hướng. Ma thương gánh vác đao cương, dù sao cũng là chiến khu đời đầu tiên, nhưng, toàn thân hình phù đồ đều rách dưới, huyết nhục văng tung tóe, gào thét lên bay ra ngoài. Khương Phàm mệt mỏi suýt chút nữa đã rơi xuống dưới, tế thiên thức suýt chút nữa đã bắt hắn tế hiến. Nhưng trong miệng đã sớm cắn vĩnh sinh trùng tử, khí tức sinh mệnh minh mông quét sạch toàn thân, nhanh chóng khôi phục tinh khí thần, toàn thân hắn cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ hỏa dực, giết tới hình phù đồ. Ngăn hắn lại, các trưởng lão thần miếu chật vật đuổi theo, nhưng không có hoàng trưởng lão hiệp trợ, chỗ nào có thể đuổi theo kịp tốc độ Khương Phàm. Dãy núi yên tĩnh. Vô số người trợn mắt hốc mồm, đầu kêu ông ông. Vừa rồi đó là, chiêu thức gì? Huyết tế thương thiên. Cầu xin Phật đà chém yêu ma. Khương Phàm thỉnh động Phật uy. Bành bành bành. Hình phù đồ va chạm sơn lâm, liên tiếp nảy lên, để lại máu tươi đầy đất, cuối cùng đã đâm vào bên trong sơn cốc. Máu thịt bè bét, tứ chi không trọn vẹn, vô cùng thê thảm. Ma thai, minh hồn, đều hứng chịu trọng thương. Ý thức càng bị chấn động đến hốt hoảng. Hình phù đồ mệt mỏi muốn ngất đi,
muốn kích phát, minh hồn, phóng thích lên tử thuật, lại chậm chạp không có trả lời. Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, xẹt qua trời cao, lao thẳng đến chỗ hình phù đồ ở trong sơn cốc. Hình phù đồ có chút mở mắt ra, trong tầm mắt lại thấy được Khương Phàm đang từ phương xa đánh tới, hắn kịch liệt ho khan, ý thức hôn mê, run rẩy giơ tay lên, gian nan triệu gọi ma thương ở trên đường rơi xuống. Ầm ầm, ở bên ngoài mấy vạn mét, ma thương lắc lư kịch liệt, sụp ra mặt đất, gào thét bay lên không. Ma thương là đệ nhất chiến khu biến thành, sau khi kết nối cùng với ý thức của hình phù đồ, phảng phất hóa thân thành chân thân, một tiếng oanh minh, đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm lao tới, toàn thân thiêu đốt nhiệt huyết, thần nhãn bắn ra huyết quang, như cửu thiên kinh lôi bạo kích trong nháy mắt. Keng! Tiếng vang điếc tai quanh quẩn bầu trời, ma thương tán loạn tại chỗ, gào thét bay ra ngoài. Không phải không đủ mạnh, mà là hình phù đồ quá mệt mỏi, ý thức lại hỗn loạn, không thể nào thật sự khống chế được ma thương. Ma thương oanh minh, nhấc lên ma khí cuồn cuộn, truy kích Khương Phàm. Khương Phàm không nhìn ma thương, hắn nhanh chóng bay lên, đuổi giết hình phù đồ. Hình phù đồ suy yếu thở dốc, đang cố gắng muốn đứng lên, ý thức lại gian nan khống chế ma thương, ở phía sau truy kích Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm cực nhanh, giống như là cửu thiên kinh lôi xẹt qua trời cao. Ma thương kích phát thánh uy cuồn cuộn, ma khí xoay tròn gào thét, nhanh chóng tới gần. Trong vạn mét, rốt cuộc ma thương cũng đã rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp Khương Phàm. Phong mang sắc bén cơ hồ gần ở sau ót, để cho người ta ớn lạnh, ma khí cuồn cuộn phảng phất thiên ma cái thế, kinh hồn nhiếp phách. A! Hình phù đồ lên tiếng gào thét, dùng toàn lực khống chế ý thức mệt mỏi, lúc thất khiếu đổ máu, trong chốc lát, tốc độ ma thương lại tăng vọt, thẳng đến sau gáy Khương Phàm. Nhưng, vào thời khắc này, Khương Phàm bỗng nhiên quay người, ra tay như điện, vồ một cái về phía ma thương. Keng! Tay phải Khương Phàm đã sớm hóa thành móng vuốt, uy lực bác thiên hung hãn khống chế, gắt gao bắt lấy ma thương. Ầm ầm, ma thương lắc lư kịch liệt, như thiên ma xoay người, thánh uy dữ dằn, nhấc lên ma khí ngập trời. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, cuồng liệt dã tính, hiện ra hư ảnh chu tước. Khương Phàm, người đang nhục nhã ta sao? Hình phù đồ lên cơn giận dữ, đó là chiến khu của hắn, đó là vũ khí mạnh nhất của hắn. Vậy mà Khương Phàm lại dùng tay không bắt lấy. Đây không phải nhục nhã thì là cái gì? Ngươi phải bỏ ra cái giá. Hình phù đồ điên cuồng thôi động ý thức, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của Khương Phàm. Nhưng, mệt mỏi ý thức đã nhói nhói khó nhịn, giờ phút này giống như điên cuồng, huyết khí nhấc lên, thân thể không thể kiên trì được nữa. Sau một tiếng gào thét, cơ thể be bét máu thịt đã ầm vang ngã xuống đất. Ma thương mất đi ý thức. Nhanh chóng an tĩnh. Hình phù đồ, ta là khắc tinh mà kiếp trước ngươi không thể trêu vào, kiếp này không đụng tới được, nhận lấy cái chết. Khương Phàm bắt lấy ma thương, nhanh chóng tiêu xạ, lao thẳng đến hình phù đồ ở trong sơn cốc. Ầm ầm, không gian trong sơn cốc đột nhiên vỡ nát, một thân thể rách dưới bao quanh xiềng xích, từ bên trong vọt ra. Là hoàng trưởng lão. Hắn chỉ còn một nửa thân thể, nội tạng đều rũ xuống, cánh tay nát bét. Khuôn mặt không thịt, bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân hắn quấn quanh lấy xiềng xích không gian, giam cấm thân thể có khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào của mình, cơ hồ là nhào đi ra, đập ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp quay cuồng 5-3 lần, nội tạng đều suýt chút nữa đổ ra tới. Hắn cố nhịn đau khổ, càng không kịp nhìn Khương Phàm đã giết tới gần một chút, kích phát không gian, nuốt hết hình phù đồ. Đáng chết! Khương Phàm dừng ở giữa không trung. Ảo não tức giận, còn kém một chút. Hoàng trưởng lão cứu hình phù đồ đi, lao thẳng tới chỗ bọn người Tạ Ninh đang đuổi theo. Hư không cuồn cuộn, che mất bọn hắn. Thái tuế. Trong hư không, bọn hắn nhìn thấy hình phù đồ còn sống, đều thở phào, nhưng bộ dáng hoàng trưởng lão thì thảm hại đến mức không nỡ nhìn để bọn hắn đều rét run. Cái tên Khương Phàm đáng chết kia, vô địch sao? Hoàng trưởng lão suy yếu sắp chết, đã dùng hết toàn bộ năng lượng. Vượt qua vũ trụ, rời khỏi nơi này. Thời điểm khi Khương Phàm một lần nữa trở lại hố sâu, mọi người phân tán trong núi cao rừng rậm đều trầm mặc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần e ngại. Hình phù đồ đâu, đã chết rồi sao, hay là trốn? Thái tuế danh chấn hoàng đạo lại bị Khương Phàm giết như chó. Mà còn là hai lần. Tất cả trào phúng, tất cả khinh miệt đều tan thành mây khói tại đây.
Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một nam tử sinh trưởng dã man vậy mà có thể mạnh đến tình trạng miệt thị ngàn vạn thiên kiêu. Suy nghĩ lại một chút về những cường giả Khương Phàm săn giết kia, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là tại Thượng Thương Cổ Thành, khắp nơi trên đất là cơ duyên bảo địa, hay là khu vực săn bắn của Khương Phàm. Trong tay Khương Phàm đang mang theo cái gì, ma thương của hình phù đồ sao? Đó là chiến khu của hình phù đồ, chiến khu đời đầu tiên, vậy mà lại rơi xuống trong tay Khương Phàm. Đây là khuất nhục, đủ để cho hình phù đồ hổ thẹn, để thái cổ thần miếu hổ thẹn. Hình phù đồ lục thế anh minh, bị hủy vào ngày hôm nay. Hình phù đồ cao ngạo, bây giờ đã cao ngạo không nổi nữa. Kiếp này hắn không thể giết Khương Phàm, nhất định sẽ để lại tâm ma, đời thứ 8 đừng nghĩ đến việc trùng kích thánh hoàng cảnh. Tâm tình của U Dương Thiên Nhiên và các cường giả hoàng đạo trở nên phức tạp, cũng không có ai còn dám trêu chọc Khương Phàm. Chí ít là ở trong Thượng Thương Cổ Thành này chính là không thể. Là hắn, khẳng định là hắn. Hoàng tử của Xích Thiên Thần Triều nhìn lên thân ảnh oai hùng trên bầu trời kia, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Là ai? Công chúa bọn người kỳ quái nhìn hoàng tử. Hắn đã trở về, nàng thì sao? Đều trở về à? Đại ca, huynh đang nói cái gì vậy? Ngàn năm trước, Xích Thiên Thần Triều có một nam tử một nữ tử đi ra. Bọn họ khai sáng thần triều mới, rèn đúc một đoạn truyền kỳ, bọn họ trở thành thần linh chói mắt nhất thời đại kia. Nam tử tôn vị phần thiên thần hoàng, nữ tử, tôn vị thiên hậu. Thương huyền cộng tôn, thiên hạ kính sợ. Hoàng tử ngước nhìn bóng lưng trên bầu trời, thì thào khẽ nói, vẻ mặt phức tạp. Ngàn năm trước, muội không nhớ rõ có đoạn lịch sử này. Công chúa và đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thất bại, thua ở đăng thiên kiều, thua ở dưới thiên kiếp. Thương huyền, xóa đi đoạn lịch sử kia. Đăng thiên kiều. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin được mà nhìn hoàng tử. Bọn hắn chết tại thời đại kia, chết tại trong tay Thương Huyền vì đó đã chém giết mấy chục năm. Hoàng tử lắc đầu khẽ nói, vẻ mặt càng hiện ra vẻ phức tạp. Người khác không biết bí mật này, nhưng là người thừa kế tương lai của Xích Thiên Thần Triều, hắn lại rất rõ ràng, mà còn biết đến rất kỹ càng. Tại thời điểm thần tôn từng chỉ đạo cho hắn cũng đã nói, người đó sẽ trở lại. Khương Phàm thu ma thương vào thanh đồng tiểu tháp, thuận tiện nói một chút tình huống cùng hướng vãn tình. Hắn nuốt không trôi một hơi này, sẽ còn trở lại. Hướng vãn tình bất đắc dĩ nói. Người đưa ta ra lại bên ngoài, có thể sẽ giúp một tay. Vạn đạo thần giáo đang theo dõi cô, chính cô ở lại bên ngoài, ta không yên lòng. Hướng vãn tình nhìn ma thương cắm ở đỉnh núi, trong lòng thoáng buông lỏng, trên mặt kiều diễm cũng rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười. Ngươi lại cứu ta, lại quan tâm ta, muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Ta không phải là nên cứu cô sao? Trên đời này nào có chuyện gì vốn nên hay không nên, nói đi, muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Ở lại bên cạnh ta là được. Không sợ ta đưa tới tai họa cho ngươi. Ta chính là một người chẳng có điểm lạnh. Ta có rất nhiều phiền phức, không quan tâm lại nhiều hơn một cái nữa. Cái phiền toái này của ta, cũng không phải là phiền phức bình thường. Vạn đạo thần giáo thật sự sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ta đã cùng vạn đạo thần giáo không chết không thôi. Khương Phàm nói xong, còn cố ý mời hướng vãn tình từ bên trong thanh đồng tiểu tháp đi ra, công nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Hướng vãn tình, lưu trưởng lão của vạn đạo thần giáo ngưng tụ con ngươi, thật ngông cuồng, biết rõ vạn đạo thần giáo bọn hắn đang ở chỗ này, còn sánh vai ân ái. Thật sự là hướng trưởng lão. Lần này bọn người Điêu Lãnh Nguyệt đã thật sự thấy rõ ràng. Dáng người cao gầy 1m8, có lồi có lõm, yêu kiều thướt tha, váy dài lộng lẫy nhu thuận hoàn mỹ phác họa ra đường cong kinh động tâm phách kia, tóc dài đến eo như thác nước giống như phân tán ở sau lưng, xuống chút nữa chính là chỗ tròn trịa chết người. Từ bên cạnh nhìn sang, mũi ngọc tinh xảo vừa vặn ngay thẳng, đôi môi đỏ thắm, đều nổi bật lên dung nhan mỹ lệ. Chân phẩm nhân gian quốc sắc thiên hương như vậy, khí chất mị hoặc câu hồn đoạt phách như vậy, đúng là hướng vãn tình quen thuộc trong trí nhớ bọn họ, thậm chí là khắc cốt ghi tâm. Nữ tử tuyệt diễm như thế này, chỉ sợ mặc cho ai nhìn qua một chút, cũng đều sẽ cả đời khó quên. Nàng quá hoàn mỹ, quá mê người, đến mức thần giáo thà rằng đắc tội thánh vương, đều muốn tế dâng nàng đi ra. Giả chết, bỏ trốn, còn công nhiên lộ diện, nàng muốn đưa tôn nghiêm thần giáo đến nơi nào? Lưu trưởng lão nổi giận.
toàn thân cuồn cuộn khí lãng, con đường màu vàng trải trúc, thẳng tới khung trời. Bọn hắn tới. Hai tay Hướng Vãn Tình trong tay áo có chút nắm chặt, kỳ thật nàng còn chưa chuẩn bị cẩn thận đối mặt với vạn đạo thần giáo. Khương Phàm, chúng ta bàn bạc. Lưu trưởng lão muốn cùng Khương Phàm rằng co, muốn cùng Khương Phàm nói chuyện, càng phải mang Hướng Vãn Tình về thần giáo, nhưng, hắn nơi này nén giận lên trời, ác lang Khương Qua ở nơi xa lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn cũng đang ra tay cùng lúc. Ầm ầm, uy thế của thiên cương lôi hỏa đặc hữu bá liệt, vừa mới phóng thích liền dẫn phát tiếng nổ vang chấn thiên động địa, mà tốc độ còn cao hơn liệt diễm bình thường, lôi uy bên trong giao phó cho hắn ưu thế cuồng kích bầu trời. Chờ một chút, ta muốn cùng Khương Phàm nói chuyện. Lưu trưởng lão lập tức đưa tay quát tháo, nhưng Khương Qua đâu để ý người bàn bạc hay không, hắn nhấc lên liệt diễm ngập trời, hóa thành vô số bá đao, tràn ngập đất trời đánh tới. Ta nói chờ một chút, nghe không hiểu tiếng người. Lưu trưởng lão lập tức nhấc lên kim loại như thủy triều, ngưng tụ kim sơn nguy nga, kim loại ngập trời vần quanh. Ầm ầm, ngàn vạn bá đao cuồng kích kim sơn, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng đất trời. Khương Qua ngang nhiên giết tới, đánh tới một quyền, ngạnh kháng kim sơn, liệt diễm cuồn cuộn, đồng thời ngưng tụ ra vô số hỏa ngư. Hỏa ngư trườn đi, sinh động như thật, mắt trái là lôi quang, mắt phải là cương khí, trong chớp mắt, bọn chúng như vượt qua vũ trụ, vòng qua lôi sơn, tăng vọt uy thế, cuồng oanh loạn tạc đến Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão bị ép phản kích, liên tục tháo chạy. Khương Qua đánh nát kim sơn, mang theo bá uy cái thế, hung hãn lao thẳng đến Lưu trưởng lão. Ta là muốn nói chuyện, Khương Phàm, quản chó của ngươi, chết tiệt, ngươi chờ một chút, ta không phải đến đánh nhau. Ngọa tào, đại gia ngươi, ngươi điếc sao, chờ một chút, dừng lại, ngươi thấy ta già nên khi dễ sao, a a a. Cuồng chiến dẫn bạo trời cao, tiếng kim loại va chạm mãnh liệt, sau đó nhanh chóng đi xa, chỉ để lại những tiếng la lên phiêu đãng càng ngày càng yếu. Mau trốn, Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng không ngờ tới một màn này. Tận thấy Lưu trưởng lão bị đánh bay, bọn hắn tranh thủ thời gian trống vào trong núi rừng, rời khỏi thật xa. Hướng Vãn Tình ngắm nhìn liệt diễm kim quang đang dần dần đi xa. Hắn chỉ muốn nói chuyện. Khương Phàm nhìn qua hư ảnh Phật Đà, thản nhiên nói. Có chuyện gì đáng nói, chỉ là chút uy hiếp mà thôi, sớm đã chán nghe rồi. Hướng Vãn Tình nhìn khuôn mặt lãnh tuấn dưới Phật quang phản chiếu. Người biết người vừa mới nói câu nói này. Có bao nhiêu mê người không? Thật có chút đã trêu chọc đến ta. Từ hôm nay trở đi, nàng cứ đường đường chính chính mà sống, không cần trốn tránh ai, không cần e ngại ai, vạn đạo thần giáo muốn bắt người, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Khương Phàm quay đầu nhìn Hướng Vãn Tình, trấn an nói. Nàng, không phải có một mình, nàng còn có ta, còn có rất nhiều người. So với vạn đạo thần giáo, chúng ta còn rất yếu, nhưng chúng ta không sợ. Hướng Vãn Tình nhìn khuôn mặt anh Tuấn gần ngay trước mắt, nghe cái tuyên ngôn kia, bộ phận mềm mại nhất trong lòng giống như bị xúc động. Rất ấm, hơi đau. Nàng vậy mà lại ngây dại. Nàng không phải tội nhân chạy nạn, nàng chính là nàng là Hướng Vãn Tình, hãy cứ sống thật tốt, sống thật tự tại. Khương Phàm nháy mắt mấy cái với Hướng Vãn Tình, nhìn Phật Đà phía trong bụi mù, cảm nhận được khí thế trang nghiêm kia. Hướng Vãn Tình lắc lư ánh mắt, mông lung. Nàng khẽ nhếch môi, bỗng nhiên tiến đến trên mặt Khương Phàm, nhẹ nhàng hôn một cái, nói nhỏ một lời. Cảm ơn. Trong dãy núi, đám người đang nhìn quanh rung động lắc đầu, quá thoải mái, ngang nhiên ân ái. Lúc này, không gian nhấc lên, hoa sen vàng đầy trời bay xuống, đẹp đẽ sáng long lanh, giống như mỹ ngọc, lại nở rộ ý lạnh, cứng như sắt thép. Một loại thánh uy minh mông theo đó giáng lâm, tràn ngập đất trời, cuồn cuộn không dứt. Hắn đến rồi, thật nhanh. Bất luận là đám người đã chạy tới nơi này, hay là các cường giả đang phóng tới nơi xa, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn biết là ai tới. Hứa Đức Diệu chân đạp đài sen màu vàng, tràn ngập thánh uy minh mông, đi tới phía trước bụi mù ngập trời, ngước nhìn Phật ảnh trang nghiêm trước mặt kia. Đó là thất phẩm Bảo Liên, linh văn chính thống nhất, tôn quý nhất chí tôn Kim Thành, nhưng mỗi đời giống như chỉ có thể thức tỉnh một người. Tựa như là nguyền rủa. Hướng Vãn Tình tọa trấn vương quốc hắc ám mấy chục năm, còn chưa từng thấy truyền thừa Hứa gia chân chính. Thất phẩm Bảo Liên, sinh dục Bảo Liên. Khương Phàm nhếch miệng,
tiếp tục chú ý hình ảnh Phật Đà kia. Cũng có thể nói là như vậy. Hướng Vãn Tình cười nói lắc đầu. Thất phẩm bảo liên linh văn đặc biệt càng cường đại, mỗi khi xuất hiện hẳn là thiên phẩm, mà tương đối dễ dàng thăng hoa, là vốn liếng tuyệt đối để chí tôn Kim Thành Hùng cứ Tân Hải vạn năm. Người thức tỉnh linh văn như thế này sẽ ký kết thần bí linh chủng trong cơ thể, cảnh giới càng cao, ký kết càng nhiều, mỗi linh chủng thai nghén một bí thuật đại đạo. Tuy nhiên, thất phẩm bảo liên linh văn có một tác dụng vô cùng kỳ diệu. Mỗi khi ký kết mới linh chủng, thân thể của chủ nhân sẽ xuất hiện thay đổi phức tạp. Lúc này cùng nữ tử, kết hợp, nữ tử sẽ có tỷ lệ nhất định kích hoạt linh văn tổ nguyên, sinh ra gia hậu đại cường hãn. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Thiên Kỳ là Bạch Viên Linh Văn, sinh ra gia chiến đấu thánh viên. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Đan là Thủy Tinh Linh Văn, đã sinh ra kính tượng thánh văn. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Như Lai là Phật Ấn Linh Văn, đã sinh ra gia thiện ác song tử Phật. Cho nên mỗi khi có linh chủng ký kết, thất phẩm bảo liên liền sẽ điên cuồng cùng, nữ tử kết hợp, thâu đêm suốt sáng, lại còn là cùng các loại nữ tử kết hợp. Từ xưa đến nay, mỗi vị thành chủ chí tôn Kim Thành đều sẽ có mấy chục đến trên trăm nữ tử. Thành chủ Hứa Đức Diệu đương đại càng ghê gớm, trước mắt đã hơn 300 người. Tuy nhiên hắn cũng xác thực ưu tú, trưởng tử chính là thất phẩm bảo liên, phía sau càng xuất hiện Hứa Thiên Kỳ và các loại linh văn cường đại. Giờ khắc này, Hứa Đức Diệu giáng lâm để dãy núi rừng rậm đều lâm vào yên lặng. Mọi người tiếc nuối lắc đầu, xem ra tòa mộ Phật Đà này phải thuộc về chí tôn Kim Thành rồi. Ông trời thật chiếu cố. Hứa Đức Diệu kích động, toàn thân nổi lên từng cơn sóng nhiệt. Hứa Như Lai vừa vặn đã thức tỉnh Phật Đà Linh Văn, nếu như bên trong thật có bảo vật Phật Đạo Thủy Tổ, rất có thể sẽ kích phát ra tiềm lực càng mạnh cho Hứa Như Lai, thậm chí có thể coi đây là thời cơ, cùng Phật Đạo Thiên Hạ sinh ra liên hệ. Chí Tôn Kim Thành thật sự sắp quật khởi sao? Ta đã sắp sáng tạo lịch sử, vĩnh viễn ghi lại sử sách Kim Thành. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Phật đạo lục tự chân ngôn vang vọng đất trời, to lớn, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo. Chấn động linh hồn của tất cả mọi người, áp chế bầu không khí sao động trong dãy núi. Theo bụi mù, mê quang tiếp tục nở rộ, trong vòng xoáy ở không trung lại xuất hiện càng nhiều Phật ảnh, quay xung quanh Phật Đà. Lít nha lít nhít, như ẩn như hiện. Phảng phất vạn Phật triều bái Phật Đà, vịnh tụng ngâm khẽ, thiện sướng vang vọng đất trời thật lớn. Mặc kệ bên trong rốt cuộc là loại nào thánh vật của Phật đạo, ta đều muốn có. Hứa Đức Diệu thật sâu hít một hơi, cuồng nhiệt càng kiên định hơn. Mặc dù bảo vật rất có thể khiến cho các phương tranh đoạt, để chí tôn Kim Thành đặt vào vòng xoáy phong bạo, nhưng nếu gặp cơ duyên như vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ. Có cơ hội liền phải liều, có hy vọng liền phải tranh thủ. Phật Đà Thủy Tổ, ta đến mang ngài đi nhìn thấy ánh mặt trời đây. Những vinh quang đã từng của ngài sẽ tái hiện huy hoàng tại thời đại này. Hứa Đức Diệu kích động hô to, toàn thân nở rộ ánh sáng vạn trượng, giống như mặt trời rơi xuống, để tất cả mọi người trong dãy núi đều mở mắt không ra, uy thế cuồn cuộn càng là kinh nhiếp thần hồn bọn hắn. Hoa sen vàng nở rộ giữa bầu trời, oanh minh mãnh liệt, nhấc lên kim quang, giống như biển động va chạm hố to. Ầm ầm, hố to mãnh liệt vang vọng, trong nháy mắt đã khuếch tán, mảng lớn núi cao trầm luân. Vô số vết nứt lan tràn, bụi mù cường quang càng mạnh đều ngập trời hơn. Hứa Đức Diệu tự tin tiện tay đánh một kích, liền có thể phá vỡ mộ táng ở dưới. Cho dù là Phật Đạo Thủy Tổ, sau khi mai táng trong thời gian vô tận, cũng chống cự không nổi thánh uy của hắn. Nhưng, Phật quang tăng vọt, rọi khắp nơi giữa đất trời, Phật âm ù ù, chấn động càn khôn. Mấy vạn người sợ hãi quỳ xuống đất, cảm nhận được uy áp không cách nào nói rõ. Ngay cả Khương Phàm đều nắm lấy Hướng Vãn Tình nhanh chóng rút lui hơn 10 dặm, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hình ảnh Phật Đà trong nháy mắt đã rõ ràng, to như thiên nhạc núi trời, uy thế như biển. Hình ảnh, thiên uy như biển, trong chốc lát đã xua tán đi thế công của Hứa Đức Diệu. Hứa Đức Diệu hơi biến đổi sắc mặt, năng lượng phía dưới làm sao lại còn mạnh hơn so với vực sâu. Nhưng càng như vậy, hắn càng sao động. Phía dưới, nhất định là Phật Đà Thủy Tổ. Phật Đà, đắc tội. Hứa Đức Diệu huyết tế bảo liên, thi triển bí thuật đại đạo mà hắn lắng đọng đầu tiên. Nhân giới sát quyền. Hứa Đức Diệu vung một cánh tay lên, một kích mãnh liệt, thất phẩm bảo liên gào thét xoay tròn, giơ lên cường quang ngập trời.
Trong chốc lát, cường quang lao nhanh, giống như ngàn quân hoành không, lại như vạn dân gầm thét. Một cái nắm đấm vàng kinh khủng mang theo sát niệm dân chúng, cuồn cuộn giữa trời cao, đánh về phía hố to. Hố to ầm ầm oanh minh, Phật quang tăng vọt thêm mấy lần. Phật đã ảnh hưởng một tay, ngưng tụ một Phật luân, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng thật sự giống như Phật Đà Kim Luân chân chính hiện thế, Phật uy kinh khủng bao quanh, tỏa ra khí tức hồng hoang, nghênh kích nhân giới sát quyền. Oanh minh kịch liệt lập tức nổ tung, hơn phân nửa thượng thương cổ thành đều đang lay động, vô số ánh mắt kinh dị. Ngay cả cường tộc các phương đang lo lắng chờ đợi bên ngoài thượng thương cổ thành đều rõ ràng đã nhận ra ba động thần bí ở bên trong. Hứa Đức Diệu rung động, làm sao năng lượng nơi này lại càng mạnh hơn so với vực sâu được. Nhưng, Hứa Đức Diệu lại lần nữa khống chế thất phẩm bảo liên, cường quang trùng kích tầng mây, nhấc lên vòng xoáy mãnh liệt, cách xa đài sen tương đối. Bí thuật đại đạo thứ hai, kiếm tịch khai thiên. Vòng xoáy trên tầng mây thôn nạp tinh hoa đất trời, thất phẩm bảo liên phóng thích kim quang vô thượng. Một thanh cự kiếm thành hình trong cường quang vô tận, treo cao giữa khung trời, ánh sáng vô biên, như bội kiếm thương thiên, muốn thẩm phán chúng sinh, chém chết yêu ma. Ầm ầm, huyền thiên, chảm Phật Đà. Hứa Đức Diệu hét lớn như sấm, khống chế cự kiếm treo trên bầu trời mãnh liệt bạo kích, mũi kiếm to như cự phong đâm rách không gian, lao thẳng đến Phật Đà. Phật Đà nở rộ Phật quang vô tận, Phật ngữ ù ù, vạn Phật tụng vịnh, càng phát ra thanh âm to lớn hơn. Một tiếng vang thật lớn, trong hố sâu đánh ra Phật trưởng đầy trời. Đại tự tại, vạn Phật trưởng. Ầm ầm, bạo động mãnh liệt, dẫn bạo trời cao, Phật trưởng vạn đạo ngưng tụ không tan, liên miên bất tuyệt, chấn vỡ nát thanh kiếm treo trên bầu trời, sau đó đánh về phía Hứa Đức Diệu. Hứa Đức Diệu lộ kinh sợ, vội vàng khép kín bảo liên tiến hành bảo vệ. Ầm ầm, vạn Phật bạo kích, Phật uy cuồn cuộn, Phật quang vô tận bao phủ đài sen. Thất phẩm bảo liên như là một con thuyền giữa biển lớn, chập trùng kịch liệt, tiếp tục tháo chạy, kéo thẳng tới bên ngoài trăm dặm. Núi rừng ở phía dưới đều bị liên lụy, núi cao sụp đổ, cánh rừng đột ngột nhảy lên, cuồng phong bụi mù tàn phá bừa bãi không dứt. Số lượng lớn cường giả bị vô tình tung bay. Ngoài trăm dặm, đài sen nở rộ, Hứa Đức Diệu xuất hiện từ bên trong, sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn, khó có thể tin mà nhìn qua Phật Đà phương xa. Đó thật sự là Phật Đà Thủy Tổ sao? Tại sao có thể có chiến ý cường đại như vậy? Không phải Phật Đà Thủy Tổ phổ độ chúng sinh sao? Phủ bụi trong thời gian vô tận lại còn giữ chấp niệm chiến tranh. Hứa Đức Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt hiện ra chiến ý. Đầu tiên là vực sâu, sau đó lại là Phật Đà, liên tiếp phát hiện hai bảo tàng, vậy mà một cái đều không phá nổi. Hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã. Nếu như tin tức truyền ra, hắn chắc chắn bị thiên hạ cười nhạo, cũng sẽ để chí tôn Kim Thành hổ thẹn. Hứa Đức Diệu hét lớn một tiếng, khống chế thất phẩm bảo liên lao thẳng đến Phật Đà. Trong núi rừng hỗn loạn, mọi người nhao nhao nhìn ra xa bầu trời. Đánh như thế nào lại đi lên? Thành chủ chí tôn Kim Thành vậy mà lại cùng chí tôn nhân tộc năm tháng vô tận trước đây đánh nhau. Người sống, đại chiến với người chết. Mọi người rung động, càng cảm nhận được một cảm giác giá lạnh. Vậy thì thật sự là Phật Đà Thủy Tổ sao? Tại sao lại có thể có chiến ý mãnh liệt như vậy, còn có thực lực mạnh như vậy? Rốt cuộc là ai được mai táng ở phía dưới? Mọi người từ vực sâu nơi đó chạy tới cũng kinh ngạc, mặc dù Hứa Đức Diệu huyên náo oanh động vực sâu nơi đó, nhưng đều là Hứa Đức Diệu tấn công mạnh, phía dưới thì chống cự, vậy mà nơi này lại nổi lên, chiến tranh. Truyền tin tức đi. Cường giả hoàng đạo các phương lập tức an bài, lần này khả năng thật sự đã bừng tỉnh tuyệt thế bảo tàng. Giống như Tổ Kỳ Lân, Thái Võ Nhân Hoàng kia, một đám niết bàn cảnh liền có thể công phá, vậy mà tòa mộ Phật Đà này lại đang cùng Thánh Linh đánh nhau. Phía dưới khẳng định đang chôn giấu bí mật lớn. Coi như không phải Phật Đà Thủy Tổ, cũng là bảo vật, hơn nữa còn có khả năng có những vật khác. Là lạ. Khương Phàm rơi xuống trong núi sâu, nhíu mày cảm nhận được địa tầng bạo động. Hắn muốn nói chuyện vị trí mộ Phật Đà, cảm nhận chút năng lượng còn sót lại, thế nhưng theo ý thức xâm nhập dò xét, dần dần cảm giác được một loại cảm giác không cách nào nói rõ. Tà ác. Trong không gian ý thức mênh mông, ngoại trừ đại địa mẫu khí rộng rãi, địa mạch tài nguyên khoáng sản lấp lóe, Phật quang mãnh liệt nơi xa, còn có bóng ma ở chỗ càng sâu. Sư phụ, ngài nói xem có một loại khả năng hay không?
Nơi đó chính là Xá Lợi Tử mà Phật Đà Thủy Tổ để lại. Nhưng không phải ngủ say, mà là đang trấn áp cái gì. Khương Phàm tra xét rõ ràng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì mỗi lần Phật Quang phóng thích mãnh liệt, năng lượng cuồn cuộn, bóng ma sâu trong địa tầng đều sẽ xuất hiện sao động dị dạng. Nếu như cần Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, cái kia nhất định là yêu ma chí tà chí ác. Đan Hoàng xuyên qua Khương Phàm, ngắm nhìn Phật Đà cường thế, cái này cùng hình tượng từ bi phổ độ chúng sinh mà hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Yêu ma gì mà lại không thể trực tiếp giết, mà là cần trấn áp. Đó là bí mật trăm vạn năm trước, không liên quan tới chúng ta. Nhưng vấn đề là vật kia có còn uy hiếp hay không? Hứa Đức Diệu càng đánh càng hăng, tiếp tục dùng bí thuật đại đạo tấn công mạnh, vô số cường giả kinh hãi hốt hoảng chạy trốn, sợ bị tác động đến. Tất cả cường giả hoàng tộc hoàng đạo thì gian nan ở lại phía trước, tận mắt chứng kiến lấy trận đại chiến giữa người và Phật hiếm thấy. Càng là mãnh liệt, càng có thể xác định phía dưới chính là mai táng Phật Đà Thủy Tổ. Nhưng, người Phật đại chiến cũng không có tiếp tục quá lâu như mong muốn, sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Phật Đà phản kích đột nhiên chợt hạ xuống. Giống như là năng lượng còn sót lại tại sau khi bộc phát ngắn ngủi thì đã tiêu hao hầu như không còn. Ầm ầm. Thôi Thiên Trưởng. Mái tóc dài của Hứa Đức Diệu bay loạn, giống như thiên nhân, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Kim quang vô biên, thao thao bất tuyệt, ngưng tụ thành bàn tay màu vàng óng, lớn như trời núi, đường vân rõ ràng. Thất phẩm bảo liên gào thét xoay tròn, dâng lên cánh hoa đầy trời, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rót vào bàn tay màu vàng óng. Mỗi một cánh hoa trùng kích, đều giống như rót vào một nguồn năng lượng, ngàn vạn cánh hoa tiếp tục bạo kích, bàn tay màu vàng óng lắc lư kịch liệt, tràn ngập ra lực lượng cường đại. Cuồng lực cuồn cuộn, bỗng nhiên đánh ra phía trước. Thôi Thiên Trưởng, lực chi bí, bên trong bí thuật đại đạo, bộc phát ra uy thế có thể vật lộn với thiên long, phá hủy khung trời. Phật Đà nhấc lên Phật Trưởng ngăn cản, nhưng năng lượng còn sót lại cũng không còn thừa bao nhiêu, Phật Quang nhìn như cường thịnh vừa mới ngăn cản liền ầm vang sụp đổ. Thôi Thiên Trưởng vô địch, tùy tiện băng diệt hình ảnh Phật Đà. Hứa Đức Diệu khống chế đài sen, nhấc lên cánh hoa đầy trời, gào thét lên đánh về phía hố sâu. Hố sâu oanh minh, răng rắc giòn vang, giống như là cấm chế thần bí bị vỡ nát. Ai dám tiến về phía trước một bước, giết không tha. Hứa Đức Diệu gầm thét với dãy núi, để lại thất phẩm bảo liên uy hiếp nhảy lùi lại bên dưới hố to, kích động giết đến. Ai? Hàng ngàn hàng vạn tiếng thở dài quanh quẩn trong núi rừng, mọi người vừa tiếc nuối vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Đức Diệu. Nhưng, tiếng thở dài còn chưa có rơi xuống, sâu dưới lòng đất đột nhiên truyền đến tiếng trầm đục quái dị. Tựa như là tách ra từ nơi cực sâu dưới địa tầng, thanh âm một ngạt đến cực điểm, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ngay sau đó, tiếng trầm đục liên tục truyền đến, khắp nơi trên dãy núi đều tùy theo đó mà chấn động. Bầu không khí nhanh chóng an tĩnh, trong không khí phiêu đãng khí tức để cho người ta bất an. Bất luận là thiên tài cao ngạo, hay là tán tu các nơi, bất luận là thanh niên tuấn kiệt, hay là lão giả biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, đều cảm nhận được khẩn trương không cách nào nói rõ. Khương Phàm xếp bằng ở sâu trong núi, ý thức liên hệ cùng đại địa mẫu khí. Cảm nhận được rung chuyển trong địa tầng. Đây không phải là do Hứa Đức Diệu đang tấn công mạnh phong ấn, mà là vùng bóng ma kia đang tấn công mạnh phong ấn. Thứ ở phía dưới còn sống. Khương Phàm âm thầm hít một hơi, nhanh chóng đứng dậy, mang theo Hướng Vãn Tình rút lui về nơi xa, tránh nơi này thật xa. Cùng lúc đó, Hứa Đức Diệu giết sâu trong hố cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải một ngôi miếu cổ, mà là một mảnh miếu cổ. Bọn chúng mai táng trong thời gian vô tận, nhưng vẫn tràn ngập Phật quang thần thánh, liên tiếp tạo thành quang hải mênh mông, bao phủ địa tầng thâm thúy. Mỗi một ngôi miếu thờ đều mang phong cách cổ xưa thê lương, khắc đầy Phật ấn cổ lão, bên trong mỗi một ngôi miếu thờ đều có một cổ Phật ngồi đó, chỉ còn lại mỗi cái đầu, dáng vẻ lại trang nghiêm. Trong ngôi miếu thờ ở trung tâm kia, lơ lửng một viên xá lợi, nở rộ Phật uy cổ lão mà mênh mông. Ầm ầm. Miếu thờ xen lẫn dưới màn ánh sáng, không ngừng truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, mỗi một âm thanh đều kích thích cổ Phật trong miếu thờ thiện sướng, mỗi một âm thanh đều kích ra Phật uy của miếu thờ. Hứa Đức Diệu bỗng nhiên đã hiểu, Phật Đà không phải hao hết năng lượng, mà là rút năng lượng về trấn áp xuống mặt Phật gì đó. Nơi này không phải mộ táng Phật Đà Thủy Tổ.
nơi này là nơi phong ấn. Phía dưới trấn áp một loại yêu ma đáng sợ nào đó. Oanh, oanh. Các trận va chạm mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt, ba ngôi miếu thờ đồng thời sụp đổ. Một mảnh hắc vụ phun ra ngoài, ăn mòn miếu thờ xung quanh, dung chuyển phong ấn. Thiện sướng bắt đầu gấp rút, quanh quẩn địa tầng, chấn nhiếp thần hồn. Tất cả cổ Phật trong miếu thờ vậy mà đều bắt đầu thiêu đốt chính mình, Phật quang ngập trời, thiện sướng to lớn. Phật quang vô tận thao thao bất tuyệt, giống như là đại dương kịch liệt cuồn cuộn, bên trong có ngàn vạn Phật ảnh chiếm cứ, có vô tận Phật tử cầu nguyện. Một màn rung động để Hứa Đức Diệu cảm nhận được bất an mãnh liệt. Xá lợi Phật đà dâng lên, chấn áp đến nơi miếu thờ sụp đổ, muốn chữa trị phong ấn. Giống. Một bàn tay to lớn màu đen ló ra, chộp tới xá lợi, hình dạng giống như là bàn tay người, nhưng quá lớn, ngón tay liền dài đến mười mấy mét, đen bóng mà xâm nghiêm. Phốc phốc. Một bàn tay to lớn bắt lấy xá lợi, lại kêu thảm buông ra, Phật quang thần thánh đối với yêu ma mà nói chính là tổn thương chí mạng. Nhưng đại yêu phía dưới hiển nhiên không cam lòng, rốt cuộc cũng muốn thoát khốn, kiềm chế lửa giận bắt đầu điên cuồng phát tiết. Hứa Đức Diệu chau mày, phía dưới này rốt cuộc đang trấn áp cái gì, xem ra còn giống như có ý thức. Ầm ầm, ầm ầm. Trận va chạm mãnh liệt càng ngày càng mạnh hơn, Phật quang vẫn sôi trào kịch liệt. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng. Thiện sướng gấp rút to lớn, đinh tai nhức óc. Kịch liệt đối kháng, rung động lòng người. Hứa Đức Diệu bỗng nhiên ra tay, hiệp trợ Phật đà trấn áp yêu ma. Không phải hắn nhận cảm động, mà là thứ phía dưới quá mạnh, hắn chỉ sợ ép không được, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng Phật đà hung hăng tiêu hao. Được vị thánh linh, tươi sống, Hứa Đức Diệu này trợ giúp, phòng ấn nhanh chóng vững chắc. Yêu ma đang giãy giụa ở phía dưới cũng bắt đầu yếu bớt, nhưng, không đợi Hứa Đức Diệu thở phào, phía dưới đột nhiên bộc phát ra va chạm mãnh liệt đến cực hạn, trùng kích phòng ấn rộng lớn. Hứa Đức Diệu bỗng nhiên biến sắc, phía dưới không chỉ có một. Chết tiệt, đây là nơi gì vậy chứ? Là lao ngục của yêu ma sao? Răng rác, ầm ầm. Cổ Phật vỡ vụn, đốt thành cho bụi, miếu thờ vỡ nát, liên miên đổ sụp. Ngàn vạn tiếng thiện sướng đột nhiên cao vút, lại tràn ngập bi ai cùng đau thương vô tận. Theo miếu thờ sụp đổ trong phạm vi lớn, Phật quang nhanh chóng ảm đạm, tình cảnh phía dưới để Hứa Đức Diệu càng thêm rung động. Bởi vì dưới phong ấn, còn có phong ấn. Một mảnh thái cực bát quái đồ trận mênh mông như biển, tám cái thần binh quái vị lơ lửng ở tám vị trí, nở rộ hào quang lóa mắt. Nhưng, tám cái thần binh đã mục nát không chịu nổi, bát quái đồ trận bị yêu ma và thời gian vô tận ăn mòn, cũng đã bị tàn phá quá nhiều. Giờ khắc này, từng đoàn huyết khí, từng mảnh ma vật, chính chiếm cứ tại chỗ tổn hại của bát quái đồ trận, giống như là yêu ma bị thời gian vô tận phủ bụi. Đang hoàn toàn thức tỉnh ngay tại lúc này. Chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì vậy chứ? Hứa Đức Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, quả quyết bay lên không, chộp tới xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ. Phong ấn đã muốn nát, nếu như ra tay trễ, xá lợi Phật Đà chắc sẽ phải bị lửa giận của yêu ma hủy đi, hoặc là chiếm thành của mình. Nếu đã như thế, còn không bằng chính hắn lấy đi. Toàn thân Hứa Đức Diệu vần quanh thủy triều màu vàng, ngạnh kháng Phật khí của xá lợi. Ầm ầm, xá lợi Phật Đà đang chìm nổi bên trong Phật quang hỗn loạn, hư ảnh Phật Đà càng ngày càng mơ hồ, căn bản gánh không được Hứa Đức Diệu tập kích. Phật Đà Thủy Tổ, đắc tội. Hứa Đức Diệu một phát bắt được xá lợi, kim quang toàn thân chồng chất cuồn cuộn về phía trước, ngưng tụ ra liên miên cánh hoa, tầng tầng bao viên. Một mảnh, hai mảnh, mười mảnh, hai mươi mảnh, một trăm mảnh, một ngàn mảnh. A, à, Hứa Đức Diệu điên cuồng phóng thích linh lực. Gần như thiêu đốt huyết khí, tại phóng thích 10 vạn 8 ngàn cánh hoa trong thời gian rất ngắn, tầng tầng lớp lớp, tiếp tục áp chế, triệt để cầm giữ xá lợi mệt mỏi, phong ấn Phật khí. Xá lợi Phật Đà bị nhốt, bình chướng trấn áp yêu ma cuối cùng cũng triệt để sụp đổ. Sau khi Phật quang thần thánh nở rộ mãnh liệt, thì sau đó toàn bộ đều nhanh chóng ảm đạm, ngàn vạn di hài cổ Phật đều bị đốt sạch, miếu thờ khắc đầy Phật ấn sụp đổ thành bụi. Từng tiếng Phật ngữ phiêu đãng. Thê lương, bất đắc dĩ. Giống. Mãnh thú gào thét, quần ma kêu gào, hắc ám phía dưới toàn diện bộc phát. Hứa Đức Diệu khống chế xá lợi Phật Đà dùng tốc độ cao nhất rút lui, nhưng khi hắn cúi đầu xem tiếp, lại kinh hãi phát hiện phía dưới thái cực bát quái đồ, còn có phong ấn khác.
Bọn chúng đang liên tiếp nở rộ tia sáng, phóng thích sự uy sau cùng. Có uy lực yên diệt cuồn cuộn, ý đồ hủy diệt bọn chúng. Có cánh cửa tinh không rộng mở, cưỡng ép kéo bọn hắn đi đến không gian thần bí. Càng có chiến hồn nhân tộc bất hủ phát ra tiếng hò hét, cuồng dã chém giết sau cùng. Dưới phong ấn, vẫn là phong ấn, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là cái gì mà lại có thể làm cho tượng trưng cho thượng thương cổ thành được xem như đồ đằng nhân tộc chỉ có thể tầng tầng trấn áp, mà khó có thể hủy diệt nó? Là cái gì mà lại có thể sau khi trấn áp trong thời gian vô tận, vẫn còn có thể cường thế thức tỉnh, tách ra uy thế như thế? Giống, giống giống. Yêu ma rít gào, hắc ám bạo động. Hứa Đức Diệu mang theo Xá Lợi Phật Đà xông ra khỏi hố sâu, sau một khắc, lực lượng bóng tối vô tận liền xô ra khỏi địa tầng, thẳng tới khung trời cách vạn trượng. Bình chướng của thượng thương cổ thành lắc lư kịch liệt, hắc ám dọc theo bình chướng lao nhanh về bốn phương tám hướng, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Đám người trốn ở trong dãy núi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên mảnh hắc ám như thủy triều mãnh liệt đến nóng nảy ở trên bầu trời. Không phải Phật Đà Thủy Tổ sao? Những yêu khí tức ma này là có chuyện gì đang ra? Hắc ám xâm nhập, bao phủ trời cao, để thượng thương cổ thành rất nhanh đã lâm vào hắc ám. Giống. Một con cự long toàn thân treo đầy thịt nát rách dưới đã phá tan địa tầng trước nhất, nó cực kỳ to lớn, cơ thể bị đâm rất nhiều, nó trông như một con địa long, lại càng thêm thon dài, tứ chi tráng kiện, móng vuốt có thể so với đầu, nhất là cái đầu rồng kia, vậy mà lại cực kỳ giống đầu tổ long. Hồng hoang man long. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, hốt hoảng chạy trốn. Giống. Toàn thân hồng hoang man long đều là thịt thối, hài cốt tùm, tràn ngập huyết khí cuồn cuộn, lưu chuyển lên long khí cường đại, dữ dội cuồng dã, đạp tan đại địa, phá hủy núi cao, bổ nhào đi qua phía người sống ở xa xa. Ngay sau đó, 9 con cự mãng, lớn như ma viên trời trụ, có bằng điểu dương cánh che trời, có ma vật tương tự con người, toàn thân lại phủ đầy vải đen và còn mở rộng cốt rực. Bọn chúng toàn bộ đều rách mướp, khiến cho người người buồn nôn, lòng càng sinh sợ hãi. Thời gian qua đi vô tận, rốt cuộc cũng lại thấy ánh mặt trời, bọn chúng cũng bắt đầu điên cuồng phát tiết, hận không thể phá hủy thượng thương cổ thành, thôn vệ hết tất cả mọi thứ ở nơi này. Khương Phàm bị uy thế kia chấn nhiếp, cũng nhanh chóng rời khỏi. Khi yêu ma hoành hành, hoắc loạn dãy núi, Xá Lợi Phật Đà chấn áp vực sâu lại dần dần bình tĩnh. Nhưng, trong bóng đêm dày đặc như mực, lại truyền ra tiếng nói nhỏ khàn khàn. Phật Đà, ta đã nói với ngươi, vũ khí mạnh nhất thế gian này là thời gian. Năm tháng dài dằng dặc, tuyên cổ trăm vạn năm. Không ai bì nổi ngươi, chết rồi, thượng thương cổ thành bất hủ cũng phải sập, bây giờ ngay cả phong ấn đều đã hao hết năng lượng sau cùng. Ta, vẫn tồn tại. Không có những chí tôn hồng hoang các ngươi đây, ta xem thế giới này còn có ai có thể trấn áp ta. Trong bóng tối, huỳnh quang yếu ớt đang lóe lên. Một nam tử gầy như que củi mệt mỏi nhìn lên vực sâu sụp đổ. Hắn có màu da tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trên đầu lại có hai cái sừng nhọn, cũng là ảm đạm không ánh sáng, hai cái cánh chim ở phía sau sớm đã tàn lụi. Khóe miệng khô nứt của hắn chậm rãi cong lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn, tà khí lẫm nhiên. Ầm ầm, hắn khẽ rung hai cánh đã tàn lụi lên, hắc ám sụp đổ, hư không vặn vẹo. Lao ngục đã mất đi cấm chế đã không cách nào trấn áp được hắn. Hắn rạch ra không gian dễ như trở bàn tay, rời khỏi cái lao ngục trấn chèn ép hắn trăm vạn năm này. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, bên trong một mảnh huyết hồ tinh hồng dần dần hiện lên một cái tượng đá, thoạt nhìn như là một nữ tử mỹ lệ. Pho tượng quấn đầy xiềng xích bò đầy huyết văn, quỷ dị tà ác. Nhưng sau khi cấm chế tiêu tán, xiềng xích lại mờ đi ánh sáng. Nương theo tiếng tạch tạch thanh thúy, xiềng xích từ từ vỡ vụn, rơi vào bên trong huyết hồ. Pho tượng cũng bắt đầu rạn nứt, những hòn đá pha tạp rơi xuống, lộ ra từng mảnh da khô quắt. Chỉ sau chốc lát, một nữ tử khô gầy với hốc mắt hãm sâu, giống như thây khô, từ từ bày biện ra tới. Nàng hơi động đầu ngón tay một chút, cả người cứng ngắc phát ra tiếng ma sát của khớp xương khô khốc, từ từ mở ra một đôi mắt mị hoặc chúng sinh. Rõ ràng đã khô gầy khô quắt, tóc đều tan mất, nhưng khi nàng mở mắt ra, một khắc này, lại như vẻ tươi đẹp trong nhân thế. Nàng như một tinh linh đẹp nhất, lại như tiên ba thần đình, mỹ lệ vô hạ, uyển chuyển động lòng người. Trong bóng tối tĩnh mịch, một sợi u ảnh bay tới, đứng ở một bên huyết hồ,
thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một đôi mắt âm trầm như minh hỏa nhảy lên. Thật yên tĩnh. Đôi môi khô khốc của nữ tử khinh động, phát ra tiếng nói nhỏ khàn khàn, nàng xương cổ đầu răng rắc giòn vang, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hố sâu. Phong ấn đã sập, trước khi chúng ta tiêu vong, chúng ta đã chịu đựng qua Phật Đà, gánh vác được thời gian. Bây giờ, chúng ta đã tự do. Giọng u ảnh trống rỗng trầm thấp, không có chút gợn sóng nào. Tự do, từ ngữ mỹ diệu cỡ nào? Nữ tử khẽ nói, đẩy lui hòn đá trên người ra, cúi đầu nhìn bóng dáng trên mặt hồ. Mặt hồ hiện ra gợn sóng, nở rộ ánh sáng màu đỏ hồng yếu ớt, phản chiếu lấy dung nhan cùng hình thể thảm đến không nỡ nhìn của nàng. Tự do sau trăm vạn năm, kiếm không dễ, quý giá thật. Ta khát vọng tự do là tại thời đại của ta, bây giờ đưa ta tự do lại có ý nghĩa gì? Làm quần chúng, đương nhiên không có ý nghĩa, nhưng làm chủ nhân thế giới này liền có ý nghĩa, tựa như chúng ta đã từng. Ngươi còn muốn tiếp tục? Nữ tử nhấc tầm mắt khô quắt lên, nhìn về phía u ảnh. Bọn hắn đều đã chết, ai còn có thể kiềm chế được chúng ta? Không làm chủ nhân, còn không bằng chết ở chỗ này. Bên trong u ảnh tản ra u quang, biến mất ở trong bóng tối. Theo u ảnh biến mất, yêu ma nóng nảy ở bên ngoài đột nhiên giống như đã mất đi hồn phách, ầm vang ngã xuống đất, ngay cả khung xương đều tản ra. Rừng rậm bạo loạn nhanh chóng lâm vào an tĩnh, đám người chạy trốn lần lượt dừng lại, lại đều kinh hồn khó định. Có người cả gan đụng đến xương cốt đầy đất, lại không có chút phản ứng nào. Trước đó nhìn còn có thịt nát, còn có hồn phách, sao đột nhiên đều khô quắt rồi? Hồi quang phản chiếu sau cùng sao? Chẳng lẽ bọn chúng đã sớm chết, chỉ là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thao túng? Bọn chúng có phải đang ngụy trang để hấp dẫn lực chú ý, dùng đồ trong hố sâu để xua đuổi chúng ta đi hay không? Thứ gì có thể thao túng nhiều yêu ma như vậy? Sau khi rừng rậm thoáng an tĩnh, lại lần nữa nhanh chóng sao động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về hố sâu. Bây giờ có thể xác định nơi đó không phải là mộ của Phật Đà Thủy Tổ, mà là Phật Đà Thủy Tổ đang trấn áp Phật gì đó. Những yêu ma này giết ra tới rất có thể là bị chôn cùng, chết đã không biết bao nhiêu năm. Chí bảo thật sự, hẳn là còn ở phía dưới. Bọn hắn sao động, khí thế dâng cao, tranh nhau chen lấn xông vào hố sâu. Nhưng còn có rất nhiều tán tu nhào về phía di cốt tản mát đầy đất. Đây chính là yêu ma mà Thượng Thương Cổ Thành trấn áp sao, đều là trên trăm vạn năm trước, cũng chính là lão tổ tông trong yêu ma. Mà đều là vô cùng nghiêu bức, nếu không đều không tư cách bị trấn áp. Di cốt như thế này đương nhiên đều là bảo vật quý giá. Dung hợp, luyện dược, nấu canh, chờ một chút. Công dụng quá lớn. Bầu không khí trong rừng rậm trước đó còn sợ hãi, bây giờ đã nhanh chóng trở nên khô nóng lên. Đầy đất đều là lão tổ tông sao. Quá kích thích, quá làm cho người ta phấn khởi. Rốt cuộc Thượng Thương Cổ Thành cũng khẳng khái một lần đối với những tán tu bọn hắn đây. Cứ như vậy, hơn mấy ngàn vạn người nhào về phía hố sâu, còn có mấy ngàn người thì điên cuồng cướp đoạt di cốt. Khương Phàm không có chạy đến hố sâu, mà hoành hành trong rừng rậm trắng trợn cướp đoạt di cốt. Ỷ vào bản thân đã giết ra tới hung danh, những nơi đi qua, không có người dám ngăn cản hắn, tất cả đều nhao nhao rút lui. Khương Phàm rất nhanh liền sưu tập đến, Hồng Hoang Man Long, Thiên Bằng, Thái Thản Cự Viên, ba loại tuyệt thế mãnh thú đời đời của Hồng Hoang. Mặc dù đều đã mục nát rách dưới, chút cốt tủy ở đầu khớp xương cũng đã bị mất, không biết đã chết bao nhiêu năm tháng, nhưng Khương Phàm tin tưởng vẫn có thể từ bên trong ép ra được chút dầu. Chỉ cần một chút xíu, chính là cơ duyên tuyệt đối. Dù sao, cũng đều là lão tổ tông cơ mà. Khương Phàm, bóng người lắc lư trong rừng rậm, hiện lên hình quạt lao vùn vụt tới, đối mặt với Khương Phàm. Khương Phàm đứng ở bên trên di cốt voi ma, mút, nhìn đám người vây tới, ánh mắt có chút run lên. Xích Thiên Thần Triều. Khương Phàm, hân hạnh, ta là đại hoàng tử của Xích Thiên Thần Triều. Mái tóc đen của đại hoàng tử suôn dài như thác nước, khí chất xuất chúng như thiên tử oai hùng phi phàm lâm thế, như có khí tức bá vương lưu truyền. Đặc biệt nhất chính là, tam đồng, trời sinh của hắn, phân biệt hiện ra ba loại màu sắc xanh, đỏ, đen. Tam đồng lưu truyền, tà ý nghiêm nghị, khiếp tâm hồn người. Đây là dấu hiệu đặc biệt của Cửu Thiên Huyền Hỏa Chí Tôn Linh Văn của Xích Thiên Thần Triều. Dựa theo quy củ tàn khốc của thần triều,
chỉ người có trời sinh tam đồng chân chính, mới có thể được tôn là hoàng tử. Đại hoàng tử, Chu Thiên Chính. Hướng Vãn Tình nhận ra nam tử trước mặt, đây là một trong 13 người con của Xích Thiên Thần Triều, lại là người đầu tiên trời sinh tam đồng, dựa theo quy củ được định là đại hoàng tử của Xích Thiên Thần Triều. Ta thấy ngươi có chút quen mắt. Công chúa đứng bên cạnh đại hoàng tử đánh giá Hướng Vãn Tình nghiêng nước nghiêng thành, nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ chân dung, nhưng thông qua thân thể thon dài mỹ lệ cũng nhìn có thể suy đoán ra, đây là một vị giai nhân mỹ diệu. Chúng ta chưa gặp qua. Hướng Vãn Tình lắc đầu. Chúng ta đi. Khương Phàm không nguyện ý liên hệ cùng người của Xích Thiên Thần Triều, thu hồi di cốt voi ma, mút liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Các vương hầu tử đệ xung quanh đại hoàng tử nhao nhao gầm thét, thật ngông cuồng, ngay cả đại hoàng tử của bọn hắn mà cũng đều không để vào mắt. Muốn cướp đồ, trực tiếp động thủ, đừng nói nhảm, ta hầu hạ. Chuyện khác, không bàn nữa. Khương Phàm thả người nhảy lên cây đi mất. Đại hoàng tử ngăn lại muốn đuổi theo đám người, cất giọng nói. Ngươi là không muốn nói, hay là không dám bàn bạc, nếu như ngay cả dũng khí đối mặt cũng đều không có, ta rất thất vọng về ngươi. Khương Phàm đứng ở trên trạc cây ngoài trăm thước, chậm rãi quay đầu. Ta nghe giống như trong lời nói của ngươi có hàm ý. Đại hoàng tử nói. Ta may mắn làm bạn qua thần tôn 3 năm, ngươi hẳn còn nhớ ngài. Thần tôn. Đám người thần triều ngạc nhiên nhìn đại hoàng tử, bọn họ cũng đều biết đại hoàng tử đã từng được thần tôn chỉ đạo, đó là vinh quang vô thượng. Nhưng, Khương Phàm còn nhớ rõ, lời này là có ý gì? Lại liên tưởng những lời đại hoàng tử nói trước đó kia cũng không giải thích được, bọn hắn nhao nhao tiếp cận Khương Phàm, càng hiếu kỳ về thân phận Khương Phàm. Khương Phàm đứng trên trà cây trầm mặc một hồi, nhếch miệng cười một tiếng. Lão tặc, còn sống sao? Làm càn. Đám người thần triều bỗng nhiên biến sắc, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Con người trong đôi mắt đại hoàng tử chậm chậm xoay, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Xác định, thật sự là hắn. Người đã từng là chủ nhân của Thương Huyền, phần thiên thần hoàng. Thân thể không việc gì, chỉ là thường xuyên nhắc tới ngươi. Mặc dù đại hoàng tử đoán được, cũng có chuẩn bị, nhưng thật sự là cho đến khi xác định được, một khắc này, tâm tình vẫn vô cùng phức tạp. Những cố sự mà thần tôn nói qua lại một lần nữa xẹt qua trong đầu, rõ ràng hơn, càng cường liệt hơn, hình tượng nam tử trước mắt, vị tuyệt thế thiên kiêu kia càng dung hợp cùng chiến thần vô địch. Khương Phàm cười lạnh. Để cho ta đoán xem, trong lời hắn nhắc tới chỉ sợ không thể thiếu hai chữ tai họa. Đại hoàng tử bình phục tâm tình, ánh mắt tam đồng lãnh tuấn tả ý. Ngài ấy biết ngươi sẽ trở về. Hắn không phải biết ta sẽ trở về. Hắn là e ngại ta sẽ trở về. Ngươi có thể nói cho lão tặc ấy, ta đã trở về, hắn nên an tâm ngủ ngon giấc, chờ chết. Trong lời nói của Khương Phàm mang theo sự tàn nhẫn để đám người thần triều lên cơn giận dữ, vậy mà hỗn đản này lại luôn mồm đang gây hấn với thần tôn chí cao vô thượng trong lòng bọn họ. Nhưng, nghe chuyện Khương Phàm nói cùng hoàng tử, trong sự tức giận của bọn hắn càng có mấy phần sợ hãi, tên điên này rốt cuộc là ai? Đại hoàng tử thờ ơ, nói. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta đi gặp ngài ấy, ta có thể dùng danh nghĩa Xích Thiên Thần Triều bảo hộ ngươi rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành. Khương Phàm thật cười. Vị đại hoàng tử này, ta không biết ngươi đã nghe lão tặc này nói cái cố sự gì, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm để nói cho ngươi, nếu như ngươi thật sự công nhiên ta mang về như thế, chuyện gặp mặt đầu tiên, chính là tự tay hắn đập chết ngươi. Không nên quá làm càn, bây giờ đã không phải là thời đại của ngươi, ngươi đã từng huy hoàng. Tất sẽ trở thành gánh vác kiếp này của ngươi. Một đời trước, ngươi có thể hợp tung liên hoành, nghịch thế quật khởi, là bởi vì không ai có thể dự đoán được tiềm lực của ngươi. Nhưng một thế này, vào cái ngày thân phận của ngươi bại lộ đó, Cửu Châu thập tam hải thiên hạ đều sẽ tiếp cận ngươi. Ngươi muốn lần nữa tới qua, tuyệt đối không thể. Mà ngươi phóng túng tại Thượng Thương Cổ Thành, ngày ngươi bại lộ nhất định cách đó không xa. Nếu bắt đầu săn giết các ngươi liền không có chuẩn bị giấu giếm nữa. Ngươi chuẩn bị bại lộ, chỉ bằng thực lực bây giờ của ngươi. Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến xử lý. Trở về nói cho lão tặc đó biết, vào cái ngày hắn giết nữ tử ta huyết tế chiến kỳ đó, ta đã không hề còn có liên quan gì cùng Xích Thiên nữa rồi. Thù kiếp trước, không thể báo, kiếp này lại đến, lần này hoàn trả gấp 10. Trên gương mặt lãnh tuấn của Khương Phàm hiện lên nét dữ tợn,
mang theo Hướng Vãn Tình rời khỏi. Điện hạ, rốt cuộc hắn là ai? Người của thần triều đều không thể bình tĩnh, kiếp trước gì, bại lộ gì, còn liên lụy đến thần tôn, rốt cuộc tên Khương Phàm này có lai lịch gì? Một người không nên trở về. Đồng mâu trong mắt đại hoàng tử chậm chậm xoay, nói. Các ngươi ở lại nơi này tiếp tục tìm kiếm bảo vật, ta phải rời khỏi. Ngài muốn đi đâu? Công chúa đều gấp, liền không thể nói rõ ràng sao. Tấu bẩm thần tôn, hắn đã trở về, mang theo thù hận ngày trước, trở về. Đại hoàng tử từ chối để bọn hắn đi cùng, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hàng ngàn hàng vạn người tràn vào hố sâu, kích động khẩn trương tìm kiếm bảo vật, nhưng phía dưới lại là hắc ám tĩnh mịch, trống rỗng không có cái gì. Rất nhiều người vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tục tìm kiếm, nhưng vẫn không hề phát hiện được thứ gì. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể rời khỏi, đi ra bên ngoài cướp đoạt những di cốt mãnh thú kia. Giờ khắc này, Hứa Đức Diệu đã không lo được chuyện vực sâu, hắn mang theo Xá Lợi Phật Đà chạy thẳng đến cửa thành Tây Bộ. Nếu mộ táng Phật Đà là bị bên ngoài va chạm đánh thức, như vậy cường tộc các phương khẳng định là đang tụ tập tại Đông Bộ, bây giờ đúng là cơ hội tốt để hắn thoát khỏi. Bằng không đợi đến khi tin tức truyền ra, các cường tộc bên ngoài chắc chắn sẽ vòng vây tại bốn cửa thành. Hứa Đức Diệu không lo được che giấu hành tung, hắn huy động kim viêm, chấn động không gian, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bên ngoài thượng thương cổ thành, cường tộc các phương cũng không có tụ tập tại Đông Bộ chờ đợi tin tức, mà là sau khi phát giác được phía trong tường thành có vang động thì liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa thành Tây Bộ, Nam Bộ, cùng Bắc Bộ. Bọn hắn đều có thể đoán được bảo vật bị đánh thức không phải thứ bình thường, nếu như là bảo vật cùng loại với Linh Lung Tâm, rất có thể Hứa Đức Diệu sẽ không lại ở lại bên trong tìm kiếm những bảo vật khác, mà là trực tiếp rời khỏi thượng thương cổ thành, trốn về Tân Hải Tây Bộ. Ầm ầm, cường quang dâng lên, năng lượng cuồn cuộn, Hứa Đức Diệu giống như là một con mãnh thú xông ra cửa thành Tây Bộ. Biển người, mãnh thú chiếm cứ ngoài cửa thành hốt hoảng tránh né, sợ bị vật lộn. Hứa Đức Diệu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có uy hiếp, hắn liền nhanh chóng bay lên không, lao thẳng đến Tây Bộ. Đó là Hứa Đức Diệu sao? Đi ra nhanh như vậy, chẳng lẽ đã lấy được bảo vật gì rồi? Bên trong chỉ có hắn là thánh nhân, mới chờ lâu mấy ngày thôi mà. Các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, có phải có chút bối rối hay không? Chẳng lẽ là đã đạt được bảo vật đặc biệt gì, không cần thiết ở lại bên trong rồi? Bảo vật gì lại có thể làm cho hắn nhanh như vậy đã từ bỏ thượng thương cổ thành? Dãy núi bạo động, biển người thú triều nhao nhao ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở khung trời. Sau hơn 2 giờ, từ Đông Bộ vòng qua tới Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Đại La Thiên, chờ một chút thế lực đến Tây Bộ. Nhưng không chờ bọn hắn triển khai trận thế chặn đường, liền nhận được tin tức Hứa Đức Diệu đã rời khỏi trước thời hạn. Hứa Đức Diệu có thể quả quyết rời khỏi như vậy, khẳng định là đã lấy được bảo bối cực lớn. Bọn hắn đều không lo được ở lại tìm hiểu tình hình, tất cả đều khởi hành, đuổi bắt Hứa Đức Diệu. Sau đó không lâu, tin tức cũng truyền ra ngoài. Thượng thương cổ thành kinh hiện địa lao yêu ma, do Phật Đà Thủy Tổ trấn áp. Sau khi địa lao bị công phá, số lượng lớn yêu ma xông ra khỏi hắc ám, điên cuồng săn người sống, sau mười mấy phút toàn bộ đều biến thành khung xương. Yêu ma hư hư thực thực bị một loại năng lượng thần bí nào đó khống chế. Rất có thể Hứa Đức Diệu đã cướp đi Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ, còn có một ít bảo vật trong địa lao. Tin tức nhanh chóng oanh động ra phía ngoài thành, gây nên sóng to gió lớn. Phật Đà Thủy Tổ, đây chính là đã từng chí tôn nhân tộc, người sáng lập Phật Đạo. Không có người nào không rõ ràng giá trị Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ, đây tuyệt đối là thứ có thể so với Linh Lung Tâm. Mà, thứ cần Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, không phải một loại lão tổ yêu ma nào đó, thì chính là vũ khí tà ác cực đoan, giá trị rất có thể so với Xá Lợi của Phật Đà Thủy Tổ. Cho nên nói, Hứa Đức Diệu cuốn đi hai kiện đế binh. Tất cả mọi người đều muốn điên rồi. Bởi vì thượng thương cổ thành liên tiếp xuất hiện bảo vật, sự kiện Linh Lung Tâm vạn năm trước bị, chuyện xưa nhắc lại, rất nhiều người còn đùa giỡn chờ đợi lại có đế binh cùng loại xuất hiện. Không nghĩ tới lại thật sự đúng là xuất hiện. Lại còn là Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ, chí tôn nhân tộc, còn cần dùng nó để trấn áp yêu ma tà vật. Cái này còn chịu nổi sao? Thiên hạ sẽ đại loạn mất. Hứa Đức Diệu chưa từng nghe qua sự kiện Linh Lung Tâm sao?
Lúc ấy thiên hạ oanh động, quần hùng cùng nổi lên, ngay cả hoàng đạo đều bị diệt hai cái. Bây giờ hắn độc chiếm hai kiện đế binh, quả thực là đã tự chịu diệt vong. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm, nhưng bảo bối như vậy mặc cho ai lấy đến trong tay cũng đều sẽ không liều chết bảo vệ, buông tay đánh cược một lần. Quá dụ dỗ, ai cũng gánh không được, khẳng định là Hứa Đức Diệu muốn liều mạng. Chỉ là kết quả, ai, sợ rằng sẽ rất thảm. Chí tôn Kim Thành truyền thừa đã lâu, trận pháp cường đại, nếu như đều hòa tan hai kiện đế binh vào, nói không chừng thật sự có thể chống đỡ được các phương vây công. Đây cũng là kế hoạch của Hứa Đức Diệu chăng? Ta ngược lại thật ra cảm giác có khả năng Hứa Đức Diệu đã để lại một cái, dùng để trấn thủ Chí Tôn Kim Thành, chống cự vây công. Cái còn lại thì phái người liên hệ thế lực Phật Đạo, dùng Xá Lợi Tử cầu xin bọn hắn liên thủ. À, thật sự có khả năng này. Nếu như xác định đó là Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ, Phật Đạo Thiên Hạ đều tụ tập đến Thương Huyền, đây chính là một lực lượng kinh khủng. Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy, Hứa Đức Diệu có thể trốn về Tây Bộ hay không đều là một biến cố. Rốt cuộc trong tay cầm bảo vật gì, cũng không ai biết. Ta có dự cảm, Tây Bộ Thương Huyền sẽ lâm vào hỗn loạn. Đâu chỉ Tây Bộ, nếu như các phương ngăn cản Hứa Đức Diệu, cướp đi bảo vật, vô cùng có khả năng sẽ nhấc lên hỗn chiến trên toàn Thương Huyền, thậm chí là khắp thiên hạ. Mọi người kích động, sao động, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới sinh thời lại có thể gặp được sự kiện oanh động như thế này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đang kích động, ví dụ như Thái Cổ Thần Miếu. Đại trưởng lão của bọn hắn đã lao ra đuổi bắt Hứa Đức Diệu, lại bị các trưởng lão khác gọi trở về. Xin mời đại trưởng lão giáng tội. Hoàng trưởng lão rách mướp nằm trên mặt đất, đã hấp hối. Là Khương Phàm làm. Đại trưởng lão ôm hình phù đồ đang hôn mê, hắn chấn kinh lại càng tức giận. Bọn người Tạ Ninh quỳ xuống một mảnh, giải thích chi tiết chuyện đã xảy ra. Không khí ngột ngạt, trong cánh rừng yên tĩnh như chết. Vẻ mặt đại trưởng lão cực kỳ nghiêm trọng, lông mày đều muốn vặn thành u cục. Một tên tiểu tử điên sinh trưởng dã man vậy mà lại liên tục hai lần trọng thương hình phù đồ, cuối cùng còn suýt chút nữa đã giết chết. Ngay cả ma thương rèn đúc từ chiến khu đời đầu tiên của hình phù đồ đều bị Khương Phàm cướp đi. Đại trưởng lão quá rõ ràng thực lực của hình phù đồ, thực lực niết bàn cảnh nhị trọng thiên săn giết nhất trọng thiên đều dễ như trở bàn tay, liền xem như bị thượng thương cổ thành áp chế. Nhưng thực lực đặc biệt đã đủ để quét ngang tất cả mọi người ở bên trong. Thế nhưng, làm sao lại rơi vào kết cục như thế? Nếu như nói là đỉnh cấp thiên tài của hoàng đạo khác, hắn miễn cưỡng còn có thể hiểu, nhưng Khương Phàm. Rất có thể là Khương Phàm đã đạt được một ít truyền thừa thần bí, hắn có thể mai táng Sơn Hà, có thể tiếp dẫn thiên uy, thậm chí có thể vặn vẹo không gian. Mà, Tạ Ninh rất cao ngạo. Nhưng lại không thể không thừa nhận thực lực mà Khương Phàm bày ra rất cường đại, đã mạnh đến mức để cho hắn đều sinh ra kính sợ. Mà cái gì, từ khi nào mà ngươi cũng học do dự rồi? Ta hoài nghi Khương Phàm có thân phận khác, mà chỉ có Thái Tuế biết. Có ý gì? Thái Tuế gọi Khương Phàm là lão bằng hữu, còn nhiều lần nhắc đến kiếp trước. Ngài ấy tiến vào thượng thương cổ thành không phải vì báo thù cho Diệp Trục Thiên, mà là muốn bắt sống Khương Phàm. Lúc ấy Tạ Ninh đứng ở ngay phía trước chiến trường, nghe được rất nhiều lời mà người ngoài không nghe thấy. Lão bằng hữu kiếp trước. Đại trưởng lão đang muốn cúi đầu nhìn về phía hình phù đồ vừa vặn đã mở mắt. Thái Tuế. Các trưởng lão liền vội vàng hành lễ. Cơ thể mệt mỏi của hình phù đồ đang nhanh chóng khôi phục, da thịt tái tạo, hài cốt khép lại, tinh khí thần đều đang thức tỉnh. Ai ta đưa ra tới? Xin Thái Tuế phán tội. Hoàng trưởng lão mệt mỏi nói nhỏ. Ta còn không có luân lạc tới tình trạng chạy trối chết. Ánh mắt hình phù đồ hung ác. Hoàng trưởng lão gian nan lật người lại, nằm dạp trên mặt đất không dám nhiều lời. Đại trưởng lão nói. Thương thế của ngài rất nghiêm trọng, bọn hắn không dám mạo hiểm. Bảo vật bên trong Phật tượng đâu? Sắc mặt hình phù đồ âm trầm đến dọa người, nếu như không phải vì Phật ảnh này, sao hắn lại rơi xuống tình trạng như thế? Bảo vật xuất thế, là Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ, phía dưới trấn áp rất nhiều yêu ma. Xác định là Xá Lợi của Phật Đà rồi. Cơ bản đã có thể xác định, mà rất có thể trong địa lao còn có những bảo vật khác, đều bị Hứa Đức Diệu cuốn đi, hắn đã trốn đến Tây Bộ, các phương đều đang đuổi bắt. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta lo lắng cho an toàn của ngài. Ta,
thiên hạ này người thật sự có thể giết ta, còn chưa ra đời đâu. Hình phù đồ lắc lắc cái cổ, hoạt động bả vai, phát ra tiếng khớp xương ma sát thanh thúy. Hoàng trưởng lão theo ta vào thượng thương cổ thành, các ngươi bận bịu chuyện của các ngươi. Thái Tuế, ngài và Khương Phàm. Đại trưởng lão ra hiệu các trưởng lão tranh thủ thời gian ngăn lại. Ta sẽ đích thân bắt hắn lại. Hình phù đồ cảm giác rất uất ức. Lần đầu tiên là không có nhìn thẳng vào, lần thứ hai là bị Phật Đà ảnh hưởng, nhưng sẽ không còn có lần thứ ba, hắn muốn thật sự chém giết cùng Khương Phàm một trận. Thái Tuế, bắt Khương Phàm không phải chuyện nhất thời, nếu không, ngài chờ thêm mấy ngày, ta sắp xếp người trở về mời ma thương khác của ngài đến. Đại trưởng lão biết tính tình hình phù đồ, nên hắn không còn dám trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể uyển chuyển kéo dài. Ta kích phát thần nguyên, Khương Phàm chắc chắn sẽ thua. Hình phù đồ quay đầu nhìn hoàng trưởng lão rách mướp ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Còn có thể sống không? Có thể sống liền cùng ta đi vào nữa không? Còn có Khổng Sướng, đuổi theo. Đại trưởng lão đưa cho hoàng trưởng lão một viên đan dược quý giá, thấp giọng nói. Mang Thái Tuế hoàn chỉnh ra cho ta. Hoàng trưởng lão mệt mỏi khống chế năng lượng không gian, nâng mình đuổi theo hình phù đồ. Sắc mặt Khổng Sướng tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì đi theo. Các trưởng lão khác nhìn đại trưởng lão, nói. Chúng ta là đuổi bắt Hứa Đức Diệu, hay là... Đại trưởng lão trầm mặc một lát, nói. Trước hết để cho bọn hắn cướp, chúng ta tiến vào thượng thương cổ thành. Ngài cũng đi vào. Khuôn mặt các trưởng lão có chút động. Ta không thể để cho Thái Tuế lại có chuyện ngoài ý muốn. Đại trưởng lão muốn nhìn cái tên Khương Phàm kia rốt cuộc có năng lực gì, lại có thân phận đặc thù gì. Vạn đạo thần giáo. Lưu trưởng lão bị Khương qua truy sát 1.300 dặm, chật vật trốn ra khỏi cửa thành, không chỉ có tóc tai bù xù, ngay cả y phục đều lam lũ như một tên ăn mày. Nếu như không phải Khương qua khinh thường bọn người Điêu Lãnh Nguyệt đang tập kích hắn thì rất có thể Lưu trưởng lão bởi vì mệt mỏi chống đỡ mà đã chết ở bên trong rồi. Lưu trưởng lão, sao ngươi lại ra đây? Người mạnh nhất của vạn đạo thần giáo Lưu Thủ ở phía ngoài chỉ còn lại Tam trưởng lão, nhìn thấy Lưu trưởng lão be bét máu thịt cùng bọn người Điêu Lãnh Nguyệt kinh hồn khó định, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, mau chóng tới nghênh đón. Bị chó cắn. Lưu trưởng lão thở hổn hển. Triệu ra từng nắm lớn đan dược nhét vào trong miệng. Chó. Khương Phàm nuôi một con chó, lại nhiều lần ngăn cản ta. Một con chó có thể cắn ngươi thành như thế này. Sắc mặt Tam trưởng lão không ngờ, khó trách trong tường thành luôn có tên điên khiêu chiến quyền uy hoàng đạo, ngoại trừ tinh thần không bình thường ra, thì trưởng lão hoàng đạo bất tranh khí cũng là nguyên nhân. Hắn cũng không phải chó bình thường, hắn là thiên cương lôi hỏa, mà. Được rồi, không nói đến hắn nữa. Đại trưởng lão đâu, ta có việc muốn bẩm báo. Đại trưởng lão đuổi theo Hứa Đức Diệu, có chuyện gì không thể nói với ta. Ta nhìn thấy Hướng Vãn Tình. Ngươi thấy người nào, nói rõ cho ta. Hướng Vãn Tình, chính là Hướng Vãn Tình. Nàng còn sống, mà còn ở bên cạnh Khương Phàm, hai người còn rất thân mật. Ý của ngươi là nàng giả chết. Sắc mặt Tam trưởng lão đại biến, nữ tử này điên rồi sao, chẳng lẽ không biết mình phải tế hiến cho ai. Nàng không chỉ có giả chết, còn bỏ trốn cùng Khương Phàm. Sắc mặt Lưu trưởng lão cực kỳ khó coi, sỉ nhục, thật là sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục của vạn đạo thần giáo. Bọn hắn dùng nữ tử để tế hiến đế quân, vậy mà kẻ đó lại lừa bịp thần giáo, còn cùng một đứa nhà quê bỏ trốn, đây quả thực là đang đánh vào mặt thần giáo, càng làm cho đế quân hổ thẹn. Tam trưởng lão nổi giận nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi ra ngoài làm gì, bắt cho ta. Lưu trưởng lão tức giận nói, ta muốn bắt, nhưng con chó Khương Phàm nuôi kia quá hung ác, ta lại mang theo bọn người Lãnh Nguyệt, ta bắt không được. Tam trưởng lão âm trầm sắc mặt, Lãnh Nguyệt, các ngươi đều ở lại bên ngoài, Lưu trưởng lão, ngươi theo ta đi vào. Ngài muốn đích thân đi đến, nếu không thì phải như nào, chuyện này nhất định phải điệu thấp xử lý, tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu để cho đế quân hổ thẹn, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt. Tam trưởng lão chờ một lát, ngọc phù cho ngươi. Ai dung hợp nó, người đó có thể không bị thượng thương áp chế. Có thể lặp lại lợi dụng. Phải, là ta vừa mới phát hiện. Các ngươi đều ở lại đây, chính ta đi vào. Tam trưởng lão nắm lấy ngọc phù, tự mình tiến vào thượng thương cổ thành, cảnh giới của hắn là bán thánh, tiến vào nơi đó chính là kẻ vô địch.
Đám người Điêu Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn Tam trưởng lão đi, nhẹ nhàng thở ra, cõi lòng đầy chờ mong. Tam trưởng lão tự mình ra tay, hẳn là sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn. Khương Phàm, ta xem ngươi chạy đi đâu. Nhưng, sau nửa ngày, liên tục hai trận sự kiện oanh động Nam Bộ, ngay sau đó đã chuyển đến chỗ cửa thành khác. Người canh giữ Tổ Sơn Thánh Địa giáng lâm, không để ý cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành, đã cho rất nhiều trưởng lão Tổ Sơn tiến vào Thượng Thương Cổ Thành. Hơn 1.000 cường giả xí thiên giới giết vào Thượng Thương Cổ Thành, khí thế hùng hổ, thánh uy cuồn cuộn. Trải qua nhiều mặt phân biệt, trong đội ngũ phát hiện tất cả vương hầu của Hạo Thiên Thánh Quốc cùng bá vương chiến quốc, còn có lão vương ẩn lui. Nhưng không có người nhận ra lão nhân dẫn đội là ai, hư hư thực thực chính là lão tổ tông xí thiên giới. Tại loại thời kỳ đặc thù này, người canh giữ Tổ Sơn không để ý đến cấm chế mà tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, khẳng định là có mục đích đặc biệt. Mà xí thiên giới lại còn cường thế giáng lâm, càng có khả năng có liên quan cùng Khương Phàm. Mọi người nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ xí thiên giới muốn bảo vệ Khương Phàm rời khỏi sao? Lấy tội ác ngập trời mà Khương Phàm phạm vào tại Thượng Thương Cổ Thành, nếu quả như xí thiên giới thật sự muốn bảo đảm cho hắn, liền có khả năng gây nên chiến tranh. Tin tức càng truyền đi lại càng nóng hơn, lực chú ý của các phương một lần nữa kéo về đến Thượng Thương Cổ Thành. Rất nhiều người lưu thủ của hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao mạo hiểm tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, muốn nhìn mục đích của xí thiên giới và thánh địa Tổ Sơn một chút. Khương Phàm phóng tới trong rừng rậm, cướp đoạt di cốt yêu ma mới. Mặc dù có khúc dạo nhạc ngắn từ Xích Thiên Thần Triều, nhưng hắn không có để ý, mà đắm chìm trong sự kích động. Không chỉ bởi vì bảo vật khắp nơi trên đất, mà bởi vì sự kiện oanh động Phật Đà đưa tới. Lúc trước mặc dù hắn đang mong đợi Hứa Đức Diệu sẽ mang theo bảo bối lao ra, hấp dẫn lực chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ, bảo vật kia nhất định là có thể so với Linh Lung Tâm. Khương Phàm không cần phải ra bên ngoài nhìn mới có thể đoán được Hứa Đức Diệu đã thuận lợi, mang, đi hơn phân nửa thánh linh. Đợi thêm nửa tháng, Hứa Đức Diệu trốn về Chí Tôn Kim Thành, nơi đó sẽ biến thành vòng xoáy chiến tranh, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thế lực. Đến lúc đó, Kiều Vô Hối hẳn là đã có thể rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành. Di cốt thao thiết, đồ tốt. Khương Phàm giết lùi một đám người, lại cướp được một đống di cốt, từ hình dáng chắp vá đến xem, lại là di cốt thao thiết. Thao thiết thánh pháp rất lâu đã vô dụng, bởi vì uy lực đã không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Bây giờ vừa vặn, nói không chừng có thể từ di cốt lão tổ tông thao thiết nơi này nghiên cứu ra được chút gì. Ta mạo muội hỏi một câu. Người có liên quan thế nào với Xích Thiên Thần Triều? Hướng Vãn Tình có thể rõ ràng cảm thấy sau khi Khương Phàm gặp xong Xích Thiên Thần Triều thì tâm tình không giống với lúc trước, nhưng bầu không khí lúc đó rõ ràng rất khẩn trương. Đừng nghĩ nhiều, không liên quan. Khương Phàm thu hết khung xương vào thanh đồng tiểu tháp, tràn đầy phấn khởi chạy ra ngoài. Lời các ngươi nói lúc ấy cũng không giống như không có liên quan. Hướng Vãn Tình hiếu kỳ thật sự, cái gì kiếp trước? Cái gì tế cờ, hắn còn từng có ân oán cùng Xích Thiên Thần Tôn. Chính là lúc ở đời trước, ta sinh ra ở Xích Thiên Thần Triều, sau này đã rời khỏi. Lại về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta lại hợp tác. Nhưng cuối cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân, lại ở nên quyết liệt. Khương Phàm tung hoành xê dịch giữa khu rừng, nói rất tùy ý. Hắn tùy ý nói, Hướng Vãn Tình lại như nằm mơ. Ý của ngươi là... Người thật sự là người chuyển thế. Đúng vậy. Khương Phàm thoáng dừng lại, sau khi định thần cảm nhận, liền đi đến bên trái phía trước thoát ra ngoài. Cái này sao có thể? Hướng Vãn Tình theo sát phía qua. Chuyện trong thiên hạ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái ngoài ý muốn, ta chính là cái ngoài ý muốn kia. Kiếp trước ngươi làm cái gì? Tiểu thương. Buôn bán cái gì? Chiến tranh. Hướng Vãn Tình im lặng. Lắc đầu, tiếp tục đuổi theo. Đời trước ngươi sống ở thời kỳ nào? 1.000 năm trước, thật đáng tiếc, không có thể sống quá lâu. Tốc độ Khương Phàm đột nhiên tăng tốc, thẳng đến phía trước sơn cốc. 1.000 năm. Hướng Vãn Tình cố gắng nghĩ lại lịch sử ngàn năm trước, lại phải có liên quan cùng Xích Thiên Thần Triều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có chuyện gì đáng đến lưu ý. Trong sơn cốc phía trước, hai nhóm người đang điên cuồng chém giết. Cướp đoạt một cái xương đầu dữ tợn. Khương Phàm mới vừa xuất hiện, hai bên nhanh chóng dừng lại, mặt mũi trắng bệch. Đó là xương đầu của thứ gì? Khương Phàm khẽ nhíu mày,
nhìn giống như cái đầu người, nhưng lớn có chút quá mức. Không biết. Đám người chăm miệng một lời, vẻ mặt khẩn trương. Các ngươi đã phân ra thắng bại chưa? Còn không có. Đừng đánh nữa, cho ta đi. Đám người thể hiện đau đớn, miệng nhúc nhích, chăm miệng một lời. Không cho. Khương Phàm cười nói. Các ngươi vất vả đánh, đều sẽ náo ra mạng người, ta có lòng tốt, thay các ngươi giải quyết. Một tên tráng hán có vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca à, ngài đều đã lấy được nhiều như vậy bảo bối, chừa cho chúng ta chút đi. Chúng ta cũng không dễ dàng mà. Những người khác liên tục gật đầu. Thật không dễ dàng. Tráng hán bưng lấy hai tay, cầu khẩn nói. Xin thương xót đi, ngài đều ăn nhiều thịt như vậy, để cho chúng ta gặm chút xương cốt đi. Các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa từng tới. Khương Phàm lắc đầu, mang theo hướng Vãn Tình rời khỏi. Hai nhóm người thở phào, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, ngay sau đó lại giết tới cùng một chỗ. Khương Phàm càn quét bốn chỗ, không tiếp tục đụng đến những tán tu kia nữa, hắn chỉ muốn ăn cướp của những hoàng tộc hoàng đạo, kết quả thật không có đụng phải. Chúng ta đến trong hố sâu đi xem một chút. Khương Phàm cảm giác không sai biệt lắm. Bảo vật hẳn là đã bị Hứa Đức Diệu cướp đi rồi. Đôi mắt tươi đẹp động lòng người của Hướng Vãn Tình từ đầu đến cuối không có rời khỏi Khương Phàm, càng ở chung, càng quan sát, càng cảm giác Khương Phàm thần bí. Trước đó cảm thấy hắn không sợ hoàng tộc hoàng đạo là do tính cách kiệt ngạo, là muốn cưỡng ép trái ý trời, muốn thay đổi vận mệnh. Nhưng bây giờ cảm giác hắn là thật sự không sợ, không có nhiều lý do như vậy, hắn là thật sự không quan tâm. Lại nghĩ tới chuyện hắn nói cùng hoàng tử của Xích Thiên, nàng càng hiếu kỳ về thân phận kiếp trước của Khương Phàm. Rốt cuộc là kiếp trước hắn ở độ cao nào mà lại để hắn đời này không sợ hoàng quyền. Ta không muốn bảo vật, ta chỉ tò mò về thứ được trấn áp ở bên dưới. Khương Phàm bỗng nhiên nghênh tiếp đôi mắt mê người của Hướng Vãn Tình. Đừng cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, ta không có phức tạp như nàng nghĩ, cũng không phải cố ý giấu giếm thân phận, ta chỉ sợ nếu ta nói ra thì sẽ dọa nàng thôi. Hướng Vãn Tình nở nụ cười, mặc dù mang tới một tầng sa mỏng nhưng loại dụ hoặc cùng tươi đẹp kia vẫn lập tức thấu tới. Chuyện của ta đều không có dọa ngươi, chuyện gì của ngươi lại còn có thể dọa được ta? Nói nghe một chút, ta xem có bao nhiêu đáng sợ. Ta giữ nàng ở bên cạnh là không có có ý tốt, trước tiên cứ ở chung, làm sâu sắc tình cảm thì sẽ nói cho nàng biết, đến lúc đó nàng liền sẽ không chạy. Ta nhìn ngươi thế nào không giống như không có có ý tốt. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười, những nam tử kia nhìn nàng kẻ nào không phải ánh mắt tà ác, duy chỉ có Khương Phàm, ánh mắt kia đều giống như xem nàng như huynh đệ. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, ta à, giấu sâu. Khi Khương Phàm đi đến hố sâu, phía dưới đã không có ai. Trước đó hơn mấy ngàn vạn người khí thế hung hăng xông đi đến, kết quả cái gì cũng đều không có tìm tới, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, đều đi ra bên ngoài đoạt xương cốt. Khương Phàm từ từ chìm xuống, cẩn thận cảm nhận được năng lượng tham dự vào địa tầng. Nơi này đã từng bố trí pháp trận. Tầng này cũng có. Tầng này giống như cũng thế. Khương Phàm càng hướng xuống, vẻ mặt càng chấn kinh, bên trong địa tầng, ngoại trừ miếu thuật luyện thành cấm chế trấn áp ra, khi đi xuống lại còn có rất nhiều. Xá Lợi Phật Đà là cấm chế sau cùng, cũng là quan trọng nhất, nhưng những thứ phía dưới này khẳng định cũng không đơn giản. Nơi này rốt cuộc đã trấn áp qua cái gì? Là bị Hứa Đức Diệu mang đi, hay là tự mình rời khỏi? Hướng Vãn Tình phóng thích ánh trăng, xua tan hắc ám. Ánh trăng như nước, chiếu ánh nàng như tiên tử mỹ diệu, va chạm vũ mị cùng thánh khiết, loại mỹ cảm kỳ diệu kia đơn giản là có thể hòa tan bất cứ một nam tử sắt thép nào. Tự mình rời khỏi. Trong lòng Khương Phàm khẽ động. Đúng vậy, yêu ma hoành hành, rất có thể đã hấp dẫn lực chú ý. Nói rõ một chút hẳn là thứ đó còn có ý thức. Bọn hắn đi tới sâu trong nhất, nơi này hắc ám tĩnh mịch, đưa tay ra lại khó thấy được năm ngón tay, mà hoàn toàn hoang lương. Phía dưới là đất khô cằn, không có chút thổ nguyên lực, không khí khô cạn, cũng không có chút uy lực tự nhiên. Không biết là đã từng bị kéo ra, hay là bị yêu ma ở bên trong hao hết. Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình ngưng tụ linh lực ở hai mắt, cực lực nhìn thấu hắc ám. Phạm vi nhiều nhất không hơn 100 mét. Nhưng, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, trên thổ địa hoang vô sâu trong bóng tối đang tuôn ra một mảnh huyết trì tinh hồng. Một nữ tử khô cạn mệt mỏi trồi lên nửa người,
tập trung vào Khương Phàm xa xa. Nàng rõ ràng như một cái thây khô, dữ tợn đáng sợ, nhưng bên trong ánh mắt này phảng phất có lạc hà đầy trời, có trăm hoa đua nở, có linh sơn thiên bộc. Chuyện tốt đẹp nhất thế gian đều lưu chuyển ở trong đôi mắt kia, để cho người ta mê ly, say mê. Chu Tước, rốt cuộc cũng đợi được người ra dáng. Nữ tử thì thào khẽ nói, gian nan đi ra khỏi huyết trì, ngón chân khô quắt như xương cốt dẫm ở bên trên đất khô cằn, một bước một dấu sâu. Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình đang cẩn thận dò xét, nhưng tra tới tra lui, bây giờ không có tra được bất luận thứ gì có sinh mệnh hoặc có năng lượng. Thật giống như trừ yêu ma chạy đi trước đó, nơi này cũng không còn có cái gì nữa. Thượng thương cổ thành mai táng trăm vạn năm, thứ gì còn có thể giữ được ý thức, sống, đến bây giờ. Người nói, nó có khả năng đều cường đại hơn so với Phật Đà Thủy Tổ hay không?